Chương 1960, Yến Xuân Lai bị báo ứng rồi. Tuy nhiên, tất cả những người ngồi ở đây đều là kẻ dối trá, tỏ ý không hiểu ý của Diệp Phàm. Đơn giản chính là dựa vào một ân tình của Cung Khai Hà. Có lẽ, chuyện của Tề Thiên còn cần Cung Khai Hà đi nói một chút. Quy tắc do con người định ra, làm cách nào cũng có thể được. Tôi lấy danh nghĩa cá nhân đề nghị một chút là được, đương nhiên, bổ nhiệm hay không là chuyện của quân đội. Chúng ta không can thiệp. Cung Khai Hà bị ép cũng không có cách nào, thật sự là bị Diệp Phàm đánh bại. Đành phải trả lời như vậy. Cảm ơn, tôi tin tưởng ảnh hưởng của thủ trưởng cung không nhỏ. Diệp Phàm tiến sát từng bước, giống như đang áp sát Cung Khai Hà. Cậu đó, tôi thì có ảnh hưởng gì? Cậu ảnh hưởng lớn thì có, hừ. Cung Khai Hà không ngờ nặng lời, thật sự là không kìm nổi. Ha ha ha. Tất cả mọi người cả Lan Viễn Kim đều phá lên cười. Tuy nhiên, sau khi cười mặt Lan Viễn Kim đỏ lên. Bởi vì Diệp Phàm không hề nể mặt ông ta. Thầm cười lạnh trong lòng, mẹ nó, anh muốn vị trí này, bố sẽ quấy rối. Trong quân đội tổ đặc nhiệm A cũng không là gì. Lúc này tổ trưởng tổ khoa học năng lượng Ngô Quang Bảo nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Có phát hiện mới gì phải không? Lý Khiếu Phong lên tiếng đầu tiên. Vâng, có phát hiện mới. Ngô Quang Bảo vừa nói xong, tất cả các đồng chí đều nhìn anh ta. Hơn nữa, tất cả đều hào hứng. Mau nói đi lão Ngô, muốn làm chúng tôi hồi hộp chết sao? Lâm Đống Quốc dục, vì Ngô Quang Bảo định ngồi xuống uống trà. Là như vậy, thi thể nữ chúng ta còn chưa kịp giám định. Nhưng khi đó, dưới xác chết nữ đó lót một đồ vật hình giống tàng bảo có hình kiểu sơn thủy, chúng tôi đã phát hiện chút manh mối. Nói thật, bản vẽ này rất kỳ lạ. Chúng tôi đã tiến hành nhiều thí nghiệm, không thể phát hiện chất giấy. Hơn nữa, cũng không phải là vải, là một loại vật liệu đặc biệt mà đến nay chúng tôi không thể xác định được là gì. Có lẽ Tổ Hải Lang và Hồng Quân đều nghi ngờ và không thể giải thích được như vậy. Ngoài ra, bức vẽ có một vòng tròn gì đó, thật sự giống truyền thuyết về UFO. Các chuyên gia dự đoán, có lẽ bản vẽ này rất có thể chính là nơi ẩn nấp của người ngoài hành tinh UFO. Hơn nữa, vòng tròn trên trang giấy cũng rất lạ, thậm chí, khi chiếu ánh sáng đặc biệt vào còn có thể phát quang, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bay ra khỏi bản vẽ lên bầu trời. Để đề phòng nó thật sự có thể bay ra, chúng tôi phải thí nghiệm trong một phòng bị bịt kín. Tại sao còn không đi tìm vật thần bí này? Lý Khiếu Phong hỏi. Tìm như thế nào, không biết địa điểm chính xác, chúng ta cũng chỉ có 1/4 bản vẽ. Nếu đầy đủ, có lẽ còn có khả năng đoán ra điều gì đó. Tuy nhiên, chúng ta dùng phương pháp đặc thù để tập hợp bản vẽ lại, dùng phương pháp giả định suy diễn để kiểm tra đo lường bản vẽ. Bản vẽ phát sáng khi có ánh sáng chiếu vào thấy một phong cảnh sông núi mơ hồ hiện ra. Tuy nhiên quá mơ hồ. Nhưng tôi tin rằng đó hẳn là một nơi nào đó trên trái đất. Tiếp theo sẽ tăng cường phục chế bản vẽ. Tuy nhiên, tôi lo rằng các quốc gia khác lấy được bản vẽ cũng đang tiến hành phục hồi. Cho nên, tôi đề nghị từ nay về sau, cùng với manh mối do Tổ khoa học năng lượng cung cấp, chúng ta cũng phải cử các cao thủ đi tìm kiếm khắp nơi trên thế giới. Chỉ cần tìm ra địa điểm nghi ngờ đều phải kiểm tra. Ngô Quang Bảo cũng có vẻ hào hứng nói. Chẳng lẽ thật sự là phi thuyền của người ngoài hành tinh? Thôi Kim Đồng hỏi một câu. Cho dù là phi thuyền của người ngoài hành tinh tôi thấy cũng là bình thường. Có lẽ thời xa xưa bọn họ đã lặng lẽ xuống trái đất. Nếu là máy móc chắc chắn cũng có thể xảy ra trục trặc. Một khi sự cố xảy ra, hoặc là hết nhiên liệu, bọn họ không thể về được hành tinh của họ cũng là bình thường. Vũ trụ mênh mông. Ai dám khẳng định ở một hành tinh xa xôi nào đó còn có một nền văn minh khác đang tồn tại hay không? Thậm chí, khoa học kỹ thuật của người ta phát triển hơn chúng ta mấy nghìn lần hay hàng chục nghìn lần cũng đều có thể. Phi thuyền như thế, mặc dù là có thể tìm cái xác trở về để nghiên cứu cũng sẽ tìm ra được một chút về kỹ thuật của họ. Ví dụ như, máy bay chiến đấu trên mặt đất cũng là phát hiện lớn, hay là tên lửa cũng là vấn đề đang được nghiên cứu. Hiện giờ kỹ thuật vẫn chưa được hoàn thiện. Mà theo truyền thuyết của các quốc gia thì người ngoài hành tinh có thể bay lên ở bất kỳ vị trí nào. Hơn nữa, máy bay chiến đấu hiện đại nhất hiện nay đều không thể hoàn thành yêu cầu trên một độ cao nhất định. Huống chi, hiện giờ các quốc gia đều gia tăng việc thăm dò không gian. Nơi sinh sống thứ hai của con người trong tương lai rất có khả năng là trong không gian.
giống trạm hòa bình của Nga và các trạm vũ trụ khác. Đều là để chuẩn bị cho việc thăm dò không gian. Hơn nữa, để thăm dò vũ trụ ở cự ly xa, một phi thuyền hiện đại rất quan trọng. Hiện giờ chỉ có người Mỹ lên mặt trăng, kế hoạch lên mặt trời là kế hoạch lâu dài rất khó khăn. Nếu có thể tham khảo phi thuyền tiên tiến của người ngoài hành tinh, đưa con người lên mặt trời, thậm chí bay ra giải ngân hà không chỉ là giấc mơ. Chính là xuất phát từ chiến lược này, xuất phát từ an toàn của quốc gia. Nước Mỹ, Nga đã có, Trung Quốc chúng ta cũng không thể lạc hậu. Lạc hậu sẽ bị đánh, liên minh quốc tế đã là bài học sâu sắc. Hơn nữa, người ta hướng ra ngoài hệ mặt trời, chúng ta không thể đi ra ngoài trái đất, địa vị cao thấp nhìn thấy ngay. Người Trung Quốc chúng ta tuyệt đối không thể trở thành quốc gia lạc hậu thứ hai, thứ ba. Chúng ta không muốn xưng bá, nhưng vẫn phải có khả năng tự bảo vệ mình đúng không? Ngô Quang Bảo thở dài nói. Đúng, lập tức hành động thôi. Như vậy đi lão Ngô, các anh nhanh chóng đưa ra một địa điểm đại khái và tuyến đường đi. Chuyện cử người chúng tôi sẽ nghĩ cách. Tổ trưởng cung nói. Phái người, tổng thủ trưởng, đi đâu tìm người? Lúc này, Lâm Đống Quốc lại nghĩ đến vấn đề thực tế của tổ đặc nhiệm A, vẻ mặt buồn bã nói. Trước tiên cử các cao thủ tam đẳng đi tìm, các đội viên chính thức ở nhà án binh bất động an dưỡng. Một khi phát hiện địa điểm chính xác chúng ta sẽ xuất động. Cho nên, thu hút đội viên là việc cấp bách, các đồng chí, chúng ta nhất định phải lập tức hành động. Trước cuối năm, đến các phái lớn, vì đất nước, Cung Khai Hà tôi không cần thể diện. Cung Khai Hà nói rất hào hứng. Thế nào Hạnh Nhi, Oai Phong không? Sở Thiên các Thủy Châu, bên trong Diệp Phủ, Trần Quân mặc quân trang, xoay một vòng trước mặt Hạnh Nhi, đắc ý bước đi khoan thai. Anh cứ khoe khoang đi. Bố vợ Đoàn Hải Thiên ngồi bên cạnh tức giận hừ nói. Đoàn Hải Thiên thật ra ánh mắt rất hài lòng. Trước kia Trần Quân đi theo Diệp Phàm lăn lộn vớ vẩn, nhưng trong lòng Đoàn Hải Thiên vẫn hy vọng con rể mình có thể đi vào quan trường hoặc quân đội. Nhưng Trần Quân ngang bướng quyết đi theo Diệp Phàm, Đoàn Hải Thiên cũng không tiện nói. Không thể tưởng tượng được lần này bị điều động lại là trong họa có phúc. Không ngờ có được chức phó sư trưởng trở về. Phó sư trưởng báo săn khá hoành tráng. Trong lòng Đoàn Hải Thiên không trộm vui không được. Trần Quân là phúc trời mệnh vua. Bí thư Đoàn, tin rằng tiền đồ của anh ta còn rộng lớn. Diệp Phàm ngồi trên ghế vẻ mặt tươi cười nói. Thằng nhóc này, cho nó một cái lông gà coi như lệnh tiễn. Tuy nhiên, Trần Quân sau này phải nghiêm túc, con đường đường đã là thượng tá. Người ta mấy chục năm chưa chắc được đến cấp bậc này. Con phải nên quý trọng nó. Đoàn Hải Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Con biết rồi bố, con cũng không còn là trẻ con. Vả lại, có anh Diệp giúp đỡ, con sợ cái gì? Trần Quân cười nói. Anh cứ oai đi. Đoàn Hạnh Nhi đứng bên cạnh hừ nói, giơ tay nhéo một chút. Trần Quân không dám kêu đau. Bí thư Đoàn, không có việc gì không trèo lên điện tam bảo. Chú gọi cháu đến đây có phải có việc gì không? Có việc gì chú cứ nói thẳng. Ngày mai có lẽ cháu sẽ về Đông Cống. Sắp đến cuối năm, cháu lại mất tích thời gian dài như vậy, sợ rằng có nhiều việc. Diệp Phàm quay sang hỏi Đoàn Hải Thiên. Ha ha, Diệp Phàm, cậu còn không biết, Yến Xuân Lai đi rồi. Đoàn Hải Thiên cười nói. Đi, đi đến đâu? Không phải là thăng chức chứ? Diệp Phàm giật mình hỏi. Thăng chức, chưa đến lúc. Đoàn Hải Thiên thản nhiên cười cười lắc đầu. Hóa ra là xui xẻo. Đáng đời, dám bắt nạt chúng ta. Anh Diệp xui xẻo rồi. Trần Quân hung hăng mắng. Miệng cậu không nể tình chút nào. Đối với Diệp Phàm anh ấy có chút hơi quá nhưng đều là vì công việc. Đoàn Hải Thiên còn muốn nói chút giọng lãnh đạo sau đó mới nói. Anh ta về Bộ Giáo dục đảm nhiệm chức Thứ trưởng. Cũng không khác gì, Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục cũng là lãnh đạo cấp Bộ trưởng. So với Chủ tịch tỉnh Nam Phúc cũng không biết bên nào nặng hơn. Diệp Phàm thản nhiên hừ một tiếng. Không phải là thứ trưởng thường trực, mà là thứ trưởng thôi. Đoàn Hải Thiên nói. Đúng là xui xẻo có phải không? Chủ tịch tỉnh cấp bộ trưởng, thứ trưởng không phải là cấp thứ trưởng sao? Vẻ mặt Trần Quân vui vẻ khi người khác gặp họa. Con thật sự là đến chút kiến thức phổ thông khi lăn lộn trong quan trường cũng không biết. Đoàn Hải Thiên tức giận hừ nói. Con sai ở đâu ạ? Trần Quân vò vò đầu nhìn cha vợ thật không hiểu. Trần Quân, người ta hưởng thụ cấp bộ trưởng đặt trong dấu ngoặc. Trong đa số các bộ và ủy ban,
có nhiều thứ trưởng được hưởng ưu đãi cấp bộ trưởng. Chỉ có điều, thực quyền so với chủ tịch tỉnh, tất nhiên không giống nhau. Yến Xuân Lai rơi vào kết cục như vậy thật ra rất lạ. Ai làm vậy, Yến Thành không phải ủy viên bộ chính trị sao? Chẳng lẽ cứ để anh ta xui xẻo như vậy? Diệp Phàm thật sự có chút nghi ngờ. Không phải cậu làm. Đoàn Hải Thiên nghi ngờ nhìn Diệp Phàm. Trời, cháu nào có thời gian rảnh như vậy? Và lại một giám đốc sở quen như cháu có thể quyết định được vận mệnh của một chủ tịch tỉnh sao? Chú Đoàn nói đùa. Diệp Phàm lắc đầu. Cậu đương nhiên không được, nhưng nhà họ Kiều chắc chắn có thể làm được. Còn nữa nhà họ Phí cũng có uy lực. Cậu xui xẻo, bọn họ không hài lòng. Cho nên tìm cơ hội điều chỉnh cán bộ cấp tỉnh để ra tay. Chính Phó Thủ tướng Yến chống đỡ cũng gặp hai áp lực lớn. Đoàn Hải Thiên nói, sức tưởng tượng của lão Đoàn không phải phong phú bình thường. Diệp Phàm nghe xong cũng thầm bật cười. Không ngờ lão Đoàn cũng trẻ ra, thích tưởng tượng. Chương 1961, Đoàn Hải Thiên gia nhập mạng lưới Diệp Phàm. Thật sự không phải cháu, chú cũng biết mấy hôm nay cháu suốt ngày ở cạnh Trần Quân. Hơn nữa, cháu cũng không muốn mượn tay người khác làm chuyện này. Vả lại nhà họ Kiều và nhà họ Phí chưa chắc chịu ra tay. Diệp Phàm lắc lắc đầu, nhìn Đoàn Hải Thiên liếc mắt một cái nói. Lần này Yến Xuân Lai đi rồi, có lẽ nhân sự tỉnh Nam Phúc lại điều chỉnh một phen. Chú Đoàn nên cố gắng, lần trước không lên, lần này cần tranh thủ. Cháu nghĩ, chú Tề có phải là có cơ hội tiến thêm một bước nữa không? Ông ấy đương nhiên muốn vị trí của Yến Xuân Lai, nhưng quả là khó khăn. Đoàn Hải Thiên lắc lắc đầu nói. Đương nhiên, Yến Xuân Lai vừa đi, tỉnh Nam Phúc chúng ta cũng khá bình tĩnh. Cứ lẽ điều chỉnh nhân sự lần này khá lớn, có lẽ tôi có ở lại chỗ này hay không cũng khó nói. Đến Thủy Châu đã nhiều năm, người ta muốn chuyên tôi cũng không có cách nào đúng không? Đoàn Hải Thiên vẻ mặt có chút mất mát. Nếu không, cha, cái này, ha ha. Trần Quân đột nhiên giật mình nhìn Đoàn Hải Thiên cười ngây ngô vài tiếng, lại nhìn Diệp Phàm nói. Cái gì mà cái này với chẳng cái kia, con giả bộ bí mật gì? Đoàn Hải Thiên có chút tức giận, trừng mắt nhìn con rể một cái. Anh nói gì nói không rõ ràng gì cả. Đoàn Hạnh Nhi đứng bên cạnh có chút tức giận, giơ tay hung hăng nhéo Trần Quân một chút. Nhẹ thôi bà xã, đây là thịt, không phải là sắt. Anh cũng chỉ vì tốt cho cha thôi. Tay Trần Quân vẩy vẩy kêu lên. Tốt cho ta, có gì ưu đãi con mau nói xem, nếu không nói rõ ràng, để xem ta phạt con thế nào. Đoàn Hải Thiên trừng mắt hừ nói. Rất đơn giản, gia nhập Diệp hệ. Tất cả mọi người ra sức giúp cha. Có lẽ, cha sẽ có cơ hội. Trần Quân nói thẳng ra, Diệp Phàm thiếu chút nữa nghẹn họng nhìn chân chối. Việc này không phải Diệp Phàm không nghĩ đến. Nghe nói trước kia Đoàn Hải Thiên có chút bối cảnh ở Bắc Kinh. Tuy nhiên sau này người đó quy thiên. Cho nên, lão Đoàn hiện cũng rất đáng thương, trở thành đám lục bình vô chủ. Cậu đừng có nói bừa. Diệp Phàm vội nói. Diệp hệ. Đoàn Hải Thiên nhắc lại một câu, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái. Ha ha, chú Đoàn, đừng nghe Trần Quân nói lung tung. Chẳng qua là một ít bạn bè cùng nhau nên gọi vậy. Cháu làm sao có thể lực gì mà gọi là Diệp hệ có phải không? Diệp Phàm giải thích. Anh Diệp quá khiêm tốn. Năng lượng mạng lưới của anh cũng không nhỏ. Thiết Chiêm Hùng không phải là người tài ba sao. Cục trưởng Cục Cảnh vệ Trung ương Lang Phá Thiên không phải có năng lượng lớn sao? Còn nữa, con trai của Chủ tịch thành phố Tân Môn Lam Bình Phong Lam Tồn Quân cũng gia nhập mạng lưới của anh. Còn giám đốc sở, phó giám đốc sở, cán bộ cấp cục không ít. Con nghĩ, nếu cha đồng ý gia nhập, anh Diệp bỏ ra ít sức, con tin rằng cha có cách. Cha cũng không phải muốn bước lên vị trí chủ tịch tỉnh kia. Chẳng qua chỉ là tăng lên một bậc thôi, tìm vị trí phó chủ tịch thường trực là được. Một phó bí thư thành phố cũng không phải không có ý nghĩa đúng không? Trần Quân mặt dày vẫy cờ cổ vũ cha vợ. Con nói dễ như vậy sao? Phó chủ tịch thường trực tiếp dễ như vậy sao? Tuy nói chỉ là thăng chức nhưng không giống như vậy. Con không hiểu đâu, quan hệ trong đó rất phức tạp. Đoàn Hải Thiên tỏ vẻ quát Trần Quân thực ra, cũng đang nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Có lẽ, lão Đoàn cũng hơi động lòng. Diệp Phàm dùng đôi mắt ưng dò xét. Phát hiện lão Đoàn che giấu rất khá, nhưng vẫn thấy được chút dao động, chứng tỏ trong lòng lão Đoàn cũng không bình tĩnh, không tương xứng với vẻ bình tĩnh bên ngoài. Lão già này, chắc chắn đã động lòng,
Trong lòng Diệp Phàm thầm suy nghĩ, người này hoàn toàn giả ngu. Tư thế này bỏ qua, Đoàn Hải Thiên ông không gia nhập, Diệp Phàm tôi cũng không thể bỏ ra nhiều sức lực như vậy. Đoàn Hải Thiên năm nay mới 50, vẫn có tiềm lực phát triển rất lớn. Hơn nữa, Đoàn Hải Thiên vẫn bị Nạp Lan Nhược Phong áp chế ở Nam Phúc. Rất buồn bực, trước kia Đoàn Hải Thiên là bí thư tỉnh thành, mà Nạp Lan Nhược Phong là bí thư đặc khu thành phố Thương Hải. Lúc đó trong tỉnh ủy vị trí của Nạp Lan Nhược Phong thấp hơn Đoàn Hải Thiên. Tuy nhiên, sau đó có điều chỉnh nhân sự, Nạp Lan Nhược Phong không ngờ bước đi vài bước, tới vị trí phó bí thư tỉnh ủy. Tuy nói cấp bậc không thay đổi nhưng người ta cũng đè ép Đoàn Hải Thiên mấy đầu. Cha, cha còn chờ gì nữa? Trần Quân có chút nóng nảy, ngay cả Đoàn Hạnh Nhi cũng nhìn cha chớp mắt vài cái. Thôi, Đoàn Hải Thiên tôi đã có ra mặt dày. Đoàn Hải Thiên khoát tay áo, vẻ mặt vô cùng xấu hổ. Bởi vì người ta cán bộ cấp phó tỉnh, cấp bậc cao hơn Diệp Phàm, hơi ngại. Tuy nhiên, Diệp Phàm có năng lượng lão Đoàn không thể đuổi kịp. Hoan nghênh chú Đoàn gia nhập, chú Đoàn sau này mạng lưới chúng ta lấy việc của chú là việc chính. Diệp Phàm nói đương nhiên hắn đang thử. Mạng lưới Diệp Phàm, Đoàn Hải Thiên đến quyết định Thiết Chiêm Hùng sẽ đồng ý sao? Người ta phân lượng hơn Đoàn Hải Thiên, còn có cả Lang Phá Thiên nữa. Không, không, là lão Đoàn tôi gia nhập mạng lưới của cậu, không phải cậu gia nhập vòng tròn của tôi. Cho nên, sau này lão Đoàn tôi chính là một thành viên trong mạng lưới Diệp Phàm. Đoàn Hải Thiên không ngờ cầm được thì không buông, lập tức bình tĩnh lại, mặt dày tỏ rõ thái độ. Chú Đoàn, nếu quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước nữa, chúng ta sẽ cố thêm một chút. Diệp Phàm bàn bạc với Đoàn Hải Thiên. Buổi tối, Diệp Phàm mang vẻ mặt mệt mỏi vào tầng hầm của Diệp Phủ. Nhìn ba cái chai trong tay không khỏi thở dài. Nhân Bàng, xin lỗi anh, vì lão Đoàn đành để anh chịu ấm ức. Bởi vì, Diệp Phàm suy tính trước sau. Nếu Đoàn Hải Thiên đã mặt dày ra nhạp thì chuyện của ông ta nhất định phải thành công. Người giữ lời sau này dễ dàng mời người khác gia nhập. Bạn bè chính là một tấm lưới, một người bạn có thể mang đến một chuỗi bạn bè khác. Cho nên chuyện lần này nhất định phải thành công mới được. Tuy nhiên, muốn cho lão Đoàn thăng một chức khó khăn rất lớn đối với Diệp Phàm. Bởi vì Diệp Phàm không có bổn phận làm Đoàn Hải Thiên thăng chức. Với cấp bậc của ông ấy. Là phạm trù của ban tổ chức cán bộ trung ương. Hơn nữa, mặc dù là ban tổ chức cán bộ trung ương có lẽ cũng chỉ sát hạch thôi. Thật sự quyết định là ở trung ương. Tuy nói cán bộ cấp phó tỉnh trên cả nước không ít nhưng người nhầm các vị trí đó cũng rất nhiều. Mật ít ruồi nhiều vốn là chuyện trong chốn quan trường. Nếu như đi tìm bố vợ mình có lẽ Đoàn Hải Thiên cũng không có hướng dựa vào nhà họ Kiều, người ta tuyệt đối không ra tay giúp đỡ. Kiều Viễn Sơn có thể giúp Diệp Phàm nhưng bạn bè của Diệp Phàm không nằm trong phạm trù mà ông ta suy xét. Còn tìm nhà họ Phí, có lẽ càng không thể. Quan hệ với nhà họ Phí chắc chắn không bằng nhà họ Kiều. Nói trắng ra, căn bản chỉ là quan hệ cùng có lợi thôi. Còn những quan hệ khác, như Trương Vệ Thanh, Thiết Chiêm Hùng họ cũng chỉ là cấp thứ trưởng. Cũng không có khả năng giúp Đoàn Hải Thiên tăng một bước. Buổi tối hôm sau, Diệp Phàm đang định về Đông Cống. Nhưng nhận được điện thoại của bí thư thành ủy Thanh Ngưu Vương Long Đông. Mời hắn ăn cơm. Diệp Phàm liền đổi lại ngày. Bởi vì, rời khỏi Hải Đông cũng đã gần một năm, Diệp Phàm cũng muốn biết một chút về tình hình phát triển của Hải Đông. Hơn nữa Vương Long Đông cũng là bạn học, Diệp Phàm cũng có chút muốn gặp lại bạn cũ. Lái xe đến giải trí Hoàng Thị, vừa xuống xe phát hiện Vương Long Đông đang đứng trò chuyện với một thanh niên béo ngoài cửa. Xin chào bí thư Diệp. Vương Long Đông vừa nhìn thấy Diệp Phàm xuống xe liền tiến lên chào hỏi. Long Đông, chúng ta là bạn học, không phải là bí thư này nọ, gọi tên tôi là được. Tuy nhiên, cậu còn ở Thanh Ngưu không? Diệp Phàm cười bắt tay Vương Long Đông. Tốt lắm, tôi gọi anh là anh Diệp. Vương Long Đông cười nói. Bạn học cũ, vài năm không gặp phong độ vẫn như xưa nhỉ. Lúc này người thanh niên béo cười nói. Diệp Phàm hơi hơi ngạc nhiên sau đó nhìn kỹ cười nói. Hóa ra là cậu, Trần Khôn. Trước đây cậu gầy thế, giờ làm gì mà thay đổi hoàn toàn như vậy? Cậu không gọi tôi còn không dám nhận. Trần Khôn là bạn cùng phòng của Diệp Phàm trước đây, khá thân thiết với Diệp Phàm. Chỉ có điều sau khi tốt nghiệp không công tác cùng tỉnh, hai người không còn liên lạc nữa. Ha ha, một trưởng phòng nhỏ thôi. Trần Khôn cười nói, ôm lấy Diệp Phàm.
sau đó nói. Cậu làm người ta tức chết mất, cả Long Đông nữa. Đều là bí thư thành ủy, chỉ có tôi là một nhân vật số 2 của một huyện miền núi nghèo. Thật sự là buồn. Bạn học, tôi nói này không được trêu tôi như vậy có được không? Bí thư như tôi cũng là cấp cục trưởng, không so được với anh Diệp. Hơn nữa, chức bí thư thành ủy này vẫn là do anh Diệp hỗ trợ lên. Nếu không, Vương Long Đông tôi còn thảm hơn cậu. Vương Long Đông đánh vào ngực Trần Khôn cười nói. Diệp Phàm đang phát tài ở đâu vậy? Vừa rồi nghe Vương Long Đông gọi cậu là bí thư ở đâu vậy, mau nói xem. Trần Khôn cười nói. Một thành phố nhỏ thôi, không khác gì cậu. Diệp Phàm thản nhiên cười. Không thể nào, không khác tôi sao anh có thể giúp đỡ Long Đông? Trần Khôn đương nhiên không tin, nhìn Diệp Phàm chằm chằm. Ha ha, anh Diệp là bí thư thành phố cấp 3. Là thành phố Đông Cống tỉnh Tây Lâm. Trước kia anh Diệp đảm nhiệm bí thư thành phố Hải Đông, lúc đó anh ấy giúp tôi đi lên. Vương Long Đông cười nói. Quyền bí thư, không phải bí thư, hiện giờ cũng là quyền. Diệp Phàm khoát tay áo nói. Thế càng ghê gớm, thành phố cấp 3, quyền bí thư, khác nào lãnh đạo lớn vùng biên. Tiếp theo chính là lãnh đạo tỉnh. Ghê gớm quá, sau này có cơ hội thì giúp đỡ tôi một chút đi. Trần Khôn cười nói tất nhiên là vẻ mặt đầy ngạc nhiên và hâm mộ. Hồi đại học khi Trần Khôn và Diệp Phàm thả rắm, Trần Khôn khá thảm, vì Diệp Phàm thường xuyên luyện công, cho nên rắm mang theo nội tức, đặc biệt có mùi thơm. Chương 1962, Đại Cục trưởng của Ban Tổ chức Trung ương. Ha ha, đồng chí Trần Khôn, chỉ cần có thể công tác cùng nhau, cái này, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Diệp Phàm cười nói, vỗ vai Trần Khôn. Đúng vậy, anh Diệp. Sắc mặt Trần Khôn biến đổi thật nhanh, lập tức cùng gọi, anh Diệp, giống như Vương Long Đông, đương nhiên là để tăng tình cảm, và, dọn đường, cho con đường làm quan về sau. Chúng ta vào đi thôi, nếu không đại cục trưởng lại phê bình bây giờ. Vương Long Đông nhìn Diệp Phàm một cái, cười nói. Đại cục trưởng, vị bạn học nào đã làm đến chức đại cục trưởng rồi? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Bụng nghĩ chắc đại cục trưởng này có lai lịch ghê gớm lắm đây. Không phải tay biến tái Lạc Nhất Thành thì là ai chứ? Nghe nói người ta bây giờ lại thăng chức tiếp rồi. Nếu thăng nữa thì đúng là ghê gớm thật. Trần Khôn hai mắt lóe lên vẻ hâm mộ nói. Lạc Nhất Thành trước kia đi học là lớn tuổi nhất, còn Diệp Phàm là nhỏ tuổi nhất. Lạc Nhất Thành năm nay đã 35 rồi, còn Diệp Phàm thì mới có 27. Kinh nhỉ, vị trí gì vậy? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Lạc Nhất Thành trước kia là phó cục trưởng cục cán bộ 2 của Ban Tổ chức Trung ương. Một phó cục trưởng ở Ban Tổ chức Trung ương là đã ghê gớm lắm rồi, nghe nói khảo hạch tất cả các quan to cấp tỉnh. Anh nhìn thấy không, lão Lạc buổi tối nay nhất định sẽ có người mời cơm. Đến lúc đó, hỏng chừng quan lớn của tỉnh Nam Phúc đều đến trình diện cho mà xem. Trần Khôn vẻ mặt hâm mộ nói. Tiểu Trần này, cậu nghĩ sai rồi. Lạc Nhất Thành lên một cấp nữa thì nhiều nhất cũng chỉ là một phó cục trưởng thường trực của một cục nào đó trong Ban Tổ chức Trung ương. Cán bộ cấp giám đốc sở, bình thường giống như vị trí cục trưởng của mấy cục trong Ban Tổ chức Trung ương, đều là do phó trưởng ban kiêm nhiệm nhiệm. Bởi vì, mấy cục này quá quan trọng, đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng không phải kiêm nhiệm. Vương Long Đông cười nói. Bất luận nói thế nào, người ta cũng hoành tráng. Chỉ cần là một cái tên trong Ban Tổ chức Trung ương là đủ rồi. Anh ta xuống dưới, các quan to trong tỉnh cũng đều phải nịnh bợ. Anh Diệp nếu như lên một cấp nữa cũng là quan lớn cấp thứ trưởng rồi, trình tự này phải được Ban Tổ chức Trung ương thông qua. Vì vậy, vẫn nên thân kính với lão Lạc một chút. Trần Khôn vẻ mặt chân thành nói. Ha ha! Diệp Phàm thản nhiên cười, không nói gì. Ba người vừa nói chuyện vừa đi vào phòng số lớn. Thế nào? Không tồi chứ. Phòng riêng cao cấp nhất của khu giải trí Hoàng Thị, được xưng là phòng riêng Hoàng gia. Đây là sự tiếp đón của các đồng chí dành, vinh dự, cho lão Lạc mời, người khác trả tiền mà thôi. Bước vào phòng riêng, Trần Khôn ghé vào tai Diệp Phàm nói nhỏ. Trong phòng mọi thứ đầy đủ cả, có quầy bar, có bể cá, bên cạnh còn có mấy phòng nghỉ. Cái này, đương nhiên là bố trí đặc biệt cho đám đại gia vào chơi. Giống như những nơi này. Một khi người ta uống rượu say rồi, muốn làm cái gì đó thì cũng đều thoải mái. Trong phòng đã có 20 mấy người, Lạc Nhất Thành trông vẻ hơi béo một chút. Chiếc bàn ở giữa đã được bày ra,
có 14-15 người đang ngồi đó, còn Lạc Nhất Thành thì đang được mười mấy bạn học vây quanh. Đương nhiên, bên cạnh còn có mấy chiếc bàn nhỏ nữa, mỗi bàn có 8 người ngồi. Cũng có mấy người đang thì thào nói chuyện, những chiếc bàn trong sảnh đều được bố trí kỳ quái như vậy, khiến người ta không thể không liên tưởng đến việc mấy chiếc bàn nhỏ vây quanh một chiếc bàn lớn. Lạc Nhất Thành ngồi ở giữa, người ngồi bên cạnh giống như là kẻ hầu của anh ta vậy, Diệp Phàm khẽ lắc lắc đầu, trong lòng thấy thật nực cười. Tôi nhớ lớp có 60 bạn, sao mới chỉ có 20 bạn đến nhỉ? Diệp Phàm quay sang hỏi Vương Long Đông. Ha ha, tụ tập như thế này, đâu phải là họp lớp. Thời gian gấp gáp quá mà, chắc là tí nữa còn có người đến. Đến một nửa thì chắc chắn là có, chính là nể mặt bạn Tiểu Lạc có đúng không? Đây là cơ hội thân kính với lãnh đạo mà. Tất cả những người lăn lộn trốn quan trường thì chắc chắn là đến. Mà cho dù không ở trốn quan trường thì sẽ không có việc cần nhờ đến bên chính quyền sao? Cái này, chuyện trên quan trường có thể ảnh hưởng đến xã hội của chúng ta. Anh muốn phát tài, thì phải thầu công trình, phải làm việc mà muốn làm được thì phải tìm đến những người có quyền. Dù sao, cái xã hội này đều là do người nắm quyền, thống trị. Những quan viên cấp dưới thực ra chính là những người chấp chính mà thôi, Vương Long Đông lý luận nói. Ấy già, đây không phải là tiểu tử thối tha nhỏ nhất của lớp chúng ta sao? Đúng lúc này, Diệp Phàm đang muốn quay người đi đến một chiếc bàn nhỏ ở góc bên cạnh, thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên thì phát hiện ra chính là Lưu Nhất Cổ. Tay này dáng người cao lớn, hồi đó còn là đội viên thay thế của đội trường Đại học Hải Giang. Còn Diệp Phàm so với thân hình cao đến 1m90 của gã, đương nhiên là không bằng. Tuy nhiên, về kỹ thuật chơi bóng thì Diệp Phàm hơn hẳn gã. Lưu Nhất Cổ dựa vào vẻ cao lớn của mình, tuyên bố rằng những kẻ nhỏ con thì chẳng có tác dụng gì. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng cao đến 1m76, nhưng so với Lưu Nhất Cổ thì kém hơn rất nhiều. Diệp Phàm vừa nghe thấy liền tức giận, cãi lại vĩ nhân cũng có dáng người thấp bé mới là tinh hoa. Lưu Nhất Cổ tức giận không phục, muốn khiêu chiến với Diệp Phàm. Hai người mỗi người tìm thêm 4 người nữa, hợp thành một đội bóng rổ, đánh 4 trận. Sau đó, Lưu Nhất Cổ tìm đến hầu như là những người có chiều cao 1m9 trở lên, còn Diệp Phàm thì chỉ tìm những người dưới 1m80 để hợp thành một đội bóng rổ. Kết quả, đội của Lưu Nhất Cổ thua thảm hại, bị Diệp Phàm bỏ bóng ngay trên đầu mình. Hơn nữa, pha bóng cuối cùng, Diệp Phàm bay người lên, không ngờ cưỡi lên đầu Lưu Nhất Cổ rồi mới bỏ bóng. Còn Lưu Nhất Cổ đương nhiên trở thành kẻ nằm dưới háng Diệp Phàm. Lúc ấy Diệp Phàm trở thành anh hùng, bởi vì lúc đó có rất nhiều bạn gái hô vang, Diệp soái, Diệp soái. Lưu Nhất Cổ tức nổ đom đóm mắt, thiếu chút nữa thì nổi điên lên. Thấy đấu bóng rổ không lại Diệp Phàm, nên muốn giở trò khác. Bỗng nhiên, y lao lên, vung quyền đánh về phía Diệp Phàm. Trận bóng rổ giờ biến thành một trận đấu quyền anh. Tuy nhiên, Lưu Nhất Cổ vẫn là vô cùng thảm. Tuy nói hồi ở trường bản lĩnh Diệp Phàm không ghê gớm lắm, nhưng cũng đã đạt đến tam đẳng. So với một tên tầm thường như Lưu Nhất Cổ thì mạnh hơn nhiều. Tự nhiên, dưới quyền cước như bão táp của Diệp Phàm, Lưu Nhất Cổ cuối cùng đã trở thành đầu heo khách. Mặt mũi tím bầm suốt cả tháng trời mới tiêu, từ đó trở đi hai người không thèm nhìn mặt nhau nữa. Mà Lưu Nhất Cổ có gia thế cũng rất lớn. Trước kia hồi ở trường y thường tìm gây phiền phức cho Diệp Phàm, tuy nhiên may mà Diệp Phàm có nhân duyên tốt, cho nên đều đấu lại được. Lúc này, y đang ngồi cạnh Lạc Nhất Thành cười nói, nghe thấy y lớn tiếng như vậy, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm. Nhóc con mặt mông, anh phải cẩn thận cái này. Vương Long Đông và Trần Kế Đồng cùng làm tư thế cài giỏ, tự nhiên ảm chỉ về nỗi nhục thảm bại năm xưa của Lưu Nhất Cổ. Lưu Nhất Cổ vừa thấy vậy, sắc mặt lập tức trùng xuống, giọng cũng cứng rắn lên, chỉ tay vào Vương Long Đông và Trần Khôn nói. Các người thử nói tiếp xem nào, ai là nhóc con mặt mông hả? Ha ha, anh mà, người ta gọi anh như vậy đã là nể tình lắm rồi. Nếu không, còn chẳng được coi là cái thá gì. Diệp Phàm cố ý vặn vặn ngón tay mình, phát ra những tiếng kêu răng rắc. Cái này... đương nhiên là đang cảnh báo một kẻ nào đó có muốn việc tương tự được diễn ra một lần nữa hay không. Lưu Nhất Cổ đột nhiên tỉnh ngộ, lần đó bị đánh không nhẹ. Suốt một tháng trời không dám gặp ai, y liếc mắt nhìn Lạc Nhất Thành một cái, có chút xấu hổ. Tiểu Diệp, ngồi đi, đừng có chọc giận cục trưởng Lưu. Lạc Nhất Thành chỉ vào một chiếc bàn nhỏ bên cạnh,
ra vẻ cảnh cao, nói. Nghiễm nhiên, Diệp Phàm trở thành em út của y. Điều này, đã trở thành một thói quen của Lạc Nhất Thành. Mấy chục bạn học này trong mắt y, tất cả đều là em út. Hơn nữa, thành tích cao, chức vị tốt, cái này, cũng khiến cho Lạc Nhất Thành có một cảm giác đứng trên đầu người khác. Cục trưởng Lưu, cục trưởng ở nơi nào vậy? Không phải là cục xí nghiệp xã phường chứ? Hay là phòng gia súc huyện? Mượn giống gì đó thì đều phải đến tìm cục trưởng Lưu. Vương Long Đông theo sát bước chân của Diệp Phàm, thấy Lưu Nhất Cổ như vậy, liền châm biếm nói. Bạn Vương Long Đông, cậu nói phải chú ý một chút. Lạc Nhất Thành cảm thấy Vương Long Đông có vẻ như đang thách thức quyền uy của mình, cho nên mặt nghiêm lại nói. Ồ, phải chú ý thế nào, mời Lạc Đại Cục trưởng chỉ điểm vậy. Chúng tôi về sau nhất định sẽ chú ý. Diệp Phàm nhìn Lạc Nhất Thành một cái, thản nhiên nói. Lưu Nhất Cổ hiện tại đã là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an rồi. Làm sao có thể đặt ở xã được, anh nhìn xem, có phải nên chú ý một chút không? Lạc Nhất Thành cũng thản nhiên nói, giọng điệu cũng nặng thêm không ít. Ha ha, phải chú ý một chút, chúng ta mà không cẩn thận là về vườn hết đấy. Diệp Phàm còn ra vẻ thành thực gật đầu, lúc sau nói. Chúng ta qua ngồi đi. Lập tức, Diệp Phàm cũng không thèm chấp Lạc Nhất Thành. Đi đến một chiếc bàn khác, ngồi xuống. Mà bàn này vốn có hai bạn học cùng ngồi, vừa trông thấy Diệp Phàm, phỏng chừng sợ sẽ đắc tội với Lạc Nhất Thành, nên hai người này đã chuyển sang bàn khác. Ba người chúng ta giống như con ong vàng, chắc chắn sẽ biết đốt người. Trần Khôn nhún vai cười nói, ba người đặt mông ngồi xuống liền bắt đầu tán chuyện. Không lâu sau, người đã đến đủ rồi. Vừa mới ăn uống được một lúc. Lúc này, Thái Kỳ giám đốc khu giải trí Hoàng Thị đi thẳng đến chỗ Lạc Nhất Thành, nói nhỏ điều gì đó. Nghe xong, Lạc Nhất Thành mặt nhăn lại. Còn một bên Lưu Nhất Cổ không kìm nổi, đập bàn hừ nói. Chỗ của các người có phải là ổ thổ phỉ không? Muốn đuổi người khác là đuổi sao? Đây là nơi mà xếp Lạc đặt từ hôm qua. Ông nói với người kia rằng, hãy chút đi cho nhanh, đừng có động đến chúng tôi. Chương 1963, còn chưa biến đi. Cái này, rất xin lỗi. Tiên sinh đó muốn tổ chức sinh nhật cho một tiểu thư ở thủ đô ngay. Chỉ đích danh phòng riêng hoàng gia của chúng tôi. Ở đây chúng tôi chỉ có một phòng riêng hoàng gia. Như vậy đi, buổi tối chúng tôi sẽ giảm 50% chi phí cho các anh. Đổi một phòng riêng khác được không? Thái Kỳ cũng có chút ngượng ngùng. Đột nhiên phải bảo người ta đổi phòng, đương nhiên là phải ngại. Cả căn phòng lập tức im ắng. Tất cả mọi người nghe ra chút manh mối, một cô tiểu thư ở thủ đô tới đây tranh giành. Tiểu thư ở thủ đô phải tới biển nhiều một chút. Bỏ qua cái khỉ, nhìn thấy không, tôi và anh Lạc đều là từ thủ đô tới đây. Bảo bọn họ tới nơi nào mát mẻ ấy, đừng làm phiền chúng tôi. Bằng không, Lưu Nhất Cổ tôi sẽ không khách khí. Lưu Nhất Cổ ra vẻ ông to, anh ta liếc nhìn Thái Kỳ, hừ nói. Sao, còn chưa đi, tin hay không, tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, nơi này của các anh, gọi là câu lạc bộ Hoàng Thị phải không? Mẹ nó, lập tức đóng cửa. Thật sao, tuy nhiên, vị tiên sinh này, anh nói như vậy cũng hơi quá. Câu lạc bộ Hoàng Thị ở Thủy Châu mở được cũng không ít năm rồi. Đều là nhờ anh em các giới để mắt tới Hoàng Cân. Mấy năm nay, cũng chưa gặp người nào đuôi mù từng giở trò diễu võ dương oai ở đây. Những người tới đây đều là người có phẩm vị có văn hóa. Lúc này, phía sau truyền đến một giọng nói rất có khí phách. Diệp Phàm vừa nhìn, thầm nghĩ lão quỷ chủ tịch Hoàng Cân đã tới rồi. Phỏng chừng có trò hay để xem. Hơn nữa, lời đó nói ra, là ám chỉ đồng chí Lưu Nhất Cổ là một tên thổ phỉ không có khẩu vị. Phải không, ông chủ Hoàng, chắc ông không biết anh Lưu là ở cục nào. Nói cho ông biết, thủ trưởng cục hình sự Bộ Công an. Chỉ cần một cuộc điện thoại của Lưu ca, việc đóng cửa chỗ này của các ông, không phải thương lượng gì nữa. Không tin đúng không, vậy thử xem. Lúc này, bạn học Trịnh Hạo ngồi bên cạnh Lưu Nhất Cổ liếc xéo Hoàng Cân một cái, lạnh lùng hừ nói. Hoàng Cân vừa nghe, quả nhiên hơi ngạc nhiên. Dù sao, thủ trưởng cục hình sự Bộ Công an cũng đâu có đơn giản. Hoàn toàn có năng lực đóng cửa chỗ này của mình. Tuy nhiên, Hoàng Cân không biết đồng chí Lưu Nhất Cổ cũng chỉ là một phó cục trưởng hạng bét thôi. Đương nhiên, những nơi giải trí giống như Hoàng Thị, khẳng định không thể hoàn toàn là chính quy. Như các cô gái ngồi cùng,
tiếp rượu, chắc chắn là loại phục vụ đặc thù. Chẳng qua gà ở đây cao cấp hơn những chỗ ven đường một chút. Giống như sự khác biệt giữa cửa hàng vỉa hè và shop thôi. Nếu cục công an thực sự muốn gây phiền toái cho anh, 3 ngày 2 lần đến điều tra, hoặc tìm một tình huống thuận tiện bắt vài người, vậy việc kinh doanh của anh chẳng còn cách nào mà tiếp tục nữa. Chúng tôi uống rượu không thích người ngoài đứng. Ông chủ Hoàng, có phải cần tôi mời ông ra? Lúc này, đồng chí Lưu Nhất Cổ làm rắn, bởi vì anh ta phát hiện ông chủ Hoàng bị mình làm cho khúm núm. Người này đứng đó, còn cố ý quay đầu liếc nhìn Diệp Phàm một cái. Hắn có vẻ thị uy, đang chuẩn bị ngồi xuống. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một giọng nữ rất ngang bướng, nói. Tôi nhất định phải dùng phòng riêng Hoàng gia. Hơn nữa, phải là ở đây, ngoại trừ nơi này, tôi không đi đâu cả. Mai Thiên Kiệt, nếu đến chút bản lĩnh này mà anh cũng không có, Ninh Hòa Hòa tôi lập tức điều đi. Còn anh nữa, Phí Hướng Phi, cái gì mà công tử đứng đầu của tỉnh Nam Phúc, tự khen thôi. Không ngờ, ngay cả việc đặt một cái phòng riêng cũng không làm được. Hừ hừ hừ. Ninh Hòa Hòa, là thiên kim của Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Ninh Chí Hòa, vốn là một cô gái rất ngang bướng. Không ngờ, đến cả anh họ Phí Hướng Phi cũng bị cô ta quở trách. Đồ đệ Mai Thiên Kiệt rất thảm. Ha ha, buổi tối, hai người Lạc Nhất Thành và Lưu Nhất Cổ chắc chắn là rất mất mặt đây. Diệp Lão Đại ngồi ở góc phòng suy nghĩ, còn hơi hướng đầu về góc khác. Chủ yếu là sợ bị bọn họ phát hiện sẽ không xem được trò hay. Cùng với giọng nói, Ninh Hòa Hòa tức giận xông vào. Chỉ vào ông chủ Hoàng, la lên. Sao người còn ở đây? Ông chủ Hoàng, ông nói kiểu gì mà chẳng tính toán gì thế? Chẳng phải trong 10 phút sẽ khiến bọn họ phải đi sao? Bảo bọn họ lập tức đi, đi ngay. Ninh Hòa Hòa đương nhiên là vênh váo hung hăng, có vẻ thúc bách, chẳng khác nào con cháu Võ Tắc Thiên chỉ thiên họa địa. Chẳng qua, cô còn hơi non. Cái này, Ninh cô nương, tôi đang thương lượng với bọn họ. Yên tâm, bọn họ chắc chắn sẽ chuyển đi, các cô chờ thêm một chút, chờ một chút. Sắc mặt của ông chủ Hoàng có chút khó coi, trán lấm tấm mồ hôi. Còn thương lượng cái gì? Lời nói của Phí Hướng Phi ở Nam Phúc tôi vô dụng đến vậy sao? Ông chủ Hoàng, có phải câu lạc bộ Hoàng thị này kiếm được nhiều tiền quá muốn đóng cửa đúng không? Sắc mặt Phí Hướng Phi có chút âm u, vừa rồi bị em họ gây một trận, cảm thấy hơi mất mặt. Đường đường công tử đứng đầu Nam Phúc, không ngờ đến cái phòng riêng cũng không lấy được. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, còn không khiến toàn bộ đám công tử quyền quý ở Nam Phúc cười rơi răng sao? Phí thiếu gia, là cậu à, còn cả Ninh tiểu thư, là các người. Một lúc sau, Lạc Nhất Thành lập tức đứng lên, vẻ mặt cười nịnh, không ngờ dành chào hỏi trước. Đây là đại tiểu thư của Ninh gia, trước đây, Nhạc Nhất Thành cũng từng gặp qua một lần. Bởi vì, Ninh Chí Hòa là lãnh đạo của Nhạc Nhất Thành. Ngày lễ, ngày Tết gặp mấy lần, làm cấp dưới dù sao cũng phải tới nhà lãnh đạo nọ kia gì chứ. Vừa rồi, tiểu Nhạc Nhất Thời chưa dám xác nhận. Lúc nãy vừa nghe Phí Hướng Phi nói, liền hiểu, Ninh đại tiểu thư chắc chắn là thiên kim của lãnh đạo trực tiếp của mình, Ninh Chí Hòa. Anh ta sao dám cứ ngồi như phỗng vậy? Anh là... Phí Hướng Phi liếc nhìn Nhạc Nhất Thành một cái, thản nhiên hừ nói. Tôi là Nhạc Nhất Thành, cục 2, ban tổ chức cán bộ trung ương. Phí thiếu gia gọi tôi là tiểu Nhạc là được, Trương Ban Ninh là lãnh đạo của tôi. Nhạc Nhất Thành vừa nói, vừa bảo Lưu Nhất Cổ. Nhất Cổ, chúng ta nhường lại chỗ này cho bọn họ. Nói với mọi người một tiếng, lập tức rời đi. Diệp ca, Nhạc Nhất Thành này trở mặt đúng là nhanh, lập tức hạ thân phận thành tiểu Nhạc. Tôi thấy thêm chữ tử, gọi tiểu Nhạc tử càng uy phong. Lớp chúng ta lại có một tên thái giám như vậy, học cùng anh ta, tôi đúng là cảm thấy mất mặt. Vương Long Đông nói nhỏ vào tai Diệp Phàm, vẻ mặt khinh bỉ. Ha ha, nếu Phí đại thiếu gia để ý tới tiểu Nhạc tử, phỏng chừng bảo anh ta gọi là cha nuôi Phí đại thiếu gia anh ta cũng gọi. Trần Khôn cũng thò đầu vào cười trêu. Để ý đến anh ta mới là lạ. Diệp Phàm thoáng chút suy nghĩ, thản nhiên lắc lắc đầu. Quả nhiên, Phí Hướng Phi liếc nhìn Nhạc Nhất Thành một cái, chỉ nói ở một tiếng, nhíu nhíu mày nói. Các người nhanh một chút, đừng lôi thôi dày già. Được ạ, tất cả mọi người mau rời đi. Lúc đi nhớ mang theo đồ ăn trên bàn, như vậy tránh làm lỡ bữa tiệc sinh nhật của Ninh cô nương. Thái độ của Nhạc Nhất Thành rất a dua, khiến Diệp Phàm nhìn thấy mà buồn nôn.
Tuy rằng trong lòng 30 bạn học đều khinh bỉ tiểu nhạc tử, tuy nhiên, Phí Gia ở thủ đô rất oai, mọi người cũng không thể trêu vào. Nhanh lên nhanh lên! Lưu Nhất Cổ đỏ mặt cũng thúc giục, cứ như đuổi vịt. Không lâu sau, tiếng chuyển ghế chuyển bát vang lên. Tuy nhiên Diệp Phàm vẫn không nhúc nhích. Vương Long Đông thì thầm vào tai hắn. Diệp ca, lúc nên nhẫn nhịn thì vẫn nên nhẫn nhịn. Phí Gia, chúng ta không trêu vào được mà phải tránh đi. Dù sao hôm nay tiểu nhạc tử và tiểu lưu tử mới mất mặt, không phải chúng ta. Khách này là bọn họ mời. Chỉ là ăn cơm thôi, đi nơi nào cũng giống nhau thôi đúng không? Đúng đúng Diệp ca, chúng ta vẫn nên nhanh chóng chuyển đi. Tiểu thư Ninh gia kia, tôi thấy đúng là cây ớt non, đối với loại con gái không biết phân biệt lễ nghĩa cấp bậc như vậy, cũng không phải để ý đâu, đúng không? Chúng ta là thân phân gì chứ, đúng không nào? Trần Khôn cũng khẩn trương đứng lên khuyên nhủ. Không sao, hai người ngồi xuống uống rượu với tôi. Bọn họ tuyệt đối không dám ý kiến gì. Diệp Phàm khoát tay, đến cả bát đồ ăn cũng không để người ta mang đi. Sao các anh còn không mau chuyển đi? Lúc này, Nhạc Nhất Thành thấy Diệp Phàm không nhúc nhích, có chút nóng nảy, vội kêu lên. Còn đám người Phí Hướng Phi và Mai Thế Kiệt đã đến ngồi trước quầy ba từ lâu, tự mở một chai rượu đỏ uống. Căn bản không để ý mấy người đang mồ hôi mồ kê đầy mặt chuyển đi bên này. Nhạc Nhất Thành, bị người ta đuổi đi như vậy mà còn ra vẻ gì? Có bản lĩnh cứ ngồi uống rượu như Diệp ca ý. Vương Long Đông không nuốt được giận, anh ta cũng cứng rắn. Bởi vì, Nhạc Nhất Thành giọng điệu có vẻ như nói với tôi tớ. Cá nhân còn không chịu được, hơn nữa, Vương Long Đông đã nhận định Diệp Phàm. Huống chi, Vương Long Đông cũng cho rằng, Diệp lão đại hẳn là không phải là người hành động theo cảm tính như vậy. Hắn có thể ngồi bất động, phỏng chừng có lý do của sự bất động. Đương nhiên, về phương diện này, Trần Khôn phản ứng chậm hơn một chút. Anh ta thực lòng quan tâm Diệp Phàm, cho nên nói. Trước tiên vẫn nên đi đúng không? Đồng chí, ba người có bản lĩnh không dịch mông, Lưu Nhất Cổ tôi khâm phục các anh. Lưu Nhất Cổ vừa thấy, quay đầu lại nhìn đám người Phí ra một chút, nháy mắt, có chủ ý. Nghe bọn họ tranh chấp, hai mươi mấy bạn học đã đi ra tới cửa rồi đều xoay người ngừng lại, một đám chờ xem chuyện náo nhiệt. Ha ha, chúng tôi uống rượu của chúng tôi, không liên quan đến anh. Diệp Phàm thản nhiên nhỏ giọng cười nói. Ba người, chắc các anh cũng biết đại danh của Phí công tử. Tôi thấy. Ông chủ Hoàng vừa thấy không xong, khẩn trương đi tới nói, chỉ sợ ba người này lại ngốc nghếch đấu với Phí gia. Phải biết rằng, Phí Hướng Phi là quan quân. Nếu thực sự khiến người ta nổi giận, một ông chủ như ông ta cũng phải chùi đít cho người ta. Tuy nhiên, ông chủ Hoàng vừa nói được nửa câu, ông ta đi tới vừa xoay người, trong giây lát thấy tướng mạo Diệp lão đại. Đột nhiên ánh mắt như nuốt phải một con ruồi bỏ. Khuôn mặt đó, thật sự là đang xấu hổ. Bởi vì, Diệp lão đại từng gây rối hai lần ở đây. Chuyện gì mà hắn không dám làm? Năm đó chính là phó chủ tịch thành phố tỉnh thành Cố Nhất Vũ cũng bảo Lô Vĩ gọi người bắt vào cục. Biết cục trưởng cục công an Lô Vĩ là anh em kết nghĩa với Diệp Phàm. Ông chủ Hoàng đã thấy khó xử lắm rồi, Diệp lão đại này cũng là một người không thể trêu vào. Cho nên sắc mặt của ông chủ Hoàng lập tức cứng ngắc, rất khó coi. Thấy ông chủ Hoàng như vậy, Nhạc Nhất Thành thản nhiên nói. Sao vậy, ông chủ Hoàng quen bạn học này của tôi sao? Quen, quen. Năm đó anh ta còn đảm nhiệm chức bí thư khu Hồng Liên, sao mà không quen được? Ông chủ Hoàng nói. Ha ha, sao thế, còn chưa biến đi, muốn làm gì? Mai Thiên Kiệt tức giận, hét về phía Diệp Phàm, bởi vì, đồng chí Thiên Kiệt chút nỗi giận từ chỗ Ninh Hòa Hòa vào đây. Chương 1964, gọi nhịp. Còn đám đồng môn của Diệp Phàm cũng chen chúc nhau đứng ngoài cửa nhòm vào, nhìn xem thế cục phát triển ra sao. Tuy nhiên, ai nấy đều cho rằng Diệp Phàm có chút không biết lượng sức mình. Thậm chí là hơi ngu xuẩn. Trên mặt Lưu Nhất Cổ cũng lộ ra một nụ cười gượng, Nhạc Nhất Thành thì thật ra lại khẽ nhíu mày không lên tiếng. Ha ha, mấy ngày không gặp, khí lực đã tăng tiến không ít. Diệp Phàm thản nhiên mỉm cười hai tiếng, tuy nhiên, lần này thanh âm trùng xuống một ít. Mai Thiên Kiệt vừa nghe, lập tức toàn thân chấn động. Giống như không thể tin được mà quay đầu lại nhìn nhìn. Sau đó y liền gấp gáp chạy tới. Mà Phí Hướng Phi và chữ Hòa Hòa vừa nghe được thanh âm quen thuộc của Diệp Phàm thì cũng quay đầu chạy lại. Ôi trời, là lão nhân ra sao,
chuyện này, đúng là rất xin lỗi. Vừa rồi là tôi không hiểu chuyện. Tôi không nhìn thấy, không nhìn thấy, đúng vậy. Mai Thiên Kiệt lập tức vẻ mặt cay đắng, liên tục gật đầu cúi rạp người xuống lắp ba lắp bắp. Y đã có cơ hội thấy qua bản lĩnh đích thực của Diệp Phàm. Nếu thực gây với hắn, kia không phải là tự tìm cái chết sao? Tôi già lắm rồi sao? Diệp Phàm liếc mắt nhìn tiểu tử này một cái, tức giận hừ một tiếng. Không già không già, là dày dạn về kinh nghiệm thôi ạ. Mai Thiên Kiệt khẩn trương chống chế. Thằng nhóc này miệng ngọt như đường, có phải gần đây tán gái thành đường rồi chăng? Diệp Phàm cố ý hừ một tiếng, đương nhiên là muốn cho chữ Hòa Hòa nghe thấy. Đừng mà sư phụ, người nhỏ giọng chút đi, nếu để Hòa Hòa nghe thấy thì con coi như xong. Mai Thiên Kiệt khẩn trương cong lưng tiếp cận bên tai Diệp Phàm cầu xin. Xong đời thì càng tốt, bằng không, cả ngày cứ cô năm cô ba, gặp người ta là phang phập, các người là hoàng đế chắc. Diệp Phàm tức giận hừ nói. Cứ tưởng là ai, hóa ra là anh. Thế nào đây, Diệp đại thiếu gia, trốn một góc ở đây uống rượu tiêu sầu, có phải là sợ rượu bị bản cô nương uống mất thì anh không trả nổi tiền mời khách đây ta? Thật là, chưa từng thấy thằng đàn ông nào ki bo như vậy. Chữ Hòa Hòa cũng đã tới, vừa thấy Diệp Phàm đã lập tức trách móc nhặng xị cả lên. Ha ha, Ninh đại tiểu thư muốn uống nhiều ít bao nhiêu tùy thích, tối nay tôi mời. Tôi chỉ sợ, đến lúc đó, lại phải nhờ người uống đỡ cho, như vậy là chơi không đẹp đâu. Diệp Phàm thản nhiên cười đáp trả. Bắt đầu ngay, giám đốc Thái, lấy cho tôi 50 bình Hoàng gia Long Pháo 10 năm, lại đây. Mở nắp luôn rồi mang vào. Chữ Hòa Hòa đại nộ, lớn tiếng hô hoán. Cô nàng này cũng không phải tay vừa, loại Hoàng gia Long Pháo 10 năm này, một lọ ít nhất 50.000 tệ. Tuy nhiên, loại rượu này tuy nói là quý, nhưng mặt khác bình đựng cũng tương đối lớn, một bình ít nhất cũng có đến sấp xỉ cân rưỡi. Hơn nữa, nồng độ cồn cũng không thấp, khoảng 52 độ. Một người một lọ là đã đủ chuẩn để ngã chỏng vó ra rồi. Bình thường mà nói, một bàn mở hai bình là vừa vặn. Mà chữ Hòa Hòa lập tức đã kêu đến 50 bình ra uống, rõ ràng là muốn thách thức Diệp Phàm. Đây, bình này mở đêm lên, đây, bình này uống hay không uống cũng cứ đem lên, cứ lấy tạm 5 bình là được. Thái Kỳ trong lòng khấp khởi vui mừng, nếu thực lấy 50 bình, đêm nay y đã có thể phát lớn rồi. Đến lúc đó tiền thưởng phúc lợi tính sơ sơ cũng đã trăm ngàn rồi. Tuy nhiên, đồng chí Thái Kỳ vẫn chưa bị hồ đồ, chưa có bị tiền vàng làm mờ hai mắt, cho nên, y làm bộ vẻ mặt khó xử, Thái Kỳ cũng hiểu được, cô nàng chữ Hòa Hòa này rõ ràng là đang muốn càn quấy. Giám đốc Thái, bí thư Diệp đây trước là bí thư khu Hồng Liên các anh, hiện tại người ta lại là quan to rồi, tại sao anh phải sợ hắn không trả nổi hóa đơn? Làm quan, trong tay cầm bút là đủ rồi. Nếu đều giống như đám người làm kinh doanh các anh thì có phải là muốn làm cũng không qua nổi cửa quan hay không? Chữ Hòa Hòa liếc xéo Thái Thính Trung một cái, lạnh lùng ừ hừ, rõ ràng là có ý uy hiếp. Chỉ cần cô uống được, đừng nói 50 bình, dù có là cả toa xe cũng không có vấn đề gì. Diệp Phàm vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh tươi cười không hề hấn gì. Chỉ Mai Thiên Kiệt một bên là đã sớm đổ mồ hôi, y thật ra đã biết được một góc tài sản nhà Diệp Phàm. Cũng biết vị sư phụ này của y có một tay châm cứu, dùng thảo dược có tiếng. Phỏng chừng của cải cũng có đến mấy chục triệu. Chữ Hòa Hòa làm gì có khả năng uống cho nghèo bớt khối gia sản kia, làm thế căn bản là muốn chết. Phí Hướng Phi vừa đến thấy là Diệp Phàm thì đầu tiên gật gật đầu, sau đó chỉ vào đám nhạc nhất thành hỏi. Bọn họ là gì của anh? Bạn học hồi đại học. Diệp Phàm đáp. Chúng tôi không biết anh ở đây, rất xin lỗi. Hòa Hòa, chúng ta đi chỗ khác thôi. Mai Thiên Kiệt lập tức khuyên nhủ chữ Hòa Hòa. Tuy nhiên, chữ Hòa Hòa và Diệp Phàm vốn là những kẻ không cùng chí hướng. Chữ Hòa Hòa tự nhiên không chịu, bĩu bĩu môi hừ nói. Không đổi không đi đâu cả, tôi thích nơi này. Người ta mời khách, tôi còn phải uống rượu, hừ hừ. Nói xong rồi còn cố ý liếc xéo Diệp Phàm một cái, bộ không đấu một trận thì quyết không cam lòng. Này này. Mai Thiên Kiệt thấy sắp phiền phức to thì không khỏi thầm kêu khổ. Trong chốc lát hết nhìn sư phụ Diệp Phàm, rồi một hồi lại nhìn chữ Hòa Hòa, người này, lại chớp chớp mắt cầu cứu Phí Hướng Phi. Đương nhiên hy vọng họ Phí có thể ra mặt hòa giải một chút. Này, Hòa Hòa, chúng ta đổi qua chỗ khác đi. Nơi này, vốn cũng là của người khác rồi mà.
Phí Hướng Phi cũng hiểu được tính tình Diệp Phàm thế nào, tối nay kiểu gì hắn cũng sẽ hạ gục cổ thôi. Huống chi, nghe nói cuộc tỉ thí của Phí gia không bao lâu nữa diễn ra còn phải dựa vào hắn, hiện tại khẳng định là không thể đắc tội được. Hơn nữa, Hòa Hòa kêu đến 50 bình, lại còn bảo người ta toàn bộ mở hết một lượt, cũng tương đương với 2 triệu rưỡi. Đây chính là lượng tương đương về tiền mặt. Diệp Phàm, một cán bộ chính phủ, xuống địa phương xách đâu ra nhiều tiền như vậy. Đến lúc đó không móc đâu ra tiền mà khiến cho hắn thẹn quá hóa giận, đem món nợ này ghi tạc vào lòng thì ngay cả y cũng không gánh nổi. Nếu để người trong nhà biết được, khẳng định là y sẽ lãnh đủ. Không đổi không đổi là không đổi, Phí đại thiếu gia nhà anh năng lực cũng chỉ có thế, chứ Hòa Hòa tôi đây từ nay về sau sẽ không gọi anh là anh họ nữa. Chứ Hòa Hòa cảm thấy uất ức, khóe mắt không ngờ đã long lanh đôi giọt lệ. Cô nàng này đùa giỡn một lúc đã dở tính tiểu thư ra rồi. Ha ha, có một số người thật là, vốn xinh đẹp mà lại không cần. Thiên Kiệt, đem thứ lần trước tôi đưa cho anh ra tặng người ta đi. Diệp Phàm bỗng thản nhiên cười nói như không. Chữ Hòa Hòa quả nhiên mắc mưu, đó là bởi vì trước kia, hậu cung Ngọc Nhan Hoàn, chữ Hòa Hòa cũng đã thử dùng một viên từ trong tay Mai Thiên Kiệt. Tự nhiên, được nội lực của Phí lão thái gia tác động, chữ Hòa Hòa đã lập tức thấy được hiệu quả. Bởi vậy, này cô hơi do dự một chút. Hỏi Mai Thiên Kiệt. Cái gì vậy, không ngờ anh lại cất giấu mà không để cho tôi. Anh xem tôi là gì chứ? Có phải hay không bên ngoài còn có bổ bịch gì nữa? Mai Thiên Kiệt, anh ăn ở hai lòng, lòng lang dạ sói có phải hay không? Chữ Hòa Hòa một lại tuôn ra hàng loạt pháo mồm mà chửi như đang tát nước vào mặt Mai Thiên Kiệt. Ha ha, cái này vốn là chưa kịp đưa. Sản phẩm mới thôi, nghe nói, hiệu quả tốt hơn nữa đấy. Tuy nhiên, cái này là sư phụ cho, nếu là cái kia thì chính mình nhìn qua cũng có thể làm được. Mai Thiên Kiệt, thằng nhãi này không ngờ cũng đã sắt đá lên hẳn, lưng thôi không cúm núm mà đã đứng lên thẳng tắp, cùng Diệp Phàm tung hứng. Bởi vì Diệp Phàm đã ngầm nháy mắt với hắn khiến thằng nhãi này giật mình. Biết có sư phụ làm chỗ dựa, y cũng không muốn đứng trước mặt mọi người mà lại tiếp tục bị chữ Hòa Hòa đùa nghịch như con chó cảnh nữa. Hơn nữa, nếu để chữ Hòa Hòa tùy ý càn quấy thì tình hình khẳng định là càng hỏng, đến lúc đó làm ầm ĩ thì đẹp mặt ai, kẻ xui xẻo nhất định lại là chính mình. Giờ mà mở 50 bình rượu kia ra, 2 triệu rưỡi này sư phụ sẽ không có khả năng chi trả. Cuối cùng chẳng phải cũng sẽ sai mình chùi đít đi tìm cô Mai Phán Nhi, không chừng lại bị đánh oan vài gậy. Hơn nữa, Mai Thiên Kiệt cũng là thanh niên tốt có tôn nghiêm chủ nghĩa xã hội khoa học. Chỉ có điều ở trước mặt chữ Hòa Hòa có hơi đớn hèn một chút. Mặt khác đó cũng là để thể hiện phong cách của nhà họ Mai. Đi, lập tức trở về đem ra đây. Chữ Hòa Hòa tâm động, xinh đẹp, với nữ nhân mà nói thì là chủ đề bàn luận vĩnh hằng. Chữ Hòa Hòa tâm động thì lập tức quên khuấy chuyện cùng Diệp Phàm phân cao thấp. Phỏng chừng, cũng là chuyển biến tốt là đã chịu xuống nước. Cô cũng hiểu được tính bẩn của Diệp Phàm, hơn nữa, người ta có bản lĩnh. Chính là người của Phí gia cũng phải coi trọng hắn ít nhiều. Huống chi, người này cô không có khả năng khuất phục. Đến lúc đó chính mình khẳng định sẽ là kẻ sượng mặt. Bởi vì vài lần trước cùng Diệp Phàm đọ sức đều là chính mình thảm bại. Chữ Hòa Hòa trong lòng kỳ thực có hơi nhút nhát, vừa rồi cũng là đã kiên trì đến mức tối đa có thể rồi. Việc này mà truyền đến tai Phí lão thái gia thì chính mình sẽ gặp xui xẻo. Ai yêu cô em họ, nơi này cô không thiết nữa sao? Chẳng phải cô nói là không chịu bỏ mà. Phí Hướng Phi cũng nghe ra một chút cái gì liền lập tức buông lời trêu chọc. Nơi này có cái quái gì chứ, chúng ta về Bắc Kinh đi, so với nơi này đẳng cấp cao hơn cả trăm cả vạn lần. Chữ Hòa Hòa hừ một tiếng, tự mình đi trước. Phí Hướng Phi cười khổ một chút, gật đầu với Diệp Phàm rồi cũng đi khỏi, trước đó còn nói thêm. Anh cứ tùy ý. Mai Thiên Kiệt đưa chữ Hòa Hòa ra bên ngoài sau đó nói dối là phải đi vệ sinh, rồi lập tức phi nhân tốc độ vòng vo 100 mét trở về. Vừa tiến vào phòng riêng liền chạy ngay đến chỗ giám đốc điều hành Thái Kỳ đang xếp lại bát đũa nói. Tối nay tôi bao chỗ này, bà cô nhà tôi cũng chính là chủ tịch tập đoàn truyền thông Giang Nam, Mai Phán Nhi, có phải cô ấy có tài khoản tiết kiệm chuyên dụng ở đây không? Ừ, có đấy. Khách của chủ tịch Mai đa số đều là khách ruột của khu giải trí Hoàng Thị chúng tôi. Cô nhà anh là hội viên Bạch Kim ở đây. Mai công tử có gì dặn dò, chúng tôi sẽ làm theo. Thái Kỳ lập tức gật đầu ưng thuận, bởi vì,
Mai Thiên Kiệt y có thể nói là đã gặp qua N lần rồi nên đã biết cậu ta là thân nhân của chủ tịch Mai Phán Nhi. Là đại thiếu gia của Mai gia ở Bắc Kinh, vì thế y mới không e dè gì mà tính toán ở đây. Vậy là được rồi, tối nay coi như cô anh bao hết. Cô anh mà hỏi đến thì tôi sẽ bảo là Mai Thiên Kiệt đã dặn thế. Giám đốc Thái tự nhiên gật đầu xác nhận. Mai Phán Nhi, truyền thông Giang Nam. Nhạc Nhất Thành lẩm bẩm ở miệng nhắc lại một câu, trên mặt hiện lên một nét kinh ngạc sau đó liếc nhìn Lưu Nhất Cổ một cái. Mai gia hình như là chuyên phát triển thế lực trong giới quân đội, trước kia ông cụ nhà đó là ủy viên quân ủy. Hiện tại tuy nói đã xuống chức, nhưng Mai Trường Phong chẳng phải đang đảm nhiệm phó tư lệnh viên ở căn cứ Thủy Châu đó sao? Mà Mai Phán Nhi lại chính là em gái ruột của Mai Trường Phong, Mai gia đại tiểu thư. Mai Thiên Kiệt đã gọi bà là cô, rất có thể y là con trai của Mai Trường Phong hoặc một người con nào khác. Xem tiểu tử này ăn nói hống hách được như thế, tám phần là con của Mai Trường Phong rồi. Không thể ngờ được thiên kim của bộ trưởng chữ Ninh là chữ Hòa Hòa cũng có mặt ở đây. Lưu Nhất Cổ kinh ngạc. Bạn học cũ của chúng ta là Diệp Phàm không biết có quan hệ gì với cô ta. Anh có nhận ra không, có vẻ như Mai Thiên Kiệt rất sợ cổ. Ngay cả Phí Hướng Phi, nhân vật đứng hàng nhất nhì của tỉnh Nam Phúc hình như cũng có phần khúm núm. Tuy rằng trên mặt không có gì là nhiệt tình chào đón, nhưng cũng không có trở mặt. Hơn nữa, Diệp Phàm cứ ngồi đấy không chịu đi, Phí Hướng Phi không ngờ lại kêu em họ chữ Hòa Hòa đổi địa bàn. Việc này có ý nghĩa khẳng định tầm quan trọng của họ Diệp. Không thể ngờ được, một thằng nhóc nghèo kết xác năm đó xuất thân từ huyện cổ nhất, hiện tại thực lực có vẻ như càng lúc càng lớn. Đồng môn tên Trịnh Hạo ở một bên nhỏ giọng thì thầm. Chương 1965, người do cung khai hà tiến cử. Không rõ lắm. Nhạc Nhất Thành lắc lắc đầu, tuy nhiên, trong lòng đã thật sự kinh hãi. Cũng không nhất định. Lưu Nhất Cổ thản nhiên hừ một tiếng, kỳ thực, y chỉ đang cố làm cứng mà thôi. Hừ. Nhất định sau này phải lấy lòng sư phụ y. Chữ Hòa Hòa đặt mông ngồi xuống chiếc đôn đá đặt trong mái vòng cổng chính, bất mãn lại nhải một câu. Em đã nhìn ra, tôi còn tưởng rằng em ngu dốt đâu đâu. Phí Hướng Phi châm một hơi khói thuốc, thản nhiên cười nói. Tôi mà ngu vậy sao? Mai Thiên Kiệt đùa giỡn về chuyện lòng dạ hẹp hòi, chính là con heo đần cũng có thể nghe ra ý vị trong đó. Chữ Hòa Hòa đắc ý liếc nhìn anh họ một cái, cười nói. Hắn còn tưởng rằng có thể lừa được tôi, nói cái gì mà đau bụng muốn đi vệ sinh. Chữ Hòa Hòa tôi là ai chứ? Về điểm này thì trong bụng hắn nghĩ gì, tôi đã hiểu thấu cả. Ha ha, Hòa Hòa, phỏng chừng hắn đã chuẩn bị đồ tốt cho em rồi đó. Phí Hướng Phi cười nói. Anh họ, anh nói xem hắn có thể đòi được mấy viên. Chữ Hòa Hòa chợt hỏi. Cái này thì không nói chính xác được, nghe đâu thứ kia đặc biệt rất khó làm ra. Ngay cả lão thái gia nhà ta cũng đã nghiệm chứng qua. Nói là không có bí phương muốn làm là không thể. Hơn nữa, lão thái gia cũng đã phải buột miệng khen tên kia lợi hại, không ngờ có thể làm ra thứ này. Phí Hướng Phi đáp. Thứ đồ đó đích thị là rất hay ho, tuy nhiên, Mai Thiên Kiệt đúng là con lợn chết, chỉ mang về được có một viên. Thật là, lần này không có ba viên, em sẽ không để hắn yên, sẽ không để yên. Chữ Hòa Hòa bĩu môi ấm ức. Này, em họ, có thể trực tiếp hỏi xin người ta hay không? Phí Hướng Phi giờ phút này trên mặt có chút quái dị. Không nên không nên, muốn hỏi thì anh cứ đi mà hỏi Diệp Phàm nhưng đừng có bảo là chủ ý của em. Chữ Hòa Hòa vốn thông minh, lập tức cân nhắc ra ý tứ của ông anh họ. Đơn giản là muốn chia phần, bởi vì, lần trước Diệp Phàm tặng mấy viên cho Phí Điệp Vũ. Tự nhiên, lại bị Phí Hướng Phi ăn bớt đi một viên. Y mới cho bạn gái dùng thử một lần, từ đó về sau, bạn gái y liền mê tít thò lò. Tuy nhiên, nếu bảo Phí Hướng Phi tự đi hỏi xin Diệp Phàm thì y không dám vì sợ mất thể diện. Hòa Hòa, chỉ một viên thôi thì thế nào? Đỗ Hồng nếu sau này vào nhà ta thì em cũng phải kêu cô ấy một tiếng chị dâu có phải không nào? Phí Hướng Phi vốn là đại thiếu gia không ngờ cũng đã cúi đầu. Nếu có được hơn ba viên, em sẽ chia cho anh một viên. Bằng không thì đừng có mơ. Chữ Hòa Hòa đáp. Mai Thiên Kiệt vẫn cố diễn trò, có điều Diệp Phàm thì vẫn bình tĩnh uống rượu, biết cậu ta có chuyện muốn nói. Quả nhiên, Mai Thiên Kiệt loay hoay một chặp rồi cũng tới trước mặt Diệp Phàm. Làm bộ cười nói. Sư phụ,
đồ đệ kính người ba chén, thầy cứ uống một, tôi xin uống ba. Muốn gì thì cứ nói, bắt chước thiêu thân làm cái gì? Diệp Phàm thản nhiên vẹo người liếc qua một cái, không nhanh không chậm bảo y. Hắn đương nhiên không vội, vội chính là người nào đó thôi. Vậy con xin nói, sư phụ, nhưng mong người đừng nóng giận. Mai Thiên Kiệt kiên trì rào đón. Được thôi, tuy nhiên, phải giúp ta xử lý một việc nhỏ thì mới ổn. Diệp Phàm sớm đã đoán được tâm tư của cậu ta, thản nhiên cười nói. Cho con ba viên được không ạ? Mai Thiên Kiệt giơ ba đầu ngón tay ra. Ba, vậy mà cũng dám nói ra miệng sao? Diệp Phàm lắc lắc đầu, nhấp một chén rượu. Vậy làm sao bây giờ, không có ngần này hòa hòa nhất định là không cho con qua ải. Sư phụ, người chắc không thể nhẫn tâm nhìn cổ biến con thành đầu heo chứ, cổ là người điêu ngoa đanh đá có tiếng mà. Hơn nữa, chuyện của con với hòa hòa cũng là do người làm mối mà. Mai Thiên Kiệt có chút xấu hổ. Ta nói ba viên là quá ít, ta muốn cho con ngần này cơ. Diệp Phàm cười nói rồi giơ năm đầu ngón tay ra. Ngần này, không không thể nào, nhiều như vậy, vậy con xin cảm ơn sư phụ. Mai Thiên Kiệt thoạt sửng sốt sau đó là mừng rỡ hẳn lên. Đã quên điều kiện ta đưa ra rồi sao? Diệp Phàm lại tạt cho thằng nhóc một gáo nước lạnh ngay tại chỗ khiến y hạ hàng tá nhiệt độ. Sư phụ cứ nói. Mai Thiên Kiệt hết cách, đành phải kiên trì đến cùng nhỏ giọng hỏi. Con về bảo với chữ hòa hòa một tiếng là cổ nợ tôi một ân tình. Đương nhiên, ân tình này cổ có đủ năng lực đền đáp, bằng không, ta cũng không đề cập tới việc này nữa. Diệp Phàm cười nói. Vậy được rồi, để con đi xin chỉ thị của thủ trưởng chút đã. Mai Thiên Kiệt chạy vào buồng vệ sinh xốc lại điện thoại, một hồi đi ra gật đầu đồng ý. Mai Thiên Kiệt đi rồi, trên bàn Diệp Phàm không ngờ chen chúc vào rất nhiều bạn học. Một bàn vốn chỉ có thể ngồi 8 người. Nay lập tức chen chúc vào 14-15 người. Ngay cả Nhạc Nhất Thành cũng tìm lý do chen lại ngồi xuống bên cạnh Diệp Phàm và mấy bạn học cũ, Lưu Nhất Cổ chen không ra nên cô đơn ngồi ở bên bàn tròn lớn đằng kia. Tuy nhiên, giờ phút này Đông Phong lại chuyển tới bàn Diệp Phàm, màn chuyện trò vui vẻ, náo nhiệt thật sự chính là từ anh ta mà ra. Diệp Phàm cũng không khỏi thầm cảm thán về nhân tình thế thái. Cái lợi luôn là chủ đề vĩnh viễn mà nhân loại nói đến. Thập Lục tiểu muội lần này cũng bởi vì bị thương, bản lĩnh lập tức giảm xuống mức nhị đẳng tối thượng. Bởi vậy, được điều chỉnh tới quân khu Bắc Kinh làm một giáo quan rồi. Tôi về nhà rồi. Đồng chí Vương Nhân Bàng hơi có vẻ xấu hổ nhìn cô một cái, nói. Hôm nay Thập Lục tiểu muội mặc một chiếc áo cộc lông dê cổ lật với một chiếc váy thu đông dày màu đen có viền hoa. Rất có tinh thần, hơn nữa, còn bôi một ít phấn mỏng, lập tức toát lên khí chất của một thiếu nữ. Thập Lục tiểu muội thuộc loại người có khuôn mặt không phải cực phẩm xinh đẹp, nhưng là kiểu đàn bà làm cho người ta dấy lên một cảm giác đặc biệt. Khuôn mặt xinh đẹp mà cưới về làm bà xã không bao lâu nhìn nhiều cũng sẽ đâm ghét. Còn người con gái như Thập Lục tiểu muội có thể mang đến cho anh hàng trăm ý vị mới mẻ khác biệt. Anh trở về hay không đâu có chuyện gì liên quan đến tôi, gấp rút gọi tôi tới là vì muốn nói những lời này sao? Thập Lục tiểu muội liếc mắt nhìn y một cái, tức giận hừ nói. Này, Thập Lục, cái việc kia, không tốt, việc này, tôi lúc ấy hồ đồ, đều là chuyện chết tiệt gặp phải trong mê cung. Lúc ấy, giống như tất cả mọi người đều có chút mơ hồ. Tôi còn thấy cả hai lão Anh Quốc đấu đá nhau, phỏng chừng là người cùng đội cơ. Vương Nhân Bàng gãi gãi đầu, đương nhiên đang cực lực nghĩ cách trốn tránh hành vi phạm tội của y với Thập Lục muội. Giờ phút này, y vô cùng xấu hổ, không giống với hình tượng đại công tử nhà họ Vương vốn phóng khoáng chút nào. Việc này việc kia, tôi không nhớ rõ. Thập Lục tiểu muội thản nhiên hừ một tiếng, tuy nhiên, trên khuôn mặt kia vẫn có chút đỏ ửng. Thêm phần xinh đẹp yêu kiều hết mực dưới ánh mặt trời, loại sự tình này, với Thập Lục muội mà nói thì mới là lần đầu, cô làm sao mà đã quên nhanh thế được. Vương Nhân Bàng lại vốn là cao thủ tình trường nên không ngờ lại đâm ra hơi sửng sốt. Thầm nghĩ, chẳng lẽ thật sự là Mona Lisa chuyển thế thành như vậy? Vậy. Cái này là của người anh em cậu tử làm ra. Bôi lên mặt vài ngày có thể sẽ hiệu quả. Em nhận lấy đi. Vương Nhân Bàng lấy từ trong cặp ra 4 cái bình ngọc. Tôi không bệnh lấy thuốc thang làm gì, không cần, hơn nữa, tôi dựa vào cái gì mà nhận đồ này nọ của anh. Anh cũng không phải người này nọ của tôi mà. Hồ đồ nhận bừa đồ của người khác là sẽ phải chịu thiệt.
đàn ông các người, đều muốn nhân tiện có phải hay không? Thập lục tiểu muội liên tục trách móc mấy câu. Cái này, là mỹ phẩm đặc hiệu cho phái nữ, gọi là hậu cung ngọc nhan hoàn, tuyệt đối là hàng tốt. Anh cũng xin xỏ lão đại lâu lắm mới cho ngần này viên đấy. Bản lĩnh thật sự của cậu tử em cũng biết rồi đấy, hắn thật sự là cao thủ cửu đẳng. Hắn dùng bí phương thời cổ đại điều chế ra mấy viên thuốc, có thể kém cỏi được hay sao? Tuy nhiên, thứ này phải có cao thủ ngũ lục đẳng dùng nội tức đồ lên trên mặt mới có tác dụng. Em hiện tại đang thế này, nếu có rảnh thì cứ bảo anh một tiếng, anh sẽ đến giúp em đồ một chút. Vương Nhân Bàng kiên trì giảng giải. Phải cao thủ ngũ lục đẳng mới đồ được hay sao? Thập lục tiểu muội quả thực đã nghe đến hồi hứng thú, thực lực của cậu tử thế nào cô cũng đã tận mắt thấy qua nên nhất thời cũng hơi hơi có chút động tâm. Cam đoan tuyệt đối, Vương Nhân Bàng anh không phải hạng người giỏi nói khoác. Đặc biệt ở trước mặt em, tôi càng không có khả năng nói lung tung. Vương Nhân Bàng vỗ ngực đảm bảo. Không nói bừa trước mặt tôi chưa mà chỉ khua môi múa mép trước mặt đám mỹ nữ khác chứ gì. Hừ, làm gì có thằng đàn ông nào không thích khoác lác. Thập lục tiểu muội thản nhiên nói rồi đưa mắt qua liếc nhìn mấy cái bình ngọc kia một cái, bảo. Nếu anh không giữ làm gì thì cứ đưa đây tôi xem thử. Tuy nhiên chuyện bôi lên mặt thì không phiền đến anh đâu. Bản cô nương không muốn ai đó tùy tiện động chạm. Ha ha, thôi vậy, anh vốn tốt bụng mà, không có ý tứ gì khác. Vương Nhân Bàng cười cười. Ai mà biết được. Nói xong, thập lục tiểu muội đoạt lấy bình ngọc rồi ngúng nguẩy xoay người đi mất. Chỉ để lại một gã khờ lẳng lặng đứng đó ngây người ra thật lâu. Miệng lẩm bẩm. Người đâu mà kỳ vậy ta, không ngờ lại không hề truy cứu chuyện mình XXX cổ. Kỳ quái, chẳng lẽ cổ đang thả con săn sắt để bắt con cá rô. Xong đời, gặp phải hạng người khó chơi rồi. Thường thường loại đàn bà này mặt ngoài không rằng có lý sự, kỳ thực là đi bước một đào bẫy chờ con mồi nhảy xuống. Hơn nữa, có muốn thoát cũng không được. 9 giờ sáng 2 ngày sau đó. Tổng thủ trưởng của tổ A đặc nhiệm A đồng chí Cung Khai Hà mang theo một túi công văn bước vào văn phòng chủ tịch Đường. Ngồi đi đồng chí Khai Hà. Chủ tịch Đường vẻ mặt thân thiết mời ngồi liền 3 tiếng. Sau đó cười cười chỉ vào một chiếc ghế sofa đơn, nói. Gần đây làm anh bận tối mặt tối mũi rồi nhỉ. Bận thì bận thôi, cũng không có biện pháp gì khác, trăm công nghìn việc thế này, tóm lại là không thể ngồi nhìn tình trạng này mà không cố gắng đi cải tiến. Hơn nữa, muốn lên Lương Sơn, không vội thì phải cầu may vậy. Cung Khai Hà trên mặt hiện lên một tia chua xót, cũng là bức xúc mà nói ra rất tùy tiện. Từ sau khi tiếp nhận tổ A, căn bản là tạo thành một cục diện rối rắm. Nếu tổ A ở trên tay y mà nhất quyết không khá lên được, thì chính y sẽ trở thành tội nhân thiên cổ trong lịch sử nước Cộng Hòa. Cho nên, đồng chí Cung Khai Hà gần đây cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, như sắp đè bẹp bản thân vậy. Đúng vậy, công lao các đồng chí trong hành động phá thiên lần này của tổ A là không thể chối bỏ. Hơn nữa, để có thể hoàn thành nhiệm vụ, tổn thất phải chịu cũng không phải là nhỏ. Đều là vì quốc gia vì nhân dân cả. Hơn nữa, bọn họ đều là một đám dũng sĩ anh hùng vô danh đích thực cam tâm hy sinh cho tổ quốc. Quốc gia ghi nhận vinh dự tối cao cho họ, tuy nhiên, bọn họ đều không thể được khen thưởng công khai, chỉ có thể tiến hành nội bộ. Đây là chuyện đặc thù đã quyết định sẵn với tổ A. Tuy nhiên, may mắn là các đồng chí đều có tính giác ngộ rất cao. Hãy quán triệt xuống dưới, bọn họ đều phải giữ bí mật này. Chủ tịch Đường cố gắng nói hết, rồi liếc nhìn khuôn mặt có chút tiều tụy của Cung Khai Hà, hỏi. Đồng chí Khai Lâm cũng đã nhiều năm không điều chỉnh địa phương công tác. Lần này tỉnh Nam Phúc bên kia có ban ngành cần điều chỉnh. Tôi thấy... chức bí thư đảng trên tỉnh ủy là rất thích hợp với cậu ấy. Đồng chí Khai Lâm vốn xuất thân từ bên tổ chức cán bộ, ắt sẽ quen với nghiệp vụ bên này. Chương 1966, Chủ tịch Đường phải hỏi đến cùng. Cung Khai Lâm là em trai ruột của Cung Khai Hà, đương nhiệm phó chủ tịch thường trực tỉnh Giang Đô. Tỉnh Giang Đô so với tỉnh Nam Phúc đương nhiên là thua kém một trời một vực, cho nên... mặc dù là cùng cấp đi nữa thì nếu được thuyên chuyển đến tỉnh Nam Phúc làm phó chủ tịch thường trực tỉnh cũng đã là kiếm lớn rồi. Huống chi chủ tịch Đường nhắc đến vị trí này là cái ghế quyền lực xếp thứ 3 ở tỉnh Nam Phúc, lần này chủ tịch Đường nói như thế, tự nhiên là có ý an ủi Cung Khai Hà. Hơn nữa, từ lời nói của chủ tịch Đường có thể hiểu được, đồng chí Tề Chấn Đào tất sẽ có điều chỉnh. Đương nhiên,
đồng chí Cung Khai Hà tự nhiên là người ủng hộ hết mình trong vòng quan hệ của Chủ tịch Đường, bằng không, Đường Hạo Đông cũng không có khả năng sai y đảm nhiệm vị trí Tổng Thủ trưởng Tổ A ngay sau lưng ông ta, nhất triều thiên tử nhất triều thần thôi mà. Vậy xin cảm ơn Chủ tịch đã quan tâm, tuy nhiên, thưa Chủ tịch, em trai tôi vẫn muốn ở lại Giang Đô. Cung Khai Hà nói rồi liếc nhìn Chủ tịch Đường một cái. Ủa? Chủ tịch Đường chợt cảm thấy có chút kỳ quái, việc này, không ngờ lại bị Cung Khai Hà cự tuyệt, loại tình huống này bình thường là không có khả năng phát sinh. Tuy nhiên, Cung Khai Hà vừa thấy căng thẳng thì vội nói tiếp. Đồng chí Đoàn Hải Thiên thuộc Ban Thư ký Quận ủy Thủy Châu của tỉnh thành tỉnh Nam Phúc là một đồng chí tốt, đồng chí này đã đảm nhiệm chức vụ ở Quận ủy Thủy Châu được vài năm nay, tình hình phát triển của kinh tế Thủy Châu theo đó đã trở nên rất khả quan. Rút ngắn khoảng cách phát triển với đặc khu thành phố Thương Hải lại không ít, đặc biệt quận Hồng Liên đã trở thành kiểu mẫu phát triển của cả nước. Đoàn Hải Thiên. Đường Hạo Đông miệng nhắc lại một câu như đang tìm tòi suy nghĩ cái gì, thật lâu sau, mới hỏi lại. Quận Hồng Liên trở thành kiểu mẫu, thực sự đã phát huy tác dụng của một tấm gương. Tuy nhiên, quận Hồng Liên tôi nghe nói không phải là Diệp Phàm lúc ấy đảm nhiệm bí thư quận ủy sao? Hết thảy mọi việc này hình như đều là Diệp Phàm làm ra cả. Năm đó Chủ tịch Trấn cũng là thấy được điểm này, cảm thấy đồng chí Diệp Phàm hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm ghế chủ tịch một đô thị cấp 3. Cho nên, mới điều Diệp Phàm đến thành phố Hải Đông đảm nhiệm quyền chủ tịch thành phố, bằng không, quốc gia đại sự, không có khả năng là trò đùa, xét kỹ thì một thành phố cấp 3, quan hệ đến mấy triệu đồng bào chúng ta, đều phải thận trọng cả. Ha ha! Lúc ấy công tác cụ thể là do đồng chí Diệp Phàm làm còn Đoàn Hải Thiên là ủy quyền toàn diện, anh ta rất chú ý đến công tác ở đây, thậm chí còn tỏ ra ủng hộ và tin tưởng hết mực, không có sự hỗ trợ của Đoàn Hải Thiên, Diệp Phàm cũng không có khả năng thuận lợi phát triển quận Hồng Liên lên tầm vóc đó. Cung Khai Hà cười nói, đồng chí Đoàn Hải Thiên cũng được đấy. Chủ tịch Đường gật gật đầu, lại hỏi, anh Cung, anh là lãnh đạo tối cao của Tổ A. Quy củ trong đó hẳn anh là nhất rõ nhất. Tôi biết, Tổ A tuyệt đối sẽ không can thiệp đến chuyện chính trị trừ phi là có liên quan đến an ninh quốc gia. Cung Khai Hà trên mặt hiện lên một tia chua xót. Có phải là có người làm khó anh, bằng không, anh sẽ không trực tiếp ra mặt đề cử đồng chí kia, chắc anh hiểu được quy củ này, không có quy củ thì sẽ không ra gì nữa, việc này, phỏng chừng vẫn là có quan hệ đến thành viên trong Tổ A phải không? Anh cứ việc nói ra. Tôi sẽ phê bình người đó cẩn thận. Đường Hạo Đông đột nhiên nghiêm nét mặt, hừ một tiếng. Không thể nào, các đồng chí trong Tổ A tất cả đều hiểu được quy củ này, đều một mực tuân theo. Hơn nữa, tôi dù gì cũng là Tổng Tổ trưởng Tổ A do Hội nghị Thường vụ Bộ Chính trị bổ nhiệm, các đồng chí dưới quyền sao dám làm khó tôi chứ, ha ha. Cung Khai Hà cười gượng gạo, liếc nhìn Chủ tịch Đường một cái rồi lại tiếp. Năm đó, khi Diệp Phàm đảm nhiệm cục trưởng ở cục xây dựng Đức Bình, đồng chí Đoàn Hải Thiên đã muốn đón hắn đến quận Hồng Liên. Sau lại vì rất nhiều nguyên nhân, cuối cùng bị một đồng chí khác chiếm mất vị trí nên Diệp Phàm mới thành ra đứa con lưu lạc. Có điều, vị đồng chí kia cũng không ra gì, quận Hồng Liên giao cho hắn đã đi xuống hẳn làm Đoàn Hải Thiên vì thế mà bực dọc bao phen. Sau này lại có cơ hội, Diệp Phàm rốt cục cũng về tới quận Hồng Liên, cho nên... Đoàn Hải Thiên với Diệp Phàm còn có ơn chi ngộ nữa, đồng chí Đoàn Hải Thiên đích thực là người không tồi chút nào. Cung Khai Hà rất biết, vòng vo, Diệp Phàm bồi dưỡng cho Tổ A ba cao thủ tứ đẳng cũng là vì đổi lấy chuyện đồng chí Cung Khai Hà đáp ứng, ra tay, đề cử vị trí công tác cho Đoàn Hải Thiên, vừa vặn gặp lúc Đường Hạo Đông cấp cho Cung Khai Hà một phần thưởng, đề bạt Cung Khai Lâm. Mà Cung Khai Hà cũng là nhịn đau cự tuyệt đề bạt dành cho em trai, vì chấn hưng Tổ A. Vì cái ghế của hắn có thể thêm phần vững chắc, vì có thể đem xóa bỏ chữ quyền để lên làm tổ trưởng chính thức, Cung Khai Hà không thể không hy sinh ông em ruột. Cho nên y mới cắn răng tiến cử đồng chí Đoàn Hải Thiên, không thể ngờ được là Chủ tịch Đường lại muốn hỏi rõ ngọn ngành, Cung Khai Hà không có cách nào khác, đành phải đưa quận Hồng Liên của Thủy Châu ra. Đương nhiên, Cung Khai Hà rất lợi hại, chỉ mập mờ nhắc tới quận Hồng Liên là do Đoàn Hải Thiên làm nên để khéo léo lôi Diệp Phàm ra. Chủ tịch Đường vừa nghe, không thể không hiểu ra, mới cười nói. Tôi đã bảo rồi mà, là ai dám làm khó dễ cho anh, hóa ra là cậu chàng này phải không? Phỏng chừng, toàn bộ Tổ A, chỉ có tiểu tử này là dám cả gan làm vậy, phải chấn chỉnh một chút mới được. Quả thật không có, đồng chí Diệp Phàm vẫn rất biết phối hợp,
Trong lần công tác này của tôi ở tổ A, lãnh đạo bộ máy toàn bộ đều được phân phối nhiệm vụ riêng tự đi thực hiện. Lần này thu nạp được hai cao thủ tứ đẳng vào tổ A cũng coi như đồng chí Diệp Phàm đã hoàn thành nhiệm vụ, còn chiêu mộ được tận 3 vị đồng chí. Cung Khai Hà nói. Ha ha, không có là tốt rồi. Chủ tịch Đường ừ một tiếng, trong lòng đã rõ hơn ai hết nhưng ông cũng không tiện hỏi thêm vấn đề này nữa. Diệp Phàm chẳng phải đã xách về phần đầu và ngực của cái xác khô, nghe nói trên ngực cái xác có treo rất nhiều thứ đá quái dị, nếu đúng như trong truyền thuyết đã nói thì... Cái xác khô kia là sinh vật thượng đẳng ngoài hành tinh, vậy các anh hiện nên nắm chặt manh mối này. Đường Hạo Đông cũng cảm thấy khá hứng thú với chuyện này. Việc này, tuy đến nay chúng ta đã dùng đến các phương pháp quan trắc kiểm nghiệm, nhưng cũng không dám khẳng định cái thây khô kia là sinh vật thượng đẳng ngoài hành tinh. Hơn nữa, chúng ta vẫn hoài nghi, thây khô này chính là người trái đất, từ phương diện DNA và nhiễm sắc thể đều đã kiểm nghiệm qua, kết quả là rất giống người trái đất chúng ta, tuy nhiên. Thứ đá hoa màu lục này quả có chút cổ quái. Cung Khai Hà đáp. Cổ quái, chẳng lẽ không phải thứ có trên trái đất? Đường Hạo Đông lập tức nghĩ tới phương diện này. Đúng vậy, dựa vào tính phóng xạ của tảng đá, các chuyên gia tổ khoa học năng lượng trải qua nghiên cứu kiểm nghiệm trước mắt, trên hành tinh chúng ta hiện không có loại vật chất đất đá nào giống thứ đá này. Hơn nữa, sau khi nhóm chuyên gia khoa học năng lượng của tổ A dùng phương pháp đặc thù nghiệm chứng, thì phát hiện nhiệt độ nóng chảy của thứ đá này rất cao. Cung Khai Hà cho biết thêm. Nhiệt độ nóng chảy rất cao, loại đá cổ quái nếu có thể làm nóng chảy ra rồi đem đúc lại, có lẽ có thể chế tạo ra thứ hữu dụng cho chúng ta. Đường Hạo Đông khi nói những lời này thì thân mình hơi nghiêng về phía trước, khi gặp chuyện đại sự có liên quan đến an ninh chiến lược quốc gia, Chủ tịch Đường thường rất đặc biệt chú ý. Vâng, chuyên gia tổ khoa học năng lượng cũng cho là như vậy, tuy nhiên, không thể chỉ xét đến nhiệt độ nóng chảy, cả trạng thái áp lực của vật chất xung quanh cũng có quan hệ, tỉ như bên trong lõi trái đất, tuy nhiệt độ rất cao nhưng vẫn có thứ vật chất không bị nóng chảy. Cho dù xét dưới điều kiện áp suất giống nhau, thì vật chất trong thiên nhiên mà nhân loại nhận thức được cũng chỉ là trên trái đất mà thôi, vật chất trong vũ trụ còn rất rất nhiều, tỉ như mặt trăng cũng có loại vật chất mà trái đất không có, đó là còn chưa nó đến vật chất tối, thứ mà nhân loại vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Trong số những vật chất này, nhiệt độ nóng chảy cao nhất đã biết hẳn là hợp kim hafnium 4SFC5, nhiệt độ nóng chảy cao tới 4215, ngoài ra đơn chất có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là than, nhiệt độ nóng chảy trên 3500. Nhưng nhiều đó đều là vật chất có chịu sự can thiệp của nhân loại, vật chất thiên nhiên tinh khiết trên trái đất có nhiệt độ nóng chảy tất nhiên sẽ thấp hơn nhiều, mà thứ đá đó, xét theo tính chất thì hẳn là thứ tự nhiên chưa qua phối chế. Nhóm chuyên gia tổ khoa học năng lượng kinh ngạc phát hiện, nhiệt độ nóng chảy của nó không ngờ đạt tới hơn 20.000 độ C, đây là khái niệm gì thì tôi cũng không nói rõ được. Nhóm chuyên gia vốn rất tinh tường, nếu có thể nung chảy sau đó chỉnh hợp ra vật chất mới thì có thể làm ra sắt thép có độ cứng và chắc chắn gấp khoảng 5 lần nguyên liệu hợp kim hiện nay. Xin lấy một ví dụ đơn giản khác, hiện tại chúng ta dựng lên một cây cầu không cần trụ đỡ thì có thể kéo dài ra khoảng cách mấy chục mét. Còn nếu dùng loại vật liệu đặc thù này chế thành thép hợp kim, phỏng chừng một cây cầu không cần chống đỡ cũng có thể kéo dài qua khoảng cách mấy trăm mét. Tác dụng sẽ lớn lắm, tỉ như, dùng cho ngành hàng không hay tàu ngầm hạt nhân, dùng để tăng đến vài lần năng lực chịu tải cũng như chịu áp lực nước của mẫu hạm trong tương lai. Cung Khai Hà thao thao bất tuyệt giảng một thôi một hồi. Nói về vấn đề này, đồng chí Cung Khai Hà phải nói là tương đối hưng phấn. Đúng vậy. Vậy chẳng phải là so với tàu ngầm của ta hiện tại chỉ có thể lặn xuống 2.000 mét, dùng loại hợp kim đặc biệt này làm tàu ngầm thì hoàn toàn có thể lặn xuống đến tận độ sâu 5-6 cây số, thậm chí trên 10 cây số chứ không ngoa. Cặp mắt kia của Đường Hạo Đông không ngờ cũng chợt sáng lên. Rất có khả năng này, phải chỉnh hợp cũng là tương đối khó khăn nhưng vẫn luôn có hy vọng mà. Ít nhất, hành động phá thiên lần này của chúng ta có thể đoạt về thứ này. Với chúng ta mà nói cũng là một món thu hoạch lớn, lúc ấy cướp được thứ đá này và một phần xác chết tổng cộng có 4 nước. Chính là nước Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga, tuy nhiên, Diệp Phàm xuống tay mau lẹ, đã đoạt được ba yêu của tổ thần đạo phía Nhật Bản. Hơn nữa còn thó được bộ ngực, chúng ta hiện tại có phần đầu, ngực, còn có một đùi và một bàn tay, gần như chiếm hơn một nửa thể tích xác chết. Mà loại đá đặc biệt kia cũng có đến hơn 100 viên. Rất có giá trị nghiên cứu phá giải bí mật. Không thể bỏ quy công lao của Diệp Phàm trong đó.
Cung Khai Hà lại nói thêm. Anh xem, nói đi nói lại, rốt cuộc anh lại muốn lôi chuyện ở quận Hồng Liên của Thủy Châu ra. Đường Hạo Đông bật cười sảng khoái. Đâu có, tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Cung Khai Hà cũng bật cười ha hả. Vài ngày sau, một buổi tối Lý Khiếu Phong gọi điện thoại cho Diệp Phàm, nói. Diệp Phàm, tổ trưởng cung đã đem chuyện điều chỉnh Tề Thiên đến bộ đội địa phương công tác đề nghị lên lãnh đạo quân ủy, cũng chính là đề cử cậu ta đến thành phố Mặc Hương đảm nhiệm sư trưởng. Tuy nhiên, chuyện này đã không được thông qua thượng, cậu cũng không nên trách Cung Khai Hà, thật sự anh ta cũng đã cố hết sức rồi. Tôi có chút không rõ, anh Lý à, tổ trưởng cung cũng là ủy viên quân ủy, lại đường đường là đại soái tổ A, phỏng chừng, các lãnh đạo chủ chốt trong quân ủy, tỉ như phó chủ tịch quân ủy Tần Chí hay Tiền Phong Vân. Ngay cả người được xưng tụng là phó chủ tịch thứ nhất kiêm ủy viên quân ủy viên trung ương đương nhiệm của nước Cộng Hòa, ủy viên ủy ban quân sự trung ương, ủy viên quốc hội kiêm bộ trưởng bộ quốc phòng, thành viên nội các chính phủ, thượng tướng Tiếu Thiết Phong hẳn là cũng hiểu được tầm quan trọng của thủ trưởng cung chứ. Diệp Phàm có chút buồn bực hỏi lại. Chương 1968, Tiền Phong Vân chỉ là chướng ngại vật. Mấy ủy viên chủ chốt chắc chắn là biết anh ta, hơn nữa, Cung Khai Hà là do chính chủ tịch Đường chọn làm tướng. Làm lãnh đạo cấp trên, ngay cả khiếu làm chính trị cũng không có thì sao có thể làm được. Tuy nhiên, có một số việc, rất phức tạp, tôi cũng vừa mới nghe nói là chính kiến của đồng chí Cung Khai Hà và Tiền Phong Vân có chút không phù hợp. Lý Khiếu Phong nói. Anh Lý nói như vậy, chuyện của Tề Thiên có liên quan tới Phó Chủ tịch Quân ủy Tiền Phong Vân. Diệp Phàm hỏi. Ha ha, việc này, tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ là một lão già đã nghỉ hưu, nói lung tung ở đây cũng đã là quá đáng rồi. Diệp Phàm, tôi chỉ nói với cậu bấy nhiêu thôi. Lý Khiếu Phong thản nhiên cười nói. Nếu như quả thật là Tiền Phong Vân đang gây khó dễ, thì việc này thật sự có chút khó giải quyết. Tôi chỉ không hiểu. Tề Thiên và anh ta không cùng xuất hiện, sao có thể như thế được? Hơn nữa, theo như điều kiện của Tề Thiên, hoàn toàn có thể có tư cách này, tôi thật không hiểu, Tiền Phong Vân vì cái gì mà làm vậy? Diệp Phàm hừ một tiếng, có chút phẫn nộ. Chuyện này cũng không phải lỗi của Tề Thiên. Chuyện lần này, dùng một thuật ngữ của thanh niên các cậu, thì có thể nói là đâm xe. Nói thế nào nhỉ, nếu như không phải cậu đi gặp Cung Khai Hà để nói về chuyện của Tề Thiên, có thể sẽ còn chút hy vọng. Có một số việc, không phải cứ nói cho lãnh đạo là tốt. Nhất định phải tìm đúng cửa. Còn chuyện lần này, thì lại không giúp được gì cả. Lý Khiếu Phong nói. Vậy thì tìm những người khác cũng sẽ không có tác dụng gì. Xem ra, Tiền Phong Vân đã có chủ ý trước. Mẹ kiếp, chuyện gì vậy chứ? Diệp Phàm cau nhau. Hay là, cứ đổi một địa điểm khác. Ví dụ như đến quân khu tỉnh chẳng hạn. Sau 1-2 năm nữa rồi tính sau, dù sao thì Tề Thiên cũng còn trẻ đúng không? Mà Tiền Phong Vân cũng không thể ngồi mãi ở vị trí cao đó được phải không? Đều đã già rồi, ở lại cũng không được bao lâu nữa. Lý Khiếu Phong khuyên nhủ, muốn đối mặt với Tiền Phong Vân phải là người tai to mặt lớn, chính Lý Khiếu Phong cũng có cảm giác bất lực này. Đương nhiên, Lý Khiếu Phong có thể đi tìm chủ tịch Đường, tuy nhiên, chuyện gì cũng tới tìm. Mọi người sẽ chê cười là mình quản quá nhiều chuyện. Chuyện bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ cũng có quy định. Mỗi quốc gia, không thể làm theo những suy nghĩ này được. Huống chi, nếu như là giúp Diệp Phàm, Lý Khiếu Phong nhất định sẽ ra tay. Giúp Tề Thiên, thì tốt nhất không nên nhắc tới. Tiền Phong Vân, hừ. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, mặt xịu xuống. Tiểu tử cậu cũng đừng có làm loạn lên, sức ảnh hưởng của Tiền Phong Vân trong quân đội. Cậu không phải người có thể chống lại được đâu. Ngay cả, chủ tịch Đường, cũng phải nể mặt ông ta ba phần. Chuyện này, có lẽ cậu đến xin với chủ tịch cũng vô ích thôi, ông ấy không thể chỉ vì một Tề Thiên mà gây chuyện với Tiền Phong Vân. Cho nên, đổi chỗ đi, lui một bước trời cao biển rộng, chẳng lẽ ngoài thành phố Mặc Hương thì sư đoàn dã chiến số 1 không còn nơi nào khác để đi sao? Tôi nghĩ, đến quân khu tỉnh là hoàn toàn có thể. Dù sao, đưa cả sư đoàn cho Tề Thiên là hoàn toàn hợp lý. Lý Khiếu Phong an ủi Diệp Phàm, chỉ sợ là Diệp Phàm lại có ý gì khác. Đến lúc đó lại gây chuyện không ra trên không ra dưới thì thật phiền toái. Vốn dĩ quan hệ của Tổ A với quân đội địa phương khá căng thẳng, nếu như Diệp Phàm lại muốn làm đại sự mà không có cách nào thì thật phiền. Mà Diệp Phàm là con cưng của Tổ A, không thể làm với hắn như vậy được.
mà Tiền Phong Vân là kẻ tai to mặt lớn, càng không thể. Đến lúc đó, hai người ngang ngược mà đấu với nhau thì sẽ có chuyện hay để coi đây. Làm bậy, tôi không phải là người lỗ mãng, Tiền Phong Vân là một ngọn núi thì sao chứ? Diệp Phàm hừ một tiếng rồi cúp điện thoại. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ là chưa tới lúc, bởi vì, áp lực của Tiền Phong Vân quá lớn. Mình so với ông ta, cũng như là núi nhỏ mà đọ với Thái Sơn, không thể sánh được. Chuyện này, thật không thể nói với Tề Thiên được. Nghĩ tới việc Tề Chấn Đào kia sắp mất đi ánh mắt, trong lòng Diệp Phàm rất khó chịu. Tuy nhiên, hắn quyết sẽ tìm hiểu ngọn nguồn việc này. Vì thế, gọi điện cho Kiều Hoành Sơn, cậu ta cười nói. Bác trai, dạo này vẫn thoải mái chứ, ha ha ha. Thoải mái cái con khỉ, tiểu tử cậu, sao lại như vậy, mất tích đến hơn một tháng nay. Viên Viên nghĩ cậu đã cùng người khác bỏ trốn rồi, còn dám nói sao. Tuy nhiên, cậu lại cười nói như vậy, tôi đoán, chắc chắn là tìm tôi có chuyện không hay rồi. Kiều Hoành Sơn nói chuyện hơi thô, tức giận nói. Không có, cháu nào dám cùng người khác bỏ trốn chứ. Viên Viên cũng không có đi tìm cháu phải không bác trai? Hơn nữa, Viên Viên của chúng ta có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cháu sao nỡ bỏ trốn cùng người khác được? Diệp Phàm khẩn trương nói. Tuy nhiên, hắn chỉ nói vậy thôi. Không phải vậy thì tốt rồi, tuy nhiên, tiểu tử cậu, khi có chuyện tốt chắc chắn không gọi điện thoại. Nói chung, cậu có chuyện gì cần nhờ nên mới gọi cho tôi. Không gọi cho, nhạc phụ của cậu ấy, gọi cho tôi làm gì? Người bác này có một người cháu như cậu, đúng là phiền toái. Kiều Hoành Sơn đã nhìn rõ thủ thuật che mắt của Diệp Phàm. Ha ha, bác là bác của cháu. Hơn nữa, không tìm bác thì tìm ai, đúng không? Chúng ta, đều là người một nhà. Tuy nhiên, lần này, cháu chỉ muốn hỏi một chuyện nhỏ thôi. Diệp Phàm cười gượng, nói. Có chuyện gì thì mau nói đi, đừng có vòng vo nữa, phiền quá đi mất. Kiều Hoành Sơn tức giận nói. Vậy cháu nói nhé. Diệp Phàm còn muốn chơi trò giấu mặt lừa người. Nói. Kiều Hoành Sơn lớn tiếng. Bác trai, có thể giúp cháu một chuyện nhỏ không, đồng chí Tề Thiên? Diệp Phàm nói nhỏ. Chuyện này tôi đã nghe nói rồi, không thể giúp được. Nếu như trước đây là ủy viên quân ủy, tôi có thể nói giúp cậu vài câu, hiện tại về hưu rồi, cậu nói chuyện này với một lão già như tôi chẳng phải là vô ích rồi sao? Hơn nữa, nếu như là bất đồng ý kiến với Tiền Phong Vân, nếu như tôi ở quân ủy, cũng không làm gì được. Kiều Hoành Sơn có chút đau lòng, chuyện này, có lẽ là vết thương của ông ấy, không thể liền được. Xin lỗi bác trai, cháu không có ý đó, thật sự không có. Vẻ mặt Diệp Phàm chân thành nói. Tôi biết là cậu không có ý đó, nếu không, tôi đã không nói với cậu những lời như vậy. Kiều Hoành Sơn nói, ngẫm nghĩ một chút rồi lại nói. Chuyện này, cậu phải cởi bỏ được khúc mắc giữa Tiền Phong Vân và Tề Thiên mới được. Đúng rồi, chuyện này, có phải là còn có nguyên nhân khác hay không? Có lẽ, không phải là khúc mắc giữa Tiền Phong Vân với Tề Thiên, mà là ở cung Khai Hà với Tiền Phong Vân. Bằng không, có lẽ, con đường này sẽ đi không thông. Tuy nhiên, cậu vì Tề Thiên như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Hơn nữa, Tề Thiên không phải là con rể của nhà họ Mai sao? Chuyện này có lẽ nhà họ Mai cũng không biết. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Ừ, lúc trước ông cụ Mai cũng có vài biện pháp. Hiện tại, có lẽ, nếu như Tiền Phong Vân không có ý nghĩ khác thì vẫn có thể dùng được. Nếu như Tiền Phong Vân có ý khác rồi, nhà họ Mai chỉ còn cách dương mắt đứng nhìn thôi. Kiều Hoành Sơn thản nhiên nói. Xong rồi, chỉ còn đường chết. Diệp Phàm có chút buồn bực nói. Ha ha, chuyển hướng đi. Tuy nhiên, nếu như, nhạc phụ của cậu đồng ý ra tay, biết đâu sẽ có cách. Tiểu tử cậu phải nhớ cho rõ. Không nói nữa, tôi có điện thoại rồi. Kiều Hoành Sơn gác điện thoại. Tìm nhạc phụ của tôi, chẳng thà không làm nữa còn hơn. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt buồn bực. Nằm nghiêng một lúc, đang muốn ngủ, lúc đó, điện thoại lại vang lên. Vừa nghe, đã thấy tiếng của Mai Phán Nhi rất yếu ớt, nói. Sao vậy, đã lâu không gọi điện thoại. Có phải là bội tình bạc nghĩa rồi không? Bội tình bạc nghĩa, chuyện này, là có ý gì? Diệp Phàm làm bộ ngu ngốc hỏi. Hừ, đã lâu rồi không gọi, không phải là anh có ý này sao? Mai Phán Nhi nói. Hơn nữa, nghe nói anh cùng các cô mỹ nữ ở Hoàng thì ăn chơi đàn đúm,
để hết sổ sách lên đầu tôi, lại còn muốn Mai Phán Nhi tôi đến giúp anh trả tiền. Diệp Phàm anh hoành tráng quá nhỉ, hay là để tôi cho anh một thẻ hội viên Bạch Kim, anh muốn đi đâu chơi thì đi, Mai Phán Nhi tôi thanh toán là được. Trong lời nói của Mai Phán Nhi chứa đầy hàm ý, dù là qua điện thoại Diệp Phàm cũng có thể cảm nhận được. Ôi Phán Nhi, anh đã không gọi điện cho em, tha lỗi cho anh, công việc bên Đông Cống nhiều quá, em cũng biết mà, thời gian tới anh gặp xui xẻo rồi. Theo Hải Đông đến Đông Cống, có người chỉnh anh, vì tranh giành, anh đã đem toàn bộ tinh lực đi kiến thiết Đông Cống, anh muốn tranh giành. Phán Nhi, người khác chỉnh đốn anh nhất định phải đứng dậy đúng không? Con người sống trên đời, Phật cũng phải tranh hương đúng không? Em cũng biết, anh xuất thân khắc khổ, không quyền không thế, toàn bộ đều dựa vào sự phấn đấu của bản thân. Đây chính là khó khăn của chúng ta, cho nên, anh mới bận rộn đến vậy. Diệp Phàm cảm thấy có chút áy náy. Em hiểu, có phải Yến Xuân lại dở trò quỷ rồi không? Lúc đó nghe nói bí thư Phí đến trường đảng Trung ương học, anh liền bị điều tới Đông Cống. Tuy nhiên, Yến Xuân đến cũng không có gì tốt, hiện tại không phải gặp báo ứng. Loại người đó, đáng bị báo ứng. Mai Phán Nhi có chút căm giận, nói. Không phải là không báo, mà là chưa tới lúc. Một lúc nào đó, y chắc chắn sẽ gặp báo ứng. Lão già này, cũng là xứng đáng. Anh đã quan tâm tới y, vậy mà không ngờ lại bày trò này với anh. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Chuyện lần này là do Kiều gia làm hay là Phí gia làm? Mai Phán Nhi thân mật hỏi. Không phải. Diệp Phàm nói. Vậy thì kỳ lạ thật. Mai Phán Nhi suy nghĩ. Đúng là không phải. Diệp Phàm khẳng định. Vậy mới kỳ lạ, vô duyên vô cớ Yến Xuân Lai sao lại mang xui xẻo tới. Yến gia cũng có người tài giỏi, Yến Vân chính là người cầm lái. Người nhà là ủy viên bộ chính trị, sao có thể không quan tâm đến anh ta được. Mai Phán Nhi có chút không tin. Chuyện này, anh cũng buồn bực. Nếu như động được đến Yến Xuân Lai chắc chắn phải là người tai to mặt lớn mới được. Dù sao, cũng phải nể mặt đến Phó Thủ tướng Yến Vân đúng không? Lần này ra tay, Yến Vân không thể kháng cự. Diệp Phàm nói. Chắc chắn là như vậy, không nói chuyện này, dù sao những người nhỏ bé như chúng ta cũng không thể quản hết được. Mai Phán Nhi nói. Em đang ở đâu? Diệp Phàm lại hỏi. Nhà ở Thủy Châu. Mai Phán Nhi nói. Hiểu rồi. Diệp Phàm gác máy, lái xe thẳng đến chỗ biệt thự Mai Phán Nhi đang ở. Chờ em ăn cơm xong, cho tôi 10 phút sửa soạn xong rồi cùng đi. Chương 1968, một trong những nguyên nhân. Mai Phán Nhi cũng đoán được tâm tư của hắn, cho nên, khi Diệp Phàm vừa mới bước xuống xe đã thấy một người phụ nữ khoác một chiếc váy dài mỏng màu trắng, đang đứng trước sảnh chính của tòa biệt thự. Vì là mùa đông, bên ngoài lạnh, cho nên, Mai Phán Nhi đứng nhìn chằm chằm qua cánh cửa kính. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, Diệp Phàm đi vào đại sảnh. Em rất nhớ anh. Mai Phán Nhi nói nhỏ, lập tức, tình cảm như nước, ôm chầm lấy Diệp Phàm từ sau lưng, cặp nhũ hoa đổ sộ tì lên lưng Diệp Phàm. Một mùi hương nước hoa truyền đến, Diệp Phàm có chút mất tập trung. Hai tay hắn liền đặt lên cặp mông gợi cảm của Mai Phán Nhi, bóp nhẹ nhàng. Cảm giác rất đầy đặn, căng tròn. Ừ, có lẽ vì khoảng trống quá lâu cho nên Mai Phán Nhi ừ một tiếng, lập tức kích thích máu nóng trong người Diệp Phàm, một tay hắn vừa sờ, cửa sổ tự động liền khép lại. Hắn nhanh chóng xoay người đẩy Mai Phán Nhi tới ghế sofa trong phòng khách. Diệp Phàm hiểu được, chỉ cần mình đến, Mai Phán Nhi sẽ kêu gì bảo mẫu ra ngoài. Cho nên, Diệp Phàm yên tâm đẩy cô xuống sofa. Hắn ôm lấy Mai Phán Nhi nằm lên sofa, như vậy sẽ không làm cho Mai Phán Nhi bị thương. Thân thủ Diệp Phàm thế nào chứ, có nện hắn trên tảng đá cũng không việc gì. Hiện tại, bản lĩnh dùng để làm việc này nhưng thật ra vẫn có tác dụng. Đương nhiên, Diệp Phàm không có khả năng xoay tròn làm thấp xuống, Diệp Phàm chuyển mình, cả người đè lên Mai Phán Nhi. Hai người đều không nói lời nào, bàn tay to của Diệp Phàm vừa động, lần dọc theo váy đi lên, một lát sờ lên tới cặp mông đầy đặn kia. Mai Phán Nhi vẫn còn là một cô gái, tuy nói đã quá 30, nhưng được chăm sóc tốt, nên nhìn không khác mấy cô gái mới 23-24. Dáng người không tồi, khí chất lại càng tốt. Em luôn làm cho người ta phải mê mẩn. Diệp Phàm cười gượng một tiếng, hai bàn tay đã lướt trên cặp mông mềm mại kia. Hức, chỗ này anh đã đến rồi. Mai Phán Nhi nổi giận lên nói.
Dương nhiên, đây là địa bàn của anh, người khác, ai dám đến, anh sẽ bẻ gãy chân tay. Diệp Phàm ngang ngược nói vài tiếng, bàn tay vẫn lướt trên người Mai Phán Nhi. Anh như gấu vậy. Mai Phán Nhi thỏa mãn thật sự, hai mắt có chút mê loạn nhìn Diệp Phàm, tình yêu đã đi vào trong tim rồi. Làm hai khe hở kia rung rung lên, lập tức giống như loại trời đất u ám, cảm giác như trăng tắt hẳn ánh sáng. Diệp Phàm cảm thấy chỗ ấy của cô rất chặt chẽ, tuy nói cũng dùng qua vài lần rồi. Nhưng mê hoặc lòng người chính là nơi chưa sinh dục, những nếp nhăn bao vây lấy tiểu Diệp Phàm, nhẹ nhàng tiến vào trong. Trong đại sảnh vang lên những âm thanh nặng nề rồi lại nặng nhọc. Thật lâu sau, cuối cùng những âm thanh dài trong đại sảnh cũng dừng lại. Mai Phán Nhi nằm nghiêng trên người Diệp Phàm, giống như con mèo lười ngủ đông. Cô Đạt Cực khoái giật giật chân, lại giật mình, hỏi. Nghe nói Tề Thiên chuyển nghề. Ừ, cậu ấy bị thương, không thể tiếp tục. Thực ra, về đội bình thường cũng tốt, Tề Thiên cũng được lên chức bố rồi. Anh ta cứ ở đội cũ như vậy bất cứ lúc nào cũng có thể bị đổ máu, như vậy sao được. Anh ta cần một gia đình ổn định. Diệp Phàm nói, vợ Tề Thiên là Mai Diệp Thu. Cô ta là cháu đằng ngoại của Mai Phán Nhi. Cũng phải, mỗi lần Tề Thiên biến mất em biết ngay là anh ta lại nhận nhiệm vụ. Thấy Diệp Thu có vẻ khổ, dáng vẻ lo lắng, em cũng có chút đau lòng. Có thể yên ổn làm ở đội bình thường cũng tốt. Phụ nữ, còn mong gì hơn, gia đình chính là toàn bộ cuộc sống của cô ấy. Mai Phán Nhi gật đầu, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, có chút ai oán nói. Anh mất tích mấy tháng em cũng không lo lắng sao? Diệp Phàm cười gượng một tiếng, ngón tay đang trượt trên lưng bong loáng của Mai Phán Nhi, rồi tới cổ. Chết đi càng tốt, em càng dễ đi tìm người khác. Mai Phán Nhi tức giận nói. Lòng dạ đàn bà là độc ác nhất. Bàn tay to của Diệp Phàm rung hết sức xuống tay. Chậm một chút, em không chịu được, vừa rồi bị anh ép gần chết rồi. Mai Phán Nhi sợ tới mức toàn thân thẳng dài ra, vòng qua người Diệp Phàm không cho Diệp Phàm lộn lại, nói. Nghe nói Tề Thiên chuẩn bị tới sư đoàn dã chiến số 1 thành phố Mạc Hương nhậm chức. Ừ, đã có dự định, tuy nhiên. Diệp Phàm cảm giác khó mà nói ra được, bởi vì, lúc trước khi cầu cứu Tề Chấn Đòa có cam đoan, nói chức vụ của Tề Thiên là do chính hắn nghĩ ra ra. Bây giờ mà có tình cờ gặp Tiền Phong Vân trong cựu chiến binh, Diệp Phàm thực sự có chút xấu hổ. Em đã sớm biết, chuyện này bố em nói qua rồi. Nói là có người đề cử Tề Thiên, tuy nhiên. Trong cuộc họp ở quân ủy lại không được thông qua. Mà sự ngăn cản lớn nhất, nghe nói là Tiền Phong Vân có phải không? Mai Phán Nhi thấy Diệp Phàm có chút chần chừ, liền giành nói trước. Thật xin lỗi, không giúp được gì, anh không còn mặt mũi nào đi gặp chú Tề nữa. Diệp Phàm xịu mặt xuống, cười có chút xấu hổ. Bố cũng nói qua việc của Diệp Thu, năng lượng của Tiền Phong Vân quá lớn, bố Mai của nhà chúng ta cũng không có cách nào khác. Hơn nữa, Tiền Phong Vân luôn cho mình là nhất, người này rất khó tính, người bình thường rất khó mà khai thông tư tưởng y. Người này có cái nhìn của chính mình, cho nên, ý của bố là đưa Tề Thiên đến tỉnh Nam Phúc một vài năm rồi nói sau. Tuy nhiên, khi Tề Thiên chuyển ngành là cấp bậc đại tá, đến quân khu tỉnh cũng chỉ được cấp bậc tương đương, như là đại tá tham mưu trưởng cũng được. Mai Phán Nhi nói, cha của Mai Phán Nhi là Mai Chân Hào, trước kia là ủy viên quân ủy. Năm kia mới nghỉ hưu. Ở quân ủy vẫn còn có chút ảnh hưởng nhất định. Tuy nhiên, người dùng trà lạnh thì ở đâu cũng thích hợp. Mai Chân Hào có ảnh hưởng khi còn đương chức, cũng có thể ngang với phó chủ tịch quân ủy Tiền Phong Vân, cũng không kém là mấy. Có khi nào Tề Thiên không muốn đi không? Diệp Phàm nói. Tất cả đều là do anh đoán, Tề Thiên rất tức giận. Hôm đó sau khi nghe được tin, liền quăng vỡ mất mười mấy cái đĩa. Cuối cùng chạy ra bên ngoài đánh quyền, một buổi tối, mệt lử rồi mới trở về. Lúc ấy Diệp Thu rất lo lắng, một mực yên lặng đứng từ xa theo dõi anh ta. Tuy nhiên, Diệp Thu cũng hiểu được nỗi khổ trong lòng của anh ta, cho nên, cũng không ngăn trở. Mai Phán Nhi có chút giận dữ nói, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, rồi lại nói tiếp. Hơn nữa, Tề Thiên nói, có chết cũng không đi quân khu tỉnh. Kể cả là đến làm trung đoàn trưởng anh ta cũng không làm. Anh ta thích cầm quân, cảm giác đứng đầu thật là sảng khoái. Tiền Phong Vân. Diệp Phàm vừa nghe, trong lòng chấn động, lập tức ngồi dậy. Hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm chén trà trên bàn, dường như nó chính là Tiền Phong Vân vây.
Em hiểu được nỗi khổ trong lòng anh, Tề Thiên là người anh em tốt của anh. Mai Phán Nhi hiểu, nhẹ nhàng giơ tay xoa bóp cho Diệp Phàm, lát sau, nói. Cũng không phải không có cách, chỉ có điều, cách này khá khó. Em có cách gì? Diệp Phàm khẽ cử động cơ thể, quay đầu bình tĩnh nhìn chằm chằm Mai Phán Nhi. Nhìn cái gì, muốn ăn thịt người à? Mai Phán Nhi cười vài tiếng, khuôn mặt đột nhiên nóng như ánh nắng mặt trời. Nếu không nói anh sẽ ăn thịt em thật đấy. Diệp Phàm nhảy dựng lên, ngạo nghễ đứng thẳng người lên. Em nói, đừng làm ồn, chịu không nổi anh. Mai Phán Nhi nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, nói. Thế còn tạm được, các em ấy mà, lúc nào cũng để anh thô bạo rồi mới thành thật. Đại vương Diệp Phàm 10 phần bát khí rồi, lúc này mới đặt lên ghế sofa, tay tùy tiện chỉ làn khói, nhìn Mai Phán Nhi di chuyển cơ thể đi pha trà. Chuyện của Tề Thiên lần này em cũng để ý, cho nên, cũng tìm được một chút tin tức. Cha của Tiền Phong Vân sớm đã chết, mà mẹ anh ta tên Tống Vân Liên. Cho đến bây giờ, Tống Văn Liên vẫn sống ở nhà cũ. Mảnh đất kia của bọn họ ở một thôn nhỏ của tỉnh Giang Đô, tên thôn Vượng Cầu. Mai Phán Nhi vừa nói đến đây, Diệp Phàm không đình chỉ, cười nói. Ha ha, cười cái gì? Mai Phán Nhi không vừa lòng nói một câu nhìn Diệp Phàm. Không có gì. Diệp Phàm cười gượng một tiếng, hắn nghĩ đến biệt hiệu của hắn ở tổ A là Cầu Tử. Không thể ngờ là Tiền Phong Vân lại xuất thân từ thôn Vượng Cầu kia, chẳng phải là nói với Diệp Phàm tôi rồi sao, tự nhiên cảm thấy buồn cười. Nghe cái tên này anh cũng cảm thấy rất buồn cười, hơn nữa, Vượng Cầu chỉ là một thôn nhỏ. Đầu thôn cách bọn họ còn có 20 mấy dặm. Năm đó ngay cả đường cũng không có, tất cả đồ vật của dân trong thôn đều dựa vào hai cái đùi và bả vai khiêng về. Cũng thật sự rất khổ, tuy nhiên, Tống Văn Liên hiểu ngôi làng cũ này rồi. Chính là không chịu rời đi. Hơn nữa, Tiền Phong Vân cũng không mời người giúp việc, đuổi đi rồi. Tiền Phong Vân không có cách gì, đành phải lợi dụng quyền lực trong tay vì thôn Vượng Cầu mà xây dựng con đường xi măng rộng chừng 8 mét. Đường này, so với con đường của tỉnh Giang Đô còn phải rộng và bằng phẳng hơn nhiều lắm. Cười to, Mai Phán Nhi nói, có quyền trong tay mới tốt, điều này cũng không kỳ lạ. Chỉ có điều kỳ lạ là, lão thái bà không đến thủ đô hưởng phúc mà lại ngốc nghếch ở lại nông thôn. Việc lạ là, trong đó, có phải có điều gì không? Diệp Phàm hơi lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Trong đó có nguyên nhân. Mai Phán Nhi cười nói. Nguyên nhân gì? Diệp Phàm hỏi. Cha của Tiền Phong Vân gọi là Tiền Trụ Cột, người này trước kia có ý thức cách mạng, còn bảo vệ Hồng Quân, mang cho đội du kích. Cũng coi như là lão thành cách mạng, chỉ có điều... Năm 1949 là lúc đang chuẩn bị giải phóng đứa con của ông bị chém chết rồi. Mà lúc đấy Tiền Phong Vân sinh ra không lâu, một mình Tống Văn Liên muốn nuôi dưỡng mấy anh em nhà Tiền ra cũng không dễ dàng gì. Mà mộ của ông Tiền được xây trên núi phía sau Tiền ra, chỉ có điều, Tống Văn Liên là một cây gân, nó nhất định phải một mình cô độc ở đây cả đời. Về sau, Tiền Phong Vân ở trong quân đội nhận chức ngày càng to, đến bây giờ nhận chức phó chủ tịch quân ủy rồi. Tiền Phong Vân cũng bỏ ít thời gian về thăm nhà mấy lần, vẫn khuyên mẹ, nói là có thể chuyển mộ của cha lên nghĩa trang liệt sĩ thủ đô. Chuyển lên núi Bát Bảo cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên, Tống Vân Liên không chịu, cuối cùng khiến cho Tống Phong Vân rất phiền, bà mới xoay chuyển lại tình hình thực tế. Nói là nếu Tiền Phong Vân có thể báo thù cho cha anh thì bà mới đồng ý về thủ đô. Mai Phán Nhi nói, chương 1969, võ gia miền Tàng Tây. Hiểu rồi, ý của em là chúng ta sẽ báo thù cho anh Tống Thái Thái. Diệp Phàm buột miệng nói ra, tuy nhiên, lại có chút nghi ngờ, hỏi. Tiền Phong Vân là người có thủ đoạn mạnh mẽ trong giới quân nhân, nhân vật có quyền lực, theo lý thuyết, lợi dụng thủ đoạn nhỏ một chút, sai vài người trong bộ đội đặc chủng bí mật hành động, việc báo thù cho cha không phải dễ như trở bàn tay sao? Chẳng lẽ kẻ thù ở nước ngoài hay ở một nơi nào đó, điều đó cũng không khó. Thù này không dễ báo. Mặt Mai Phán Nhi có chút u ám. Có thể nói thù này không dễ báo, chắc chắn là khá khó khăn. Bằng không, Tiền Phong Vân vì tâm nguyện của mẹ, đoán chừng đã sớm ra tay rồi. Trong lòng Diệp Phàm chợt lạnh, hơi nhức đầu. Phán Nhi gật đầu, nhíu mày nói. Tiền trụ tử bị Giang Đại Phát chém chết. Giang Đại Phát là con của địa chủ tên Giang Dương, năm đó Tiền trụ tử theo cách mạng,
bắn chết địa chủ Giang Dương. Cho nên, Giang Đại Phát ghi hận trong lòng, không ngờ thân thủ bản lĩnh trở về, năm đó chém chết Tiền Trụ Tử và hai đội viên đội du kích. Vượng Cầu Thôn chắc chắn sẽ không thể để như vậy, cho nên, Giang Đại Phát bỏ chạy đi rồi. Mai Phán Nhi nói, chẳng lẽ Giang Đại Phát đã chết, nhiều năm như vậy tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Diệp Phàm hỏi, chưa chết, tuy nhiên bây giờ hơn 60 tuổi chưa đến 70 tuổi. Chỉ có điều, không biết sao người này tự nhiên lại có liên quan với võ gia thuộc khu tự trị Tàng Tây. Mai Phán Nhi nói, hai mắt nhìn toàn cơ thể Diệp Phàm. Võ gia Tàng Tây, chưa nghe qua, chẳng lẽ có gì hơn người? Diệp Phàm ngẫm nghĩ một chút lắc đầu. Nghe nói võ gia Tàng Tây rất có thế lực, gia tộc bọn họ cũng có mấy trăm lịch sử. Minh Triều đã từng phong cho y là tiểu vương, triều đình còn thưởng cho bọn họ gần như là cả một vùng đất. Mọi người ở Tàng Tây gọi bọn họ là tiểu võ vương. Thực ra bây giờ chính là khu khúc kéo, mà Giang Đại Phát chính là quản gia của võ gia, mà Tề Thiên hôm nay cũng vừa mới đến khúc kéo. Mai Phán Nhi nói, có phải ra tay muốn giải quyết Giang Đại Phát nhưng không có kết quả phải không? Diệp Phàm động não hỏi. Ừ, Mai Phán Nhi gật gật nói. Hơn nữa, Tề Thiên bị thương. Bị thương, bị thương thế nào? Diệp Phàm có chút nóng nảy, đứng cả người lên. Thương nhưng không nặng, chẳng qua là chịu nhục. Tề Thiên, đoán không chừng, khổ sở rồi. Mai Phán Nhi nói. Võ gia có cao nhân không? Diệp Phàm hỏi, Tề Thiên thân thủ ngũ đẳng, chẳng lẽ võ gia có cao thủ lục đẳng sao? Chắc chắn có, Tề Thiên nói sau khi cậu ấy tìm được võ gia Tàng Tây. Phát hiện ra võ gia xây một cung điện trên núi, có chút giống với tháp pháo trên nóc cung điện Potala. Hơn nữa, diện tích khá lớn, người nhà võ gia đều sống ở bên trong, đoán chừng có hơn 1.000 người. Lúc ấy Tề Thiên khiêu chiến với Giang Đại Phát cũng đồng ý, tuy nhiên, Tề Thiên bị y đả thương, thiếu chút nữa không quay về được. Mai Phán Nhi nói, kiểm tra gia đình họ võ không? Diệp Phàm hỏi, theo như em nói trên đây, cái khác, em không kiểm tra ra. Tuy nhiên, sau này Tề Thiên đã thông qua một chút thủ đoạn để tra hỏi một chút. Hình như là nghe nói võ gia cũng là một trong những đại gia tộc của Trung Hoa. Trong gia tộc có mấy chục đệ tử, hơn nữa, thân thủ cũng rất khá. Hơn nữa, trong nhà có nuôi mười mấy con chó săn, một phát cắn dưới cổ tuyệt đối có thể lấy mạng người ta. Mai Phán Nhi nói, võ gia thật hoành tráng, có thể hoành tráng hơn Tiền Phong Vân sao? Người ta đã phái đi một đoàn, đoán không chừng có thể tiêu diệt được võ gia. Đương nhiên, ngày nay là xã hội hòa bình, chuyện như vậy cũng không có khả năng như vậy, nhưng uy lực sức mạnh thì vẫn phải có. Hơn nữa, Giang Đại Phát giết chết lão thành cách mạng rồi bỏ trốn. Hoàn toàn có thể bắt giam y đến đồn công an tái phạt hoặc bắn chết có phải không? Về mặt này, Tiền Phong Vân chỉ cần thấu điểm Phong Thanh, đều có người thay anh ta ra tay. Đoán chừng, bắn y chỉ là một việc nhỏ thôi. Không đơn giản như vậy, ba em nói rồi. Trong việc này liên lụy đến rất nhiều mặt, Tiền Phong Vân cũng không dám làm gì lớn. Hơn nữa, nơi Tàng Tây kia cho tới bây giờ có chút phiền phức. Bởi vì, mảnh đất kia rất đặc biệt. Huống chi, vị trí của Tiền Phong Vân có thể nói là quyền cao chức trọng. Một chút biến động nhẹ, đối thủ sẽ nhìn chằm chằm. Nếu vì việc này mà liên lụy, gây phiền toái cho quốc gia đại sự. Đoán chừng, Tiền Phong Vân cũng suy xét đến điều này, vẫn từ từ không dám ra tay vô cớ. Mai Phán Nhi nói, thì ra là thế. Diệp Phàm gật gật đầu, chuyển sang đến đại viện nhà họ Tề. Tiểu tử anh, muốn đi làm việc cũng phải giữ lại một chút chứ. Nếu anh chết không minh bạch ở nhà võ gia, như vậy không phải là rõ ràng chết sao? Thật là, từ khi nào anh đã học được cái kiểu tự mình làm mọi chuyện như vậy? Diệp Phàm vừa nhìn lên ghế, thấy Tề Thiên đang nằm khoác một tấm thảm dày trách mắng. Ôi, tiểu tử này thật là lỗ mãng, đều là quan to rồi. Lần này vẫn là mệnh tốt, thực sự nghĩ rằng bản thân có hai tay có thể dẹp tan thiên hạ có phải không? Đều là người làm cha rồi, hay là vẫn chưa lớn? Lần sau, ngàn vạn lần không được như thế. Suy nghĩ kỹ rồi hãy làm, tiểu tử anh phải suy nghĩ kỹ đấy. Tề Chấn Đào cũng đứng bên cạnh nói. Tôi thật sự không nghĩ rằng, thực lực của võ gia lại hơn cả anh Thủy Châu nhị nhà Lô gia. Tề Thiên nói, liếc nhìn Diệp Phàm một cái nói. Giang Đại Phát thân thủ lục đẳng, ít nhất cũng là đỉnh của cấp 5.
Y chẳng qua chỉ là một tên quản gia nhỏ của võ gia thôi. Người thao túng võ gia kia, còn rất cao. Tôi đoán không chừng là cao thủ thất bát đẳng. Hơn nữa, khi tôi vào đấy thấy có rất nhiều đệ tử đang giang cánh tay luyện quyền cước trong băng tuyết. Mọi người hăng hái luyện tập, điều đó tuyệt đối không phải là hình thức. Là công phu thật sự của võ gia. Tuy nhiên, sau này tôi mới hiểu được, võ gia ở tỉnh Tàng Tây đều có lai lịch. Trong nhà có tiền, mở nhiều công ty. Hơn nữa, tôi nghi ngờ, võ gia liệu có liên quan tới buôn lậu vùng biên giới hay không? Tề Thiên nói. Có thấy võ gia có cao nhân không? Diệp Phàm hỏi. Người già cũng có mấy người, thanh niên đứng xem rất nhiều. Tuy nhiên, người ta không đánh nhau với tôi cũng không thể hiểu bọn họ. Tuy nhiên, người bình thường rất nhiều, thực sự có nền móng vững, giống như cấp tứ đẳng trở lên cũng không nhiều. Sẽ không vượt qua con số trên bàn tay, nhưng nhị đẳng, trong nhà có rất nhiều người mạnh hơn so với người bình thường khá nhiều. Đoán chừng, người nhà võ gia luyện công để cho cơ thể khỏe mạnh. Tề Thiên nói, anh không nói ra chuyện của Tiền Phong Vân chứ? Diệp Phàm hỏi, tôi nào có ngu như vậy, chỉ là thuần túy lấy hình thức khiêu chiến. Tề Thiên nói, tốt lắm, cậu từ từ nghỉ ngơi đi, việc này, tôi sẽ nghĩ cách. Diệp Phàm an ủi Tề Thiên, liếc nhìn Tề Chấn Đào một cái, hỏi. Chú Tề, Yến Xuân thoát ra khỏi, có phải chú thăng chức không? Thăng, quá khó. Tề Chấn Đào có chút chua xót lắc lắc đầu. Hẳn là có hy vọng chứ. Diệp Phàm liếc nhìn Tề Chấn Đào một cái, bộ dạng không tin hỏi. Chạy thì phải chạy, anh Phụng cũng sẽ nói. Tuy nhiên, anh cũng hiểu được, tôi cũng không đi gạt anh đâu. Uy tín của anh Phụng theo thời gian cũng nhạt dần. Hơn nữa, cơ thể anh Phụng cũng không được tốt lắm. Tôi cũng không tiện làm phiền người ta. Hơn nữa, tôi lại một bước trở thành chủ tịch tỉnh. Vị trí này, cả nước có mấy người. Không phải hình dung khó như đi lên trời, ít nhất, đối với tôi mà nói, có thể hiểu rằng khó như trèo lên đống lửa. Các tập đoàn địa phương và các tập đoàn ở Bắc Kinh đều đang căng thẳng chú ý. Hơn nữa, tôi cũng không phải là người thích hợp nhất được chọn. Tề Chấn Đào có chút luyến tiếc, nói. Việc này, chỉ có thể đợi. Diệp Phàm cũng bất lực, tìm ai cũng không nói được. Bởi vì, trên trán Tề Chấn Đào có dán chữ Phụng. Tìm Kiều, tìm Thúy đều không thể nhận được sự giúp đỡ. Sau khi về đến nhà, Diệp Phàm gọi điện cho Phí Gia Trang. May mắn chú Thanh Sơn vẫn còn ở nhà, Diệp Phàm hỏi. Chú, võ gia Tàng Tây có lai lịch như thế nào? Võ gia Tàng Tây. Phí Thanh Sơn ở đầu dây bên kia nhắc lại một câu rồi im lặng. Đoán chừng đang lục tìm tin tức. Ngay sau đó, nói. Đó là một gia tộc đáng sợ ngày xưa. Sao, cháu muốn đi làm gì có phải không? Tuy nhiên, chú khuyên cháu, tuyệt đối không được đi. Giọng điệu của Phí Thanh Sơn rất nghiêm trọng. Võ gia rốt cuộc đáng sợ ở chỗ nào, chú nói rõ ra đi. Trong lòng Diệp Phàm cũng chợt lạnh, không ngờ, tọa địa lão hổ Phí Thanh Sơn cũng nói như thế, khẳng định võ gia kia cũng không phải tầm thường. Xếp hạng trình tự năng lực cao thấp, thiên hạ có 10 đại cao thủ, nhưng dưới Hoa Hạ chúng ta có ngũ cấp, phía dưới mới là lục tôn, tiếp tục là các thanh niên ưu tú của Hoa Hạ chúng ta. Thái Cực Trương Vô Trần là người đứng đầu trong ngũ cực, người này mấy chục năm nay không xuất hiện. Không ai biết tình hình cụ thể như thế nào. Tuy nhiên, nếu có thể xưng là người đứng đầu trong ngũ cấp, bản lĩnh hiện tại chắc chắn phải đạt đến cấp 11 trở lên. Cũng có người nói anh ta đã đến Vương quốc Thiên Đại. Tuy nhiên, nói thì cũng chỉ là nói vậy, không ai dám khẳng định cả. Còn người thứ hai tự xưng là Yến Song Hồng Cực. Vì sao lại xưng là Hồng Cực, cô này thích đồ màu hồng. Cô ta luôn có một cái khăn tay màu hồng như màu máu, mọi người thường gọi là huyết mai khăn, hay còn gọi là tử vong thiệp. Bởi lẽ, hễ nhận được khăn này là mọi người đã chết. Mặt khác phân biệt tam cực nói thuận là điện cực dương. Âm cực Mai Thu Thu cũng là lão tổ tông của Vu Sơn Cung. Cuối cùng cấp thứ nhất chính là sư phụ Thiết Trần Đỗ Đạo Hà của Đỗ Gia, xưng là Tinh Cực. Phí Thanh Sơn nói, nơi đây gần giống như không có chuyện gì của võ gia vậy. Diệp Phàm hỏi, cảm thấy có chút buồn bực, chú nói những điều không có liên quan làm gì. Đương nhiên là có liên quan, đệ tử Tam Cực có biệt hiệu nói thuận là Điện Cực Dương, kỳ thật, người này tên thật là Võ Nhất Phi, chính là lão tổ của võ gia Tàng Tây. Đương nhiên. Bây giờ còn sống hay không cũng khó nói. Tuy nhiên,
đứa con nói Thuận Điện Cực Dương Võ Tiên Đỉnh là cao nhân thực sự. Người này có cấp cửu đẳng, cấp bậc cụ thể như thế nào chú cũng không rõ. Tuy nhiên, nghe nói vài năm trước, người này đã đánh bại Đại Mông Hảo Hán quân Nhược Ly của Lục Tôn Hoa Hạ và giấu lang chó giữ Lạc Phiêu Phiêu ở núi Trường Bạch. Vài năm trước đoán chừng quân Nhược Ly và Lạc Phiêu Phiêu khó khăn lắm mới đạt trình độ cửu đẳng. Hai người này vừa mới luyện tới cửu đẳng liền bị Võ Tiên Đỉnh đánh cho hoa rơi nước chảy. Cháu nghĩ mà xem, nếu như cháu muốn đi tìm võ gia gây phiền phức, điều đó có khác gì với uống thuốc độc tự sát. Cho nên, cháu tuyệt đối không được đi. Phí Thanh Sơn lại giải thích. Thật sơ suất, sao lại gặp cao thủ? Diệp Phàm không kìm nổi nói một câu bực tức, nghĩ lại nói. Chú, việc này, ha ha, có thể hay không, chú? Chương 1970, bí thư tỉnh ủy ám chỉ cái gì? Anh muốn mời tôi ra tay, nói thật cho anh biết, điều đó là không thể. Nếu như một tháng trước thì còn có thể, bây giờ thì không được. Gần đây tôi đang luyện một bộ quyền trưởng, không thể gián đoạn giữa chừng được. Tôi nghĩ, anh mặc dù thật sự muốn đi tìm võ gia cũng phải đợi sau khi chấm dứt việc của Hoành Đoạn gia Nhật Bản sư bá sẽ cùng đi với anh một chuyến. Không thì, đi tìm võ gia anh nghĩ như thế là tốt. Việc này, tôi cũng không cứng nhắc ngăn cản anh. Tuy nhiên, tôi hy vọng trước khi anh ở nhà của Hoành gia không bị thương. Việc của Hoành gia và Phí gia cũng không phải là việc của riêng gia tộc nào. Từ đó có thể thấy điều gì, anh nghĩ xem. Đó chính là hai gia tộc đại diện cho quốc gia đang xảy ra xích mích. Chính là vì nhân dân Trung Hoa, vì sự oai hùng của quốc gia Trung Hoa, anh cũng phải tự bảo vệ mình mới được. Phí Thanh Sơn nói, tôi hiểu rồi, sẽ không đi nữa. Diệp Phàm đồng ý, sau khi nghe điện thoại xong nằm trên giường rất lâu cũng không nói gì. Không thể nghĩ được võ gia có lai lịch như thế nào, thật đúng là khó giải quyết. Chẳng trách chính Tiền Phong Vân cũng không dám vuốt râu hùm, đoán chừng. Anh Tiền sớm đã hỏi thăm chi tiết rõ ràng người ta rồi. Tuy Tiền Phong Vân không phải là cao thủ, nhưng người ta có quyền lực trong tay. Thời gian không chờ đợi tôi, có phải gặp Nam Trường tôi cũng sẽ đi gặp một lần. Diệp Phàm lớn tiếng nói, nhảy như cá chép từ trên giường ra bên ngoài, một loạt âm thanh truyền đến, hắn bắt đầu áp dụng rồi. Suốt nửa giờ cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi như mưa thì Diệp Phàm dừng lại. Anh Trần! Đã muộn thế này mà còn chưa ngủ sao? Sớm biết được Trần Khiếu Thiên đang đứng trên lập trường của một cây đại thụ, Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Công tử lau người đi đã, toàn thân mồ hôi, nếu không về trước tắm đi. Trần Khiếu Thiên bê chậu rửa mặt đến. Diệp Phàm lấy khăn rửa mặt. Công tử có tâm sự, có phải là gặp chuyện phiền phức hay không? Trần Khiếu Thiên hỏi. Vài ngày qua tôi muốn đi gặp võ gia Tàng Tây một chuyến. Anh Trần hãy cùng đi với tôi. Diệp Phàm nói. Gia tộc kia nghe nói rất đáng sợ, từ rất lâu rồi, rất thần bí. Hay là công tử không cần đi cũng được, ít nhất, cũng phải chờ anh sau khi phá tan được 10 đoạn gông cùng xiềng xích mới sẽ tô thể đi được. Anh Trần vội vàng khuyên nhủ. Không đi không được, mặc kệ thế nào đi nữa, nhiều nhất cũng bị thương, chẳng lẽ võ gia vẫn dám tiêu diệt tôi sao? Bây giờ là thời đại nào rồi? Quốc gia có pháp luật. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Vậy được rồi, bất cứ lúc nào tôi cũng chờ. Tuy nhiên, tốt nhất là có thể kéo thêm nhiều cao thủ đến. Như vậy, có khí thế một chút. Võ gia có cao nhân, nhưng tôi nghĩ, cao thủ giống như công tử đây cũng chỉ có một đến hai người. Nhiều đệ tử khác cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu tính toán, công tử có thể mời nhiều cao thủ đến càng nhiều càng tốt. Trần Khiếu Thiên nói. Vâng. Tốt nhất sang năm nói tiếp, hơn 10 ngày nữa là năm mới rồi, chuyện của Tề Thiên đoán chừng trước cuối năm sẽ không giải quyết xong. Cơ chế của chúng ta, cũng có thời gian kéo dài làm những việc lôi thôi, không có lợi gì cả. Diệp Phàm nói. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Phàm trở về thành phố Đông Cống. Ngồi máy bay từ Thủy Châu đến phía Tây Tây Quế thành phố Tây Lâm. Sau khi Diệp Phàm tắm rửa, đúng 2 giờ đến tỉnh ủy tỉnh Tây Lâm. Đúng lúc gặp bí thư tỉnh ủy Phó Quốc Vân ở hành lang. Xin chào bí thư phó. Diệp Phàm chào hỏi rất lễ phép. Là tiểu Diệp à, nhiệm vụ đã hoàn thành chưa? Phó Quốc Vân liếc nhìn Diệp Phàm một cái, thản nhiên cười nói. Hoàn thành rồi, lần này ở lại hơn một tháng, thật là làm hỏng người rồi. Điện thoại không thể dùng, không thể liên lạc với bên ngoài được. Diệp Phàm nói.
giúp Ủy ban Kỷ luật Trung ương thụ lý vụ án thường thường như thế này, trước đây anh còn đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy thành phố Ngư Đồng. Hơn nữa, vụ án Ngư Đồng cũng chấn động cả nước rồi. Trong việc phá án anh vẫn là người giỏi, cho nên, cấp trên mới nghĩ cho anh mượn hiệp trợ bọn họ đi phá án. Mọi người làm tốt bổn phận của họ thôi, có thể cùng Ủy ban Kỷ luật Trung ương phá án, nói không chừng cũng là phúc của anh đúng không? Phó Quốc Vân vừa nói vừa đi, Diệp Phàm cũng bước theo sau. Sau đó vào văn phòng của Phó Quốc Vân. Ngồi đi. Phó Quốc Vân chỉ ghế xoay đối diện với bàn làm việc lớn kia nói. Ngay sau đó, thư ký pha xong trà liền đi ra ngoài. Nhưng Phó Quốc Vân cũng không ngồi xuống, mà đứng nghiêng người rất lâu trước khu vực bản đồ hành chính tỉnh Tây Lâm giống như đang suy nghĩ chuyện gì. Diệp Phàm nhìn thấy, đương nhiên cũng không thể ngồi. Bí thư người ta còn đứng, hắn nào dám ngồi, như vậy quá cao ngạo rồi. Vì thế đứng cùng Phó Quốc Vân ở đó. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ Phó Quốc Vân mới hồi phục lại tinh thần, cười nói. Sao vậy, còn đứng sao, xem tôi này, nhất thời có chút thất thần. Phó Quốc Vân nói chuyện mới ngồi xuống, Diệp Phàm cũng nhẹ nhàng ngồi xuống. Biết tôi nhìn cái gì không? Phó Quốc Vân hỏi, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hình như, có phải đang nhìn thành phố Đông Cống không? Ít nhất, ánh mắt nhiều lần dừng lại ở chỗ này. Không biết tôi đoán có đúng không? Diệp Phàm thành thật trả lời. Kỳ thật, Diệp Phàm có thể khẳng định Phó Quốc Vân đang nhìn bản đồ thành phố Đông Cống. Bởi vì, có đôi mắt chim ưng nhìn ở đó. Anh nói không sai, tôi nhìn thành phố Đông Cống. Không dễ gì, một thành phố nhỏ có quy mô nhỏ, các anh phát triển thật sự rất nhanh. Tuy nói là ở mọi nơi đều đang xây dựng rất loạn rất bẩn. Tuy nhiên, từ phương diện khác cũng nhìn ra một thành phố đầy sức sống. Xây dựng lại thành phố mà không sạch sẽ thì có tác dụng gì? Tôi tin rằng, sau một năm, thành phố Đông Cống sẽ hoàn toàn thay đổi. Tốc độ của các anh rất nhanh. Giọng Phó Quốc Vân bình tĩnh nói. Cảm ơn bí thư đã tán thành công việc kiến thiết lại thành phố Đông Cống chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Đồng thời sẽ nhanh chóng xây dựng hoàn thiện thành phố, những công việc khác cũng sẽ dần dần làm xong. Tôi nghĩ, muốn phát triển một khu, đầu tiên muốn kiến thiết cũng không được. Thiết kế là chỉ tiêu hàng đầu của công nghiệp, nhưng thu hồi như thế nào mới là điều quan trọng nhất. Cuộc sống của nhân dân Đông Cống chúng ta cũng không phải là vô cùng tốt, nâng cao chất lượng cuộc sống cho bọn họ cũng là việc trước mắt của Bộ Máy Ủy ban Nhân dân thành phố. Sau khi trở về, kế hoạch tiếp theo của tôi là phát triển nông nghiệp, du lịch và công nghiệp. Nhưng thu hút đầu tư là điều tuyệt đối không thể thiếu, đây là nền tảng phát triển một thành phố. Như tập đoàn ngành đường thành phố Đông Cống một khi phát triển đi lên, nó kéo theo một số tác dụng không thể lường trước được. Tôi nghĩ, liệu có nên đưa Đông Cống trở thành trung tâm công nghiệp nổi tiếng toàn quốc, tôi rất tin vào điều này. Đương nhiên, tất cả đều chịu sự quan tâm và chỉ đạo của các lãnh đạo tỉnh ủy, không có các anh, chúng tôi đã không tìm chính xác phương hướng rồi. Diệp Phàm nói, cũng nịnh bợ Phó Quốc Vân một chút. Ha ha, lãnh đạo của tỉnh ủy rất quan trọng. Nhưng tự thân các anh cố gắng mới là chủ yếu. Tỉnh ủy chỉ có thể nắm rõ phương hướng. Đương nhiên, đối với cách làm của anh, hai chúng ta không ngờ nghĩ cùng nột chỗ. Tổng tài sản của tập đoàn ngành đường Đông Cống hiện nay không dưới 300 triệu. Các anh đã nắm chắc được cơ hội to lớn, tranh thủ mà đưa tỉnh Tây Lâm phát triển ra cả nước, có thể đột phá ra bên ngoài khiến cho người nước ngoài cũng dùng sản phẩm đường của chúng ta thì càng tốt. Đương nhiên, điều này cũng là một quá trình dần dần. Các anh phải đứng trên cơ sở nền tảng vững chắc đẩy nhanh tiến độ cũng là điều tất yếu. Hơn nữa, nhân dân thành phố Đông Cống rất cần tập đoàn nhà máy đường các anh có thể đứng lên trước, nhân dân mới có thể phát triển theo được. Một tập đoàn ngành đường, một tập đoàn công nghiệp đường to như thế, khả năng có thể phát triển là điều hết sức đáng sợ. Các anh phải lợi dụng khéo điểm này, kéo các xí nghiệp khác cũng phát triển theo. Tất cả mọi người đều giàu rồi, thành phố Đông Cống cũng sẽ giàu. Phó Quốc Vân nói, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, đột nhiên nhíu mày lại. Trong lòng Diệp Phàm nhảy dựng lên, nhưng đoán chừng có việc gì đó khiến Phó Quốc Vân có điều gì không hài lòng có phải không? Quả nhiên, Phó Quốc Vân trầm tư trong chốc lát, nói. Kiến thiết là chuyện tốt, tuy nhiên, vì muốn kiến thiết mà làm thái quá lên thì không tốt. Thị trường xây dựng có quy luật nhất định, dầu và nước trong nước có nhiều rồi. Đối với một số đồng chí mà nói là một cái bánh ngọt rất lớn. Đồng chí Diệp Phàm,
tôi hy vọng sau khi trở về anh có thể bảo vệ khối bánh ngọt này. Trên một số phương diện, vẫn là đòi hỏi quy tắc một chút. Không có quy tắc thì không thể trở thành phương viên được. Vì sao quốc gia lại có luật và chế độ, chính là vì phục vụ. Diệp Phàm đi ra khỏi văn phòng của Phó Quốc Vân với vẻ mặt nghi hoặc, đi đến ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Phó trưởng ban thường trực Thiết Hậu Sơn cười pha trà mời Diệp Phàm. Trưởng ban Thiết, gần đây không nghe thấy điều gì về việc kiến thiết thành phố Đông Cống hay sao? Diệp Phàm hỏi rõ ràng, tự nhiên đến là muốn biết tin tức. Anh đi sắp được 2 tháng rồi. Thiết Hậu Sơn hỏi. Vâng, gần 2 tháng rồi. Diệp Phàm gật gật đầu. Ôi! Thiết Hậu Sơn thở dài, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, mới nói. Tôi nói thẳng với anh, gần đây cũng có chút động tĩnh. Nói tập đoàn công nghiệp đường của thành phố Đông Cống cầm mấy trăm triệu đi kiến thiết. Công trình không được phê duyệt, không có quy trình giao khoán cần thiết. Hoàn toàn là do cá nhân đồng chí, tự quyết định. Hơn nữa, ngay cả hội nghị đảng ủy cũng không trực tiếp phê duyệt dự án công trình mấy trăm triệu này. Trong đó có quá nhiều mưu mẹo hay đại loại như thế. Dưới sự phẫn nộ đến cực điểm của dân chúng, nhiều đồng chí trong thành phố cũng có ý kiến. Có phải đồng chí muốn nhắc đến quản đốc Lam không? Trong lòng Diệp Phàm giận đến phát hỏa, cũng không phải hắn không tin Lam Tồn Quân. Hắn tuyệt đối tin tưởng phẩm chất của Lam Tồn Quân, hơn nữa, Lam gia cũng không thiếu tiền, Lam Tồn Quân không có khả năng hối lộ bao đầu. Đoán chừng, phía sau trong đó có rất nhiều người thao túng, mũi nhọn chỉ thẳng Lam Tồn Quân. Tất cả mọi người biết được, Lam Tồn Quân và Diệp Phàm có mối quan hệ mật thiết với nhau. Sau lưng một con dao bổ thẳng về phía Lam Tồn Quân, kỳ thật, là đại cục tốt đẹp nhất kiến thiết lại thành phố Đông Cống bừa bãi. Do đó, tự nhiên là muốn nói xấu Diệp Phàm sau lưng người khác. Ha ha, điều này, anh đi hỏi là biết liền. Thiết Hậu Sơn đương nhiên sẽ không nói rõ. Bữa cơm chiều là cha của trưởng ban tuyên giáo thành ủy Đông Cống Y Thanh Liêm mời khách, Thiết Hậu Sơn tiếp khách. Địa điểm chính là khách sạn quân khu tỉnh, lúc Diệp Phàm đến. Y Định Giang cùng vợ đang đứng ở cửa sau. Thiết Hậu Sơn cũng đến sớm một bước, đang nói cười với Y Định Giang. Lúc thấy Diệp Phàm đi ra từ trong xe, Y Định Giang lập tức chạy ra. Từ xa đã vươn tay cười nói niềm nở. Xin chào Bí Thư Diệp. Xin chào Tham Mưu Trưởng. Diệp Phàm cũng cười, tổng cộng 4 bàn tay to bắt tay nhau thân thiết. Nghe Thanh Liên nói Bí Thư Diệp rất trẻ tuổi, bây giờ nhìn thấy người thật rồi. So với tưởng tượng còn trẻ tuổi hơn nhiều, đáng sợ. Y Định Giang nói chuyện khá thẳng thắn, điều này cũng là do y làm quân hàm trung tá nhiều năm không thăng tiến. Chương 1971, đồ tốt. Nhiều đồng chí nhanh mồm nhanh miệng muốn được đề bạt cũng khó, bởi vì anh ta nói những lời mà lãnh đạo không thích truyền ra bên ngoài, ngẫu nhiên đề bạt người ta tự nhiên sẽ không thích anh rồi. Ý nói là họa là từ miệng mà ra. Ha ha. Diệp Phàm đâu phải là cọp chứ? Diệp Phàm cũng cười sang sảng. Lão Y, cũng không nên để Diệp Phàm đứng ngoài cửa như vậy được. Lúc này, Thiết Hậu Sơn đi lên phía trước cười nói. Đúng đúng đúng, anh xem tôi, vui quá đến nỗi quên mất. Bí Thư Diệp, Hậu Sơn, chúng ta đi vào phòng riêng nói chuyện. Y Định Giang cười nói. Mới đến hành lang vào phòng riêng, thấy mấy sĩ quan cười chào hỏi Y Định Giang. Y Định Giang cũng không khách khí giới thiệu Diệp Phàm, mà những sĩ quan này đều đã gặp Thiết Hậu Sơn rồi, nên chỉ gật gật đầu. Chỉ là thấy Diệp Phàm bí thư thành ủy lại trẻ tuổi như vậy, khiến cho những sĩ quan này đều thấy hơi ngạc nhiên. Về sau cũng nhiệt tình bắt tay. Y Định Giang vô cùng nhiệt tình, bản thân lại là quân nhân, cho nên, uống rượu như uống nước. Chính là vị Diệp Phàm này có hơi men trong người cũng âm thầm giơ ngón tay cái lên. Đứng trong vòng vây của các sĩ quan. Diệp Phàm có chút choáng váng đầu. Lúc này, nhân viên phục vụ cầm một cái hộp tinh xảo lên. Có nắp che, tuy nhiên, bên trong vẫn có khí tràn ra. Diệp Phàm vừa nghe, lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, cái thứ bí hiểm này là cái gì vậy, không ngờ lại có tác dụng kích thích tinh thần. Tôi sẽ mở đầu. Y Định Giang cười ha ha đuổi nhân viên phục vụ xinh đẹp ra ngoài, tự mình đặt một cái chén nhỏ bên cạnh vào bên trong rìa cái nắp. Sau đó, hơi nước ở rìa cái nắp từ từ bay lên. Đợi hơi nước phía sau Y Định Giang hoàn toàn biến mất. Mở cái nắp trúng giữa. Lập tức, thậm chí càng dày đặc hơn, mờ mờ ảo ảo có một chút hơi nước nhẹ nhẹ sộc thẳng vào mũi. Diệp Phàm hít sâu một hơi,
điều kỳ lạ đã xảy ra. Không ngờ thấy dòng khí ở đan điền có chút run run, dường như giống như rất hưng phấn. Cái này cũng có hiệu quả giống như ngó sen nghìn năm được phối chế đặc biệt, cửu long hoàn bảo bối. Chẳng lẽ lại có công hiệu như cây thái tuế nghìn năm sao? Rốt cuộc là cái gì? Trong lòng Diệp Phàm vui vẻ, mở to đôi mắt chim ưng nhìn bên trong chiếc hộp. Thấy nước nóng bên trong chiếc bình có màu xanh đậm, cho nên, hơi nước bốc ra cũng hơi có màu xanh đậm. Vật ở trong bình đó cũng không có gì kỳ lạ, nhìn qua thấy hình dáng giống mấy cây nấm mua ngoài chợ không khác nhau là mấy. Chỉ có điều không phải màu xanh nhạt mà là màu xanh đậm. Hơn nữa, toàn bộ đồ vật này dài giống như dâu sâm vậy. Không phải là người trồng chứ, nếu thật là người có thể trồng được loại này, ông đây sẽ phát tài rồi. Đem về trồng mấy loại này để điều chế ra mấy trăm viên cửu long hoàn, đến lúc đấy, ông đây sẽ là nhà máy sản xuất bậc thầy của tổ A. Người Hán cũng không được phép tới cầu xin ông đây. Trong lòng Diệp Phàm rất vui. Tiểu thương, nghe nói lần trước các anh cắt vài cây thuốc phiện của Việt Nam, đồ vật này chính là bọn họ lấy lại sao? Lúc này, thượng tá với đôi lông mi sâu hỏi người trẻ tuổi có đôi mắt to đang ngồi đối diện. Tiểu thương là tên riêng của thiếu tá, tên thật gọi là gì Diệp Phàm cũng không biết. Đối với việc buôn lậu thuốc phiện, bên này mọi người gọi là bọn họ hút khách. Ha ha, cái này, cũng không phải là thuốc phiện, chúng ta tự mình ăn thử đi. Thứ này rất bổ, ăn một bát canh một tháng khỏe như vâm. Tuy nhiên, chính là số lượng quá ít, nhiều năm như vậy cũng chỉ thấy có một lần. Nghe nói loại này bên kia họ gọi là nấm mũ gấu. Đôi mắt to của thiếu tá có vẻ đắc ý, cười nói. Nấm mũ gấu, cái tên này thật kỳ lạ. Thiết Hậu Sơn cũng gật gật đầu, cảm thấy có chút quái dị. Trong lòng Diệp Phàm càng cảm thấy kỳ lạ. Nào nào nào, bí thư Diệp, anh uống trước một bát đi. Y định giang đứng lên, tự mình lấy cho được một chén đầy. Loại mũ gấu này, vốn không có nhiều trong tất cả các hộp chỉ có 5-6 cái. Y định giang múc cho Diệp Phàm 3 cái, được một nửa rồi. Không cần nhiều như vậy, tôi chỉ cần một cái là được rồi. Diệp Phàm nhìn đẩy ra ngay lập tức, điều này có thể hơi ngượng ngùng. Mọi người để lại một ít, Diệp Phàm tuy nói loại này gọi là mũ gấu, rất hiếu kỳ nhưng cũng không thể không biết lễ phép gì. Không sao, mấy ngày trước bọn họ cũng đã thử một lần rồi. Y định giang cười nói, mấy sĩ quan khác cũng cười cười nói. Các anh nghe xong chắc chắn sẽ thấy kỳ quái, sao lại gọi là mũ gấu. Mắt thiếu tá mở to ra nói đến đây dừng một chút, tự nhiên làm ánh mắt hấp dẫn mọi người. Mục đích của ông ấy đương nhiên đạt được rồi, tất cả mọi người đều theo dõi ông ấy. Thực ra đơn giản bởi vì loại này rất giống với hoa nấm nhưng đương nhiên không phải là hoa nấm rồi. Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy nó hẳn là cũng thuộc loại nấm. Có một điều duy nhất không giống với hoa nấm đó là hình dáng có thêm râu. Mà đặc điểm lớn nhất cũng vì, nó sinh trưởng ở trên phân gấu. Hơn nữa lợi dụng toàn thân có râu để hấp thu chất dinh dưỡng từ phân gấu. Mà bản thân nấm cũng sinh trưởng trên phân gấu. Cho nên, đó là điều vô cùng hiếm thấy. Nghe nói ở Việt Nam cũng hiếm khi nhìn thấy. Loại nấm mũ gấu này ở chợ không bán. Nghe nói có người giàu bỏ ra mấy vạn để mua về thử. Chỉ có điều, căn bản là không thấy được. Loại này, có thể gặp nhưng không thể cầu được. Thiếu tá Đại Nhãn tự đắc cười nói. Nói chung đều nằm trong tầm kiểm soát của những nhân vật bí mật kia, hơn nữa trong đó còn có tai to mặt lớn. Trong tay những nhân vật này căn bản không thiếu tiền tiêu, đừng nói mấy vạn, mấy chục vạn người ta cũng không có hứng thú. Y Đinh Giang cười nói. Loại nấm này trước đây là ai mang tới vậy? Bộ dạng Diệp Phàm thật sự rất tùy ý, hỏi. Người kia khá có danh tiếng, Chu Tiến Tiêu của Việt Nam. Thiếu tá mở to mắt không hề nghĩ gì, cười nói luôn. Nguyễn Tiến Tiêu. Lúc này, bên cạnh trên mặt hiện lên có chút kinh ngạc. Anh Trung, anh cũng nghe qua tên anh ta rồi sao? Thiếu tá hỏi. Đoán chừng đều đã nghe qua, người này là tên trùm ma túy lớn. Nghe nói trước kia mang đến mảnh đất sôi động ở biên giới thành phố Đông Cống. Bảo vệ quốc phòng biên giới của bên đấy cũng đã bàn giao qua vài lần. Hơn nữa, bảo vệ quốc phòng biên giới của bên đấy còn có mấy anh em bị thương trong tay y. Người này, rất giảo hoạt. Hơn nữa, hung ác tàn nhẫn như chó sói. Vì bảo vệ bản thân, thường thường mỗi lần gặp nguy hiểm đều tìm người chịu tội thay, chính y có thể thoát thân được.
lúc đấy bảo vệ an ninh quốc gia thành phố Đông Cống phát triển hưng thịnh cực kỳ phẫn nộ muốn lột da của Nguyễn Tiến Tiêu ra. Cuối cùng lần này cũng xa lưới, con người gây nghiệp chướng không thể sống. Thượng tá Trung vì cảm thán, cầm chén rượu trên tay một hơi uống sạch, giống như rất sảng khoái nói. Anh Trung, anh sai rồi. Lúc này, một thượng tá có nốt ruồi đen ở khóe miệng lắc lắc đầu. Sai rồi, tôi nói anh Mâu, sai ở chỗ nào? Thượng tá Trung liếc nhìn thượng tá Mâu có nốt ruồi đen một cái, hỏi. Về Nguyễn Tiến Tiêu, điều quen thuộc nhất băng đảng bọn họ đương nhiên phải thuộc Trung đoàn cảnh sát vũ trang rồi. Mà tôi lại là người chịu trách nhiệm liên lạc với cảnh sát có vũ trang tỉnh. Cho nên, nghiệp vụ này quá quen thuộc, chính là tên Nguyễn Tiến Tiêu này, mặc dù Trung đoàn tư lệnh cảnh sát vũ trang thiếu tướng Viên Dương Mộc Lâm đều chú ý. Sau khi Nguyễn Tiến Tiêu xa lưới, vì quân đoàn chúng ta có phái nhân viên hỗ trợ bọn họ bắt được chúng. Cho nên, lần đó họp tôi cũng đi. Sau khi cuộc họp kết thúc mọi người ngồi nói chuyện phiếm, theo như lời tư lệnh Dương tôi mới biết. Tuy nói Nguyễn Tiến Tiêu giết người hung ác như sói, người này cũng coi như là nhân vật lớn vậy. Nhưng, y chẳng qua cũng chỉ là làm theo một viên đại tướng khác thôi. Thượng tá Mâu xoa xoa cằm, nói. Người khác, người đấy là ai, không ngờ trong mạng lưới lại có loại thủ lĩnh Nguyễn Tiến Tiêu này. Vẻ mặt thượng tá Trung ngạc nhiên hỏi. Người đấy vẫn là phụ nữ, biệt hiệu là Hoa Hồng Đỏ. Nhưng tên thật nghe rất kêu, nghe tên vẫn khá hay. Chỉ có điều, người phụ nữ này, ngay cả thủ lĩnh Nguyễn Tiến Tiêu như vậy đều có thể hàng phục, thực sự rất giỏi. Còn nghe nói dưới tay cô có hai đại tướng, một chính là Nguyễn Tiến Tiêu, người kia là Kim Quân. Kim Quân vẫn giảo hoạt hơn Nguyễn Tiến Tiêu, nhiều lần Nguyễn Tiến Tiêu có thể trốn thoát trong vòng vây của phòng ngự thành phố Đông Cống, đều là công lớn của Kim Quân đứng sau chỉ huy. Thượng tá Mâu nói, Kim Quân có phải là người Trung Quốc chúng ta không? Đúng vậy. Người này không những là người Trung Quốc, mà còn là quân nhân ở bộ đội đặc chủng. Sau khi xuất ngũ biết em gái bị lăng nhục, cho nên phẫn nộ giết chết hết người nhà tên kia. Người nhà tên kia bị giết rất nhiều, tiếp theo, tự nhiên là bộ công an truy nã, người này chạy trốn tới Việt Nam, bây giờ là đại tướng dưới tay Hoa Hồng Đỏ. Hơn nữa, người này biết quy trình làm việc của biên phòng chúng ta. Phương pháp tấn công phòng vệ, cho nên, sẽ rất khó đối phó với y. Thượng tá Mâu nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, y hiểu chúng ta không biết bọn họ. Muốn bắt y, đương nhiên rất khó rồi. Y Định Giang không khỏi thở dài. Bí thư Diệp, ít khách đến quá. Đúng lúc này, cửa phòng riêng bị đẩy ra nhẹ nhàng, có một bóng người cao đứng ở cửa, không phải tư lệnh Quy Hưng Thiên của quân khu tỉnh hay là ai. Tư lệnh cười rất thân thiết. Sư phụ, vừa thấy tư lệnh Quy đến. Tất cả mọi người nhanh chóng đứng lên. Ha ha, tư lệnh Quy, việc này, tôi không phải sợ anh keo kiệt, cho nên, không dám tới quấy rầy anh. Diệp Phàm cười đùa, bước vài bước tới trước mặt tư lệnh. Hai người bắt tay, Thiết Hậu Sơn cũng bước lên tiếp đón. Dù cho thế nào, tư lệnh Quy vẫn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, là lãnh đạo của tất cả các đồng chí. Cùng nhau ngồi xuống uống vài chén đi. Y Định Giang hỏi. Không cần đâu. Bí thư Diệp, tôi sang bên kia, chúng ta uống vài chén. Tư lệnh Quy chỉ ra bên ngoài nói. Tình cảm tốt đẹp kia, tư lệnh mời khách tôi không đi không được rồi. Diệp Phàm cười với Thiết Hậu Sơn cùng đi ra ngoài tiếp đón. Tự nhiên, toàn bộ sĩ quan đang ngồi trong lòng đang nói thầm. Cảm thấy tư lệnh Quy gọi Diệp Phàm cũng rất thân mật. Nắm tay Y Định Giang, Diệp Phàm nhẹ giọng cười nói. Nấm mũ gấu này cũng không tồi. Ha ha! Nói xong tư lệnh Quy đi vào phòng khác. Thấy các thiết bị lắp đặt hay những thứ khác trong phòng không giống với phòng vừa rồi, đương nhiên đẳng cấp cao hơn nữa, phong cách không giống nhau. Ở trên tường treo rất nhiều tác phẩm nghệ thuật Việt Nam. Chương 1972, Cảnh sát vũ trang Dương tư lệnh. Thấy Diệp Phàm vẫn nhìn trên tường, tư lệnh Quy cười nói. Đại đa số những đồ kỳ lạ này đều là tôi sai người sưu tập ở Việt Nam về. Đắt thì không đắt, chỉ có điều tôi cảm thấy hứng thú nên bảo người mang đến đây. Bình thường lúc ăn cơm nhìn, trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Chính xác là rất tốt, khiến cho người ta cảm thấy như một loại nghệ thuật tắm toàn thân vậy. Diệp Phàm cũng muốn chụp một kiểu ảnh với tư lệnh Quy. Viên tư lệnh cười. Ngay sau đó rượu và thức ăn được bưng lên. Có hai chúng ta.
Diệp Phàm nhìn chiếc bàn to này, hỏi có chút kỳ lạ. Còn có lão đới, đêm nay có ba người chúng ta. Tư lệnh Quy cười nói. Không lâu sau, một người trung niên mặc quân phục đeo kính đi vào. Tôi là Đới Hùng, là ủy viên chính trị. Hoan nghênh bí thư Diệp, cười nói. Diệp Phàm cũng chào hỏi y, ba người đều ngồi xuống. Sau khi ăn vài món, Tư lệnh Quy liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Đội phòng ngự chuyển đi thật cảm ơn anh, nào, chúng ta cạn ly. Đó là việc chúng tôi nên làm, nói cảm ơn thấy ngại. Diệp Phàm giơ chén lên cùng ly với Tư lệnh Quy. Tôi thay mặt cho đội phòng ngự cảm ơn bí thư Diệp anh, ủy viên chính trị Mạnh cũng nâng chén cùng ly với Diệp Phàm. Bí thư Diệp, nghe nói anh hỗ trợ ủy ban kỷ luật thụ lý vụ án 2 tháng nay rồi phải không? Lúc này, ủy viên chính trị Đới Hùng hỏi. Vâng, cũng gần như thế. Ngay sau khi xử lý xong vụ án tôi liền vội vàng trở về. Sang năm mới, có nhiều việc lắm. Diệp Phàm nói, trong lòng đang suy nghĩ buổi tối hai người Tư lệnh Quy và viên tư lệnh đang ngồi. Không có ai khác, đoán chừng có chuyện gì đó không tiện nói ra. Hơn nữa, việc này chắc chắn có liên quan với thành phố Đông Cống. Tôi nói là trực tiếp tìm anh nhưng không tìm thấy, di động thì tắt. Tư lệnh Quy cười nói. Không có cách nào. Ủy ban kỷ luật Trung ương phá án, quy định chỉ có thể xử đi động chuyên dụng của bọn họ. Hơn nữa không liên lạc ra bên ngoài được, chỉ có thể là nhân viên làm việc trong Ủy ban kỷ luật Trung ương gọi điện được. Loại điện thoại này người ta có theo dõi, người cầm nó căn bản là có thể gọi ra bên ngoài. Thật có lỗi. Diệp Phàm xin lỗi, nói, hắn đang chờ hai người lật quân bài ngửa. Ôi, việc này thật cấp bách. Đầu tiên ủy viên chính trị Đới thở dài. Nhìn Diệp Phàm rồi mới nói. Bí thư Diệp trở về, đoán là cũng không biết được. Từ thành phố Đông Cống đến đội phòng ngự là một trong những con đường xây dựng của quân đội. Hơn nữa lúc trước có quy hoạch, bởi vì xét đến yêu cầu đặc thù của quân đội, cho nên, tiến hành kiến thiết đường chuẩn mực quân đội. Đúng vậy, lúc ấy tôi đã cẩn thận đi giải thích. Diệp Phàm gật gật đầu nói, liếc nhìn chính ủy một cái, hỏi. Chẳng lẽ có rủi ro gì sao? Ừ, tất cả đã bị thay đổi. Anh đi rồi đồng chí Y Cao Vân tạm thời thay anh làm chủ thành phố Đông Cống. Không phải Đới Hùng tôi nói xấu sau lưng cái gì, người này, thật sự rất đáng ghét. Đới Hùng không ngờ dùng hai chữ đáng ghét, có thể thấy Y Cao Vân có thành kiến sâu sắc. Chính ủy Đới xin cứ nói thẳng những điều đáng ghét ra. Diệp Phàm cũng kiềm chế cười, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Đới Hùng. Thay đổi hoàn toàn, đường được sửa hoàn toàn thay đổi rồi. Thiết kế vốn là 10 mét, bây giờ thay đổi thành 10 mét chiều rộng. Hơn nữa, đường giáp giới bắt đầu từ thành phố Đông Cống, chỉ xây đến đỉnh núi Ngũ Long. Mà từ núi Ngũ Long đến Cửu Vân Lĩnh cũng chính là con đường phòng ngự mà Y Cao Vân nói giảm kinh phí, thoái thác. Điều này căn bản là từ chối. Thoái thác đến bao giờ? Khiến cho công việc di chuyển đội phòng ngự không thể tiếp tục tiến hành được. Anh hiểu được cấp trên cũng cấp bách, nếu không di chuyển đúng hạn. Bọn họ sẽ thu lại mấy ngàn vạn về. Điều này cũng là biện pháp lãnh đạo cấp trên buộc tốc độ làm việc của cấp dưới mà thôi. Huống chi, bắt đầu bọn họ cũng không nói, và địa chỉ cũ đội phòng ngự bên kia chúng ta đã bị hủy đi rồi. Sau khi đã di chuyển một số thiết bị cũ đột nhiên thông báo cho chúng ta. Việc này, ngay cả Tư lệnh Quy cũng đã nói qua với Y Cao Vân rồi. Mạnh Hùng có chút giận dữ nói. Gan của Y Cao Vân thật không nhỏ. Chẳng lẽ lại dám không nghe theo lãnh đạo? Diệp Phàm liếc nhìn Tư lệnh Quy một cái, lạnh lùng hừ nói. Lãnh đạo chúng tôi có tác dụng gì trong quân đội? Đối với dân địa phương, những lời nói không dễ nghe, ngay cả chủ tịch huyện cũng không thể điều tôi, lãnh đạo cái gì, tôi làm Bồ Tát bùn rồi. Quy Hưng Thiên đột nhiên hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt kia, có chút khó coi, xem ra, có chút tức giận. Y Cao Vân không phải ỷ lại vào tỉnh ủy. Bằng không, cho y 1.000 lá gan cũng không dám làm vậy. Tư lệnh Quy nói việc này không có tác dụng gì, cho nên phản ứng lại phía tỉnh ủy bên kia. Tăng Cửu Thiên lợi hại quá, nhân vật uy lực thứ 3 tỉnh Tây Lâm chúng ta đã xuất hiện. Bí thư phó không thể làm gì khác hơn, mà Chủ tịch Trúc đã có biện pháp đối với việc này. Cuối cùng, việc này, vẫn như vậy. Đội trưởng Long và Tư lệnh Tiền của thành phố Đông Cống đều nhanh chóng đến đây. Có điều gì đó. Thật sự quan huyện không bằng huyện quản. Quyền lực to nhất thành phố Đông Cống bây giờ nằm trong tay Y Cao Vân,
nghe nói không ngờ y mời Thái Phi đến làm cùng. Bí thư Diệp sau khi về phía Tây phải cẩn thận, còn có phó bí thư Long kia vì nước vì đồng chí. Cũng có chút mập mờ. Mở ra một phong cảnh trên núi Ngũ Long, y cũng ủng hộ y Cao Vân. Nói cái gì mà tất cả đều suy nghĩ cho kinh tế thành phố Đông Cống. Y là phó bí thư quản lý kinh tế, làm cho kinh tế của địa phương mà không tốt thì y cũng không còn mặt mũi nào mà gặp lãnh đạo nói rõ được. Thật là con mẹ nó cầm trứng chơi. Chính ủy Đới Hùng không liếc nhìn y một cái, tỏ vẻ trí thức. Kỳ thực, nổi danh phong cách quân nhân đặc biệt, ngay cả lời thô tục cũng phun ra, xem ra, thực sự khiến cho cấp trên tức giận sâu sắc. Yên tâm, ngày mai sau khi trở về tôi sẽ hỏi. Núi Ngũ Long với chuyện di chuyển đội phòng ngự là chuyện lớn, địa phương chắc chắn sẽ ủng hộ quân đội xây dựng, điều này tuyệt đối không thể thay đổi được. Quốc phòng, không có quốc phòng xã hội không thể ổn định đoàn kết được. Còn muốn làm kinh tế cái rắm gì? Hơn nữa, việc này lúc trước trong buổi bàn bạc hội nghị thường vụ thành ủy đã thông qua rồi. Hội nghị thường vụ thành ủy quyết định rất nghiêm túc, tuyệt đối không tùy tiện làm bừa. Diệp Phàm biểu lộ thái độ rất kiên quyết, đương nhiên, cũng không phải Diệp Phàm đặc biệt vĩ đại, mà mấu chốt chính là ở thái độ. Nếu như y Cao Vân liên kết với Thái Phi làm chuyện đại sự, như vậy phải kiên quyết áp chế mới được. Bằng không, y lấy cái gì để thể hiện uy thế to lớn của bí thư? Bí thư Diệp, không phải Quy Hưng Thiên tôi tức giận. Chúng tôi luôn phải chịu đựng, chính là đang đợi anh trở về. Nếu không chờ anh về, Quy Hưng Thiên tôi đã sớm mở đường tiến vào chiếm giữ núi Ngũ Long rồi. Xem y Cao Vân có dám không cho chúng ta mở đường hay không. Mẹ kiếp, cái đồ gì vậy, nóng thật đấy, bố cho y phát súng. Quy Hưng Thiên cũng chửi má nó. Tư lệnh Quy, việc này anh cũng đừng vội, tôi nghĩ nhất định sẽ có cách giải quyết. Diệp Phàm khuyên nhủ. Thời gian 3 ngày. Quy tư lệnh lạnh lùng hừ nói. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Diệp Phàm gật gật đầu. Sau khi đi ra khỏi phòng riêng tư lệnh Quy đưa Diệp Phàm đến cửa chính. Mã Y Định Giang lại xuất hiện từ một bên, trong tay cầm hộp giấy, nói. Bí thư Diệp, vừa rồi anh nói nấm mũ gấu kia ăn ngon, lần trước bọn họ để lại một ít cho tôi. Diệp Phàm giả vờ từ chối một chút cuối cùng cũng nhận, điều này hóa ra vẫn muốn tìm hiểu thứ này, đương nhiên muốn rồi. Vừa quay về khách sạn Tây Quế, Diệp Phàm mở nấm mũ gấu ra kiểm tra. Phát hiện, nếu dùng nội lực như thế này trong nấm sẽ có chút phản ứng. Lời nói về nấm kia hoàn toàn có thể dùng để điều chế cửu long hoàn. Bởi vì, cửu long hoàn là phải dùng nội lực ép, lắng đọng mới được. Quan trọng là không chịu được nội lực, hoặc là không thể dung hòa nội lực bên trong, như vậy không có cách nào làm được. Đương nhiên, điều này, cũng chỉ là điều kiện cơ bản đạt được trong một buổi tối, Diệp Phàm muốn nghiêm túc làm ra một viên cửu long hoàn. Tự nuốt, phát hiện đan điền không cử động được, có chút nóng lên. Ngay sau đó, Diệp Phàm cảm thấy công lực tăng lên một chút. Diệp Phàm có thể khẳng định, nấm mũ gấu này có thể dùng để điều chế ra cửu long hoàn. Chỉ có điều, chất lượng loại nấm này không tốt bằng thái tuế ngàn năm. Cho nên, điều chế một viên cửu long hoàn đoán chừng cần một số lượng lớn nấm mũ gấu này. Diệp Phàm cũng không có cách nào cả, chỉ có thể tăng thêm số lượng thôi. Bởi vì, dù sao thái tuế ngàn năm cũng quá khó tìm. Tuy nhiên, theo như Y Định Giang nói, trong tay đồng chí của quân khu tỉnh cũng có loại nấm mũ gấu này. Muốn mua thì phải đến Việt Nam một chuyến. Hơn nữa, dù cho có đi Việt Nam cũng chưa chắc tìm thấy. Tốt nhất đi hỏi Nguyễn Tiến Tiêu một chút. Nhưng Nguyễn Tiến Tiêu bây giờ vẫn còn trong tay cảnh sát vũ trang tỉnh Tây Lâm, là trùm buôn bán thuốc phiện quan trọng. Muốn gặp y, đoán chừng không có thủ đoạn thì không có khả năng. Tuy nhiên, Diệp Phàm đã có biện pháp. Lấy từ trong cặp ra giấy chứng nhận phó giám sát trưởng cục giám sát cảnh vụ Bộ Công an ra, xem ra, nó có tác dụng. Bởi vì, Công an Biên phòng thuộc quyền quản lý của quân đội Bộ Công an Biên phòng. Mà tên đầu sỏ thì đang ở bên quân ủy kia. Tuy nhiên, có giấy chứng nhận này, ít nhất khuôn mặt gầy vẫn còn có. 8 giờ sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm đã đến Trung đoàn Cảnh sát vũ trang tỉnh Tây Lâm. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Phàm tới nơi này. Bị cánh cửa chính chắn không cho vào. Đồng chí, xin mời đưa giấy chứng nhận ra. Một thiếu úy của cảnh sát vũ trang rất lễ phép chào hỏi, nói. Đồng chí thiếu úy, ha ha, tôi muốn gặp tư lệnh Dương Mộc Lâm một chút. Vẻ mặt Diệp Phàm bình tĩnh,
vừa nói vừa đẩy tờ giấy chứng nhận ra. Thiếu úy kia sửng sốt, không thể ngờ được người thanh niên này lại có giọng điệu to như vậy. Chỉ nói muốn gặp lãnh đạo lớn nhất chỗ anh ta. Tình huống này thông thường mà nói đối phương có chút lai lịch. Không thể có khả năng có người dám đến trung đoàn cảnh sát vũ trang giả mạo được. Cho nên, đồng chí thiếu úy lập tức thận trọng đứng dậy. Lại chào theo nghi thức quân đội, duỗi hai tay nhận giấy chứng nhận. Sau khi xem xong mời Diệp Phàm chờ, lát sau có hai người đi ra. Một thiếu úy nghiêm túc nhìn Diệp Phàm, nói. Báo cáo thủ trưởng, tư lệnh Dương đang mở cuộc họp sớm, ông ấy bảo tôi mời thủ trưởng vào. Diệp Phàm gật đầu, đi theo thượng úy lên lầu. Lát sau có người pha trà. 10 phút sau có một người trung niên bước nhanh vào phòng, nhìn trong phòng hỏi. Phó giám sát trưởng Diệp đâu? Chương 1973, điệp vụ hái đào thất bại. Ôi, tôi thật là, xin chào tư lệnh Dương. Diệp Phàm đứng lên chào hỏi. Tư lệnh Dương hơi sửng sốt rồi sau đó lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh, nắm chặt tay Diệp Phàm dẫn vào văn phòng. Phó giám sát trưởng Diệp đến, khẳng định là có việc, mời anh cứ nói. Tư lệnh Dương tương đối khách khí. Tuy nói tư lệnh Dương là thiếu tướng bên cảnh sát có vũ trang, nhưng trung đoàn cảnh sát có vũ trang tỉnh Tây Lâm là một đơn vị cấp phó quân đoàn, so với đơn vị cấp sư đoàn ở một số tỉnh thì cấp bậc phải cao hơn phân nửa. Bởi vì, vùng biên tỉnh Tây Lâm có rất nhiều bến cảng, lại tiếp giáp với nhiều quốc gia giáp giới, quốc gia cũng coi trọng vô cùng. Nhưng, một phó giám sát trưởng Bộ Công an kia có quyền lực tuyệt đối không nhỏ hơn so với một tư lệnh trung đoàn cảnh sát có vũ trang tỉnh Tây Lâm. Hơn nữa, làm sĩ quan đôn đốc cảnh vụ là chức vụ quản lý sĩ quan cảnh sát. Cấp bậc lại cao hơn rất nhiều, ngay cả cảnh sát cũng đều sợ bọn họ. Tư lệnh Dương hiểu rõ từng ngõ ngách của ngành công an nằm trong khối chính phủ. Huống chi, cảnh sát có vũ trang và ngành công an trước nay vẫn liên hệ rất chặt chẽ. Chúng tôi quan tâm đến người này bởi vì vụ án này có liên quan đến hắn. Cho nên, lần này tôi bí mật xuống dưới là muốn điều tra một chút. Nghe nói bọn họ hiện đang ở trong tay các anh, liệu có thể cho tôi hỏi vài thứ được không? Diệp Phàm cũng rất khách khí, đưa ra tài liệu có liên quan đến Nguyễn Tiến Tiêu. Tài liệu thì tôi không cần xem đâu, nếu các anh cần hiệp trợ, chúng tôi có thể đem Nguyễn Tiến Tiêu giao ra. Anh chờ một lát, tôi lập tức gọi người đưa lại đây. Viên tư lệnh rất rõ ràng, lập tức nói thẳng. Xin cảm ơn các anh, một khi điều tra xong, chúng tôi lập tức cho dẫn người về. Diệp Phàm sở dĩ nói vậy là vì đối tượng vốn là do người ta bắt nên phải đem công lao trả lại cho họ. Bằng không lại xảy ra chuyện hiềm nghi tranh công hái đào của khỉ. Các anh cứ việc thẩm vấn, tên này nghe nói rất ngoan cố. Ngay cả chúng tôi hiện tại cũng chưa thẩm tra ra gì cả. Nói thật. Cái gì mà ghế hùng cây ướt bọt nước lang tiên mọi hình thức tra tấn đều dùng qua. Đám thủ hạ của tôi thậm chí còn hoài nghi, người này có phải làm bằng sắt hay không? Nếu bên các anh có thể thẩm tra ra, tôi hy vọng có thể liên hệ trao đổi tin tức. Dù sao, chúng tôi cũng còn muốn bắt được con cá lớn hơn nữa. Đây cũng đều là vì an ninh quốc gia mà. Tư lệnh Dương dặn dò. Diệp Phàm vừa nghe liền hiểu ngay, cảm thấy đám người này có vẻ như đã hết cách rồi. Cho nên mới gửi gắm hy vọng cho chuyên gia thẩm vấn bên Bộ Công an. Bằng không, tư lệnh Dương phỏng chừng sẽ không giao người ra nhanh chóng như vậy. Được, khi có tin tức bên tôi sẽ lập tức thông báo cho anh. Diệp Phàm thầm nghĩ bố có, phân cân thác cốt thủ, tại sao phải sợ hắn ta không nhận tội. Không lâu sau, Diệp Phàm và tư lệnh Dương làm nốt thủ tục bàn giao. Nguyễn Tiến Tiêu nhìn qua cũng không phải đặc biệt cao lớn, vóc dáng phỏng chừng tầm 1 thước 7 gì đó. Tuy nhiên, rất khỏe mạnh, cơ ngực cuồn cuộn săn chắc nổi lên. Toàn thân xăm trở đầy hình thù quái dị, nhìn qua đã đoán được 10 phần là thổ phỉ. Người này, thể hình chỉ hơi ít bị thịt hơn suốt Schwarzenegger đôi chút. Phỏng chừng là sợ người này lợi hại sẽ chạy mất, cho nên, Nguyễn Tiến Tiêu chẳng những phải mang xiềng chân còng tay, không ngờ là tại phần eo còn quấn quýt lấy một xích sắt nhỏ, thêm vào đó là hai thượng úy cảnh sát có vũ trang giữ chặt ngang hông. Trận pháp kiểu này khiến Diệp Phàm cảm thấy rất buồn cười. Vương Triều một phen túm lấy Nguyễn Tiến Tiêu, vuốt ve trên người y mấy cái rồi bảo một viên cảnh sát có vũ trang. Đem xiềng chân còng tay toàn bộ đám đồ chơi đó mở ra hết hộ tôi. Việc này, người này có thể nói rất lợi hại, không cẩn thận là sẽ lủi nhanh hơn cá trạch. Hơn nữa, thân thủ rất cao, một cước đi xuống,
có thể đạp vỡ một khối đá dày đến 7-8 mét như chơi. Cho nên, đồng chí sĩ quan, tôi khuyên anh không cần làm như thế. Bằng không thì không lường hết hậu quả đâu. Phải biết rằng, để bắt lấy hắn, vài năm qua chúng tôi đã hy sinh liền 5 vị đồng chí. Một thiếu tá sau khi sửng sốt thì lập tức giải thích một chút. Anh ta lo lắng Vương Triều và Diệp Phàm không hiểu được sự lợi hại của Nguyễn Tiến Tiêu. Cả Tư lệnh Dương cũng hơi nhíu mày, tuy nhiên, lại không nói gì cả. Phỏng chừng, cũng hiểu được Vương Triều có chút bản lĩnh cao cường. Tư lệnh Dương cũng không nghĩ trọng phạm như vậy mà Diệp Phàm lại để tuột mất ngay trong tay. Cứ mở đi, hắn sẽ không chạy đâu. Diệp Phàm cổ quái cười cười, mở miệng bảo. Việc này, Tư lệnh, ngài xem. Viên thiếu tá cầm chìa khóa không dám tự tiện nên liếc nhìn Tư lệnh Dương một cái. Hiện tại người đã chuyển giao cho họ, lãnh đạo bên đó nói thế nào thì anh cứ làm thế ấy. Tư lệnh Dương tuy nói những lời này nhưng vẫn không tránh khỏi có chút lo lắng. Tuy nhiên, nếu Diệp Phàm đã cố ý như thế, Tư lệnh Dương cũng không tiện ngăn trở. Tư lệnh Dương nói những lời này cũng là có ý nhắc nhở Diệp Phàm. Ý tứ là nếu để phạm nhân chạy thoát thì anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Bởi vì, người vốn đã giao cho nhà anh rồi. Viên thiếu tá kia trần trừ một lúc rồi rốt cuộc cũng chịu mở toàn bộ xiềng xích. Nguyễn Tiến Tiêu vừa thấy thế thì đột nhiên một quyền hoa lên đánh về phía Vương Triều, mà một chân khác lại đá về phía một trung úy cảnh sát có vũ trang cầm súng. Phỏng chừng muốn cướp súng bắt cóc con tin trốn chạy. Tuy nhiên, bốp bốp. Vài tiếng giòn tan vang lên, sau đó mấy viên cảnh sát có vũ trang kinh ngạc phát hiện. Nguyễn Tiến Tiêu đã bị sĩ quan tên Vương Triều đá cho thảm hại như con lợn chết ngồi phịch xuống dưới đất. Dám đùa với bố mày, chú mày còn non và xanh lắm. Vương Triều một cước giẫm thẳng lên đầu Nguyễn Tiến Tiêu, sau đó nhân thể tương thêm cho hắn mấy đòn lên người. Diệp Phàm đi tới, giơ tay lại vuốt ve vài cái trên người Nguyễn Tiến Tiêu sau đó cười nói. Tư lệnh Dương, chúng tôi đi đây. Đương nhiên, Diệp Phàm đây là âm thầm dùng đến lôi sát chỉ, Nguyễn Tiến Tiêu đã nhuyễn như con mực thối không còn dám động cựa gì nữa. Tự nhiên, Nguyễn Tiến Tiêu bị Vương Triều quắp đi như diều hâu tha gà con. Nơi đây liền còn lại một đám cảnh sát có vũ trang đứng trợn mắt há hốc mồm ra đấy. Người kia quá ư lợi hại, tôi thấy hình như hắn chỉ mấy cước đi xuống là Nguyễn Tiến Tiêu đã lập tức nín ngay. Trước kia khi chúng ta bắt được hắn cũng phải bị thương mất mấy anh em. Viên thiếu tá vẻ mặt khiếp sợ thốt lên. Không có đủ bản lĩnh, không dám thượng lương sơn. Hắn dám kêu chúng ta mở khóa, khẳng định có thể chế phục tên kia. Tuy nhiên, người này bản lĩnh quả rất cao, nhất định là một cao thủ. Viên trung tá kia thở dài nói. Đó là lẽ đương nhiên, cao thủ bí mật của Bộ Công an không có mấy người. Nguyễn Tiến Tiêu, lần này nhất định sẽ lãnh đủ. Viên thiếu tá kia cười nói, vẻ mặt vô cùng khâm phục. Anh ta là cục trưởng công an thành phố Đông Cống, tên là Vương Triều, là từ Bộ Công an xuống đây tạm giữ chức vụ. Các cậu sau này đến Đông Cống thì đối với hắn phải khách khí chút. Bằng không, lúc bị đánh lại đến chỗ tôi kêu khóc thì cũng chẳng ích gì. Tư lệnh Dương tức giận hừ một tiếng, xoay người đi thẳng. Chúng tôi nào dám chứ? Viên thiếu tá kia nhún vai. Nguyễn Tiến Tiêu, đừng có giả chết với tao, tao biết mày hiểu tiếng phổ thông. Nói đi, hùng mạo cô nấm mũ chó là mày kiếm ở đâu ra? Diệp Phàm ngồi trên sofa, ngậm một điếu xì gà to vểnh chân lên hỏi. Nguyễn Tiến Tiêu bị Vương Triều ném lên sàn nhà, Vương Triều khoanh hai tay như vệ sĩ vẻ mặt đằng đằng sát khí đứng đó. Hùng mạo cô, các người hỏi thứ kia làm gì? Nguyễn Tiến Tiêu quả nhiên đã mở miệng, bởi vì, hắn cảm thấy có chút nghi hoặc khó hiểu. Trước kia bị đám cảnh sát có vũ trang gây sức ép đến chết khiếp đều là vì muốn tra hỏi gốc gác bản thân, chỗ nào có ma túy, cụ thể giấu ở đâu hay tình hình cụ thể của kẻ đứng sau hắn hoa hồng đỏ, vân vân và vân vân. Chú mày chỉ cần trả lời là được, đừng có dại mà hỏi vì sao. Vương Triều cũng không phải là có ý tốt đẹp gì, trước kia lúc ở Đỗ Gia đã lăn lộn trong đám xã hội đen không ít. Nhoáng cái đã tung một cước không khách khí tẹo nào đạp xuống người Nguyễn Tiến Tiêu. Nói đi, chú mày sẽ bớt phần đau khổ, bằng không, chúng tao có hàng ngàn cách chỉnh cho mày đến chết đi sống lại. Thân thủ của bọn tao mày cũng biết rồi đấy, thế nào là chỉnh người ta, chúng tao thạo hơn các đồng chí cảnh sát kia nhiều lắm. Diệp Phàm thản nhiên hừ một tiếng. Nguyễn Tiến Tiêu bị đá đau đến suýt xoa, nói. Loại nấm này sinh trưởng trên đống phân gấu, hơn nữa,
phải là phân của loại gấu chó toàn thân lông mao, đen đến bóng nhẫy mới được. Chỗ bọn tôi gọi nó là gấu chó. Loại gấu này rất khó tìm, rất quý. Nếu dùng tiêu chuẩn quốc gia của các anh mà nói thì chính là động vật bảo vệ cấp 1. Đương nhiên, ở chỗ bọn tôi thì tiện hơn nhiều. Tuy nhiên, loại gấu này nghe nói chỉ có ở địa bàn Đao Bá mới có. Mà Hùng Mạo Cô cũng là do nơi đó làm ra. Nghe thủ hạ của Đao Bá nói, Hùng Mạo Cô này là chuyên cung cấp cho Đao Bá. Mà Đao Bá sẽ đem đi tặng người, đa phần đều là đám đầu lĩnh có quan hệ với bọn chúng. Mà bí mật này chỉ có đại ca của bọn tôi là Hoa Hồng Đỏ biết được. Nếu các anh cần loại nấm này thì phải tìm được ông chủ bọn tôi là Hoa Hồng Đỏ. Hoặc là, nếu các anh đồng ý đem thả tôi ra, tôi cũng có thể, theo như người xuôi các anh hay nói chính là lập công chuộc tội, dẫn các anh đến địa bàn của Đao Bá tìm được loại Hùng Mạo Cô này. Bằng không, không có bọn tôi dẫn đường, các anh có tìm đến cả năm rời cũng không thấy. Huống chi, Đao Bá cũng không phải là kẻ dễ dây vào. Ngay cả ông chủ bọn tôi là Hoa Hồng Đỏ gặp hắn cũng phải khép nép vài phần. Người này giỏi xử cây đại đao có sống lưng dày bản đó trước nay không rời khỏi người nửa bước. Ngay cả khi tắm rửa chơi gái cũng đều mang theo trên người. Một đao có thể bổ đôi tảng đó dày cả thước. Nguyễn Tiến Tiêu tự động nói ra, tuy nhiên, Diệp Phàm và Vương Triều cùng thoáng nhìn nhau. Hiểu được người này muốn dẫn mình đến chỗ Hoa Hồng Đỏ, khẳng định là có mục đích. Sao tao biết được mày có nói thật hay không, nếu có lật lọng há chẳng phải là kêu chúng tao đến chỗ Đao Bá chịu chết hay sao? Diệp Phàm hừ nói. Tôi vẫn còn ở trong tay các anh, làm sao dám lừa lọc chứ? Các anh không trở lại thì tôi hẳn cũng phải chết có phải không nào? Nguyễn Tiến Tiêu điềm tĩnh đến kỳ lạ, một chút cũng không tỏ ra hoảng hốt. Nói về người tên Đao Bá xem nào. Phải kể lại tỉ mỉ chi tiết, bao gồm hắn có bao nhiêu thủ hạ, làm nghề gì, sở trường cái gì từ từ đều phải kể lại tỉ mỉ. Bằng không, chúng tao chỉ cần bất cứ một người nào không quay về thì cũng sẽ đem mày ra chôn cùng người đó. Diệp Phàm hỏi tiếp, mắt vẫn nhìn chằm chằm Nguyễn Tiến Tiêu. Đao Bá có địa bàn ở đường Đô Sơn thuộc tỉnh Tháp Sát gần biên giới Việt Nam, ở đó toàn là rừng rậm và núi cao, địa hình vô cùng phức tạp. Nếu không có bản đồ thì ngay cả đám người dưới trướng Đao Bá cũng có khi lạc đường. Thủ hạ hơn trăm, đều theo nghiệp buôn lậu kiếm cơm. Tỉ như buôn lậu thuốc phiện, hàng hóa khan hiếm từ chỗ này sang chỗ kia để kiếm những món lợi cách xù. Tuy nhiên, chủ yếu vẫn là nhập hàng trắng từ Tam Giác Vàng về là chính. Bọn chúng muốn mở một con đường Á phiện từ Tam Giác Vàng qua Lào đến Trung Quốc. Đao Bá dưới trướng có tứ đại hổ tướng, lần lượt là Chữ Cổ, Phong Thuật, Tháp Đương, Huyết Liên. Bốn người này đều là hạng người tàn nhẫn, trong tay đều có món nợ hơn mười mấy mạng người. Đường Đô Sơn là hang ổ của Đao Bá, người thường không thể nào vào được, rất thần bí. Theo truyền thuyết thì Hùng Mạo Cô sinh trưởng ở một chỗ nào đó ở đường Đô Sơn. Hàng năm sinh trưởng với số lượng không nhiều lắm, Đao Bá thường dùng để chiêu đãi bạn tốt, hoặc là đám đầu nậu hàng trắng ngoại quốc hay lui tới. Nguyễn Tiến Tiêu kể lại rành rọt đầu đuôi gốc ngọn, tuy nhiên, với những gì hắn nói Diệp Phàm và Vương Triều chỉ có thể là bán tín bán nghi. Chữ Cổ, Phong Thuận, Tháp Đương, Huyết Liên, bốn người đó so với mày thì thắng bại như thế nào? Diệp Phàm lại hỏi. Chương 1974, vậy thì cho hắn rớt đi. Cũng gần như vậy. Ninh Cổ có sở trường là sử dụng súng lục sau khi cải tiến, dài hơn súng lục bình thường một chút, và lực sát thương cũng tương đối mạnh. Mà, Thuận Phong, rất biết chạy trốn, chính là, khinh công, mà người Trung Quốc các người thường nói. Y có thể đứng trên một đóa hoa sen mà không bị rơi xuống, lực thăng bằng vô cùng lợi hại. Bởi vì thân thủ đặc biệt linh hoạt, cho nên, khi công kích nếu không cẩn thận sẽ bị y đánh trúng. Một quyền có thể đánh chết một con trâu điên, tôi đã từng tận mắt chứng kiến y đánh chết ba cao thủ rồi. Còn Huyết Liên thì thần bí nhất, nghe nói trước ngực người này có thêu một bông sen lớn màu đỏ, sở trường là những thủ đoạn giết người mà cậu khó có thể phòng được. Trái tim của người này như thể làm bằng sắt đá vậy, cho dù là cha mẹ đẻ có chọc giận cô ta cũng giết. Thứ duy nhất mà cô ta cần chính là tiền, chỉ cần có tiền là được. Nguyễn Tiến Tiêu nói. Đúng là đồ súc vật. Vương Triều không nhịn nổi, mắng một câu. Súc vật cũng không bằng, hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con. Diệp Phàm hừ nói một câu. Tiễn Nguyễn Tiến Tiêu về, Diệp Phàm liền đi tắm một cái.
Nguyễn Thiếu Tiêu khả năng cũng có thân thủ ngũ đẳng, bốn tên thủ hạ của Đao Bá cũng có thân thủ ngũ đẳng. Đúng là một đối thủ mạnh, mà Đao Bá ra thần bí so với hai tên, Hoa Hồng càng lợi hại hơn. Những người này huấn luyện trong rừng sâu từ bé, giết người thì như ngoé. Những thủ hạ này của y, tên nào cũng đều cõng trên lưng huyết mệnh cả. Vương Triều nói, muốn lấy lại nấm mũ gấu thật không dễ dàng, lần này, không đi không được rồi. Diệp Phàm thở dài, cảm giác buồn bực, ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi. Gần đây y Cao Vân biểu hiện như thế nào? Tên này, trong núi không có hổ thì khỉ xưng vương thôi. Dạo này trông rất là oai vệ. Tuy nói về mặt nhân sự ông ta chẳng nhúng tay vào được, có lẽ là trên tỉnh ra lệnh thời gian này không được điều chỉnh nhân sự. Còn những cái khác, ví dụ như những béo bở từ việc xây dựng trung tâm thành phố Đông Cống, ông ta đều nhúng một chân vào. Chắc cũng kiếm được không ít lợi lộc. Vương Triều nói, Quách Tắc Quân phân quản Ngũ Long Sơn và công trình nhà khách tỉnh ủy, làm sao có thể để y Cao Vân vung tay múa chân được. Lúc tôi không có mặt, Quách Tắc Quân và Thái Phi liên thủ với nhau tạo nên một lực lượng không hề nhỏ, có đúng không? Diệp Phàm hỏi, có lẽ, trong này có thủ đoạn gì đó cũng nên. Vương Triều nói, nhìn Diệp Phàm một cái, nói tiếp. Chuyện này, nói ra thì em cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì, em không phải ủy viên thường vụ thành ủy. Mà Lam Tồn Quân dạo này bị bọn họ chèn ép rất ác liệt. Y Cao Vân thường thường ỷ vào danh nghĩa thường vụ để nhúng tay vào việc của tập đoàn ngành đường Đông Cống, Lam Tồn Quân chẳng thèm để ý tới ông ta. Có lúc gấp quá thì nói tập đoàn ngành đường Đông Cống là doanh nghiệp của chính phủ, không cho ông ta nhúng tay vào. Còn Y Cao Vân càng thâm hơn, dựa vào danh nghĩa của hội nghị thường vụ thành ủy để ép người. Nói chính phủ cũng là thuộc sự lãnh đạo của hội nghị thường vụ thành ủy. Hơn nữa, Y Cao Vân lại gây xích mích với chính quyền thị xã. Nhà máy đường là thuộc sự lãnh đạo của ủy ban thị xã, cái này Lam Tồn Quân cũng chẳng làm gì được. Bởi vì, ngay cả là thành viên của bộ máy chính quyền thị xã anh ấy cũng không phải, có lúc chỉ có thể căng ra đầu ra mà đấu chọi thôi. Thời gian này đồng chí Tiểu Lam thật sự là chẳng dễ chịu chút nào. Còn em thì cũng còn tạm, dù sao ở bên công an, Y Cao Vân cũng chẳng có hứng mà xía vào. Còn bí thư đảng ủy công an Lan Lập Quyền thì cũng chỉ là tên chui dưới khố của ông ta mà thôi. Tuy nhiên, Lan Lập Quyền cũng muốn vung tay múa chân trước mặt em. Đương nhiên cũng bị em, táng, cho mấy lần. Em và hắn bây giờ cũng bắt đầu chiến đấu rồi. Vương Triều không chút lo lắng, cười ha hả nói. Tồn Quân vất vả rồi. Tập đoàn ngành đường lớn như vậy, có bao nhiêu người đỏ mắt. Y Cao Vân không nhúng tay vào mới là chuyện lạ. Còn Quách Tắc Quân thì chắc chắn là đỏ mắt rồi, kinh phí để khai thác Ngũ Long Sơn lại kẹt nữa. Nếu như là tôi thì có thể rút từ nhà máy đường một chút để chi viện. Còn nếu không có tôi thì chắc chắn Lam Tồn Quân sẽ không cho hắn mượn đâu. Cho nên Quách Tắc Quân lấy danh nghĩa là phó chủ tịch thường trực thành phố cùng với Y Cao Vân ép Lam Tồn Quân cũng là điều dễ hiểu. Mà trong đó còn có chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Thái Phi phá rối nữa. Còn phó bí thư phân quản kinh tế Long Vi Quốc cũng bắt đầu lộ ra chân rết, cũng bắt đầu ngo ngoe rồi. Diệp Phàm thản nhiên nói. Ừ, không có anh, người trước kia có mối quan hệ không tồi với anh là Y Thanh Liên, Cam Thủy Hưng, Lý Tinh Tinh cũng bắt đầu cảm thấy bất lực rồi. Bởi vì, ba cây bọn họ, không trụng thành thành, một hòn núi cao, được. Người đứng đầu là anh ra đi một cái, bọn họ đều không biết nên làm thế nào. Trên hội nghị thường ủy nhiều nhất cũng chỉ dám phát biểu mấy ý kiến của mình, nhưng lại bị Y Cao Vân, Thái Phi liên thủ ức hiếp, cho nên cuối cùng đành im miệng mà thôi. Vương Triều nói, cái này cũng là bình thường, bởi vì, bọn họ không hiểu được ý nghĩ của tôi. Cho nên mất chủ ý. Diệp Phàm lý giải nói, em nghĩ, đợi anh trở về, tất cả sẽ được đổi mới. Vương Triều rất tự tin, gã nhìn Diệp Phàm một cái, nói tiếp. Gần đây nghe nói cấp trên lại có động tĩnh, nghe đồn là bãi chức phụ chủ tịch thành phố của anh, chỉ để lại chức quyền bí thư thành ủy thôi. Còn bên thành phố Đông Cống cũng có mấy đồng chí cũng dục dịch rồi. Còn trên tỉnh và những chức phó của các thành phố khác cũng đều có chút động lòng rồi. Bên Đông Cống này chắc chẳng có ai có năng lực cạnh tranh. Quách Tắc Quân thì vừa tới không lâu, không có khả năng một bước là lên đến trời được. Còn về Y Cao Vân, hẳn là không thể. Tuy nhiên, còn tên Long Vi Quốc thì cũng có khả năng cạnh tranh một chút. Những người khác, thì đều không có tư cách. Diệp Phàm nói. Cũng chưa chắc đâu,
Y Cao Vân làm mãi cái chức phó bí thư cũng thấy chán, muốn ngồi sang cái ghế chủ tịch cũng hoàn toàn có khả năng. Dù sao, chủ tịch thành phố cũng là cán bộ cấp giám đốc sở. Nếu ông ta được ngồi lên cái ghế này, thì không phải sẽ đấu với anh một cách trực diện hơn hay sao? Hơn nữa, một đống chuyện của ủy ban thành phố, phỏng chừng sẽ không cho anh nhúng tay vào được. Đến lúc đó, việc xây dựng thành phố Đông Cống sẽ gặp phiền toái to cho mà xem. Ví dụ như nhà máy đường Đông Cống chẳng hạn, đến lúc đó Lam Tồn Quân chính thức trở thành cấp dưới của ông ta. Em dám khẳng định rằng, sẽ bị ông ta ép cho không thở nổi. Em nghĩ, việc này tuyệt đối không thể để cho Y Cao Vân ngồi lên vị trí này được. Vương Triều nói lên suy nghĩ của mình. Cũng có lý. Diệp Phàm gật gật đầu, nhìn Vương Triều một cái, nói. Y Cao Vân là một thổ bá cương, có gốc rễ rất sâu ở Đông Cống. Còn chức bí thư cũng phải khéo léo mới được, nếu không, sẽ không tới lượt tôi. Còn Y Cao Vân thì chắc chắn đang ngậm trong lòng cả một cục giận rồi. Nếu ông ta thượng vị thì sẽ gây phiền toái lớn cho tất cả các hoạt động của chúng ta ở Đông Cống. Việc ông ta làm chính là quan niệm của ông ta, còn tôi muốn làm được di nguyện của lão bí thư Vi Lý Quốc thì cũng tương đối là khó khăn. Về mặt tiền nong thì với tôi chẳng đáng lo lắm, chẳng qua là từ thời gian tôi nghỉ tới giờ, quyền lực của Y Cao Vân vô cùng lớn. Đến con đường từ Ngũ Long Sơn đến Cửu Vân lĩnh của quân đội cũng muốn nhúng tay vào thì thử hỏi đến lúc ông ta lên chủ tịch thành phố thì có cho tôi can thiệp vào việc bên chính quyền hay không. Đến lúc đó, tôi chỉ quản bên đảng, còn người ta làm danh chính ngôn thuận, chẳng động vào được. Vậy thì cho ông ta rớt xuống đi. Vẻ mặt Vương Triều bỗng lộ ra ý đồ cay độc. Ha ha! Diệp Phàm chỉ cười một tiếng, sau đó gọi điện thoại cho đồng chí Thiết Hậu Sơn, nói. Trưởng ban Hậu Sơn, có đang say rượu không đấy? Cũng kha khá rồi, may mà tôi còn chuồn nhanh được nếu không bây giờ gục rồi. Tuy nhiên, cũng uống không ít rồi. Cậu vừa đi một cái, tôi liền trở thành mục tiêu công kích ngay. Thiết Hậu Sơn còn nói chuyện được thì chứng tỏ vẫn còn chưa say, tửu lượng của anh ta xem ra cũng khá là ghê gớm. Nghe nói thành phố Đông Cống có điều chỉnh nhân sự, không biết trưởng ban Hậu Sơn có nghe được tin tức gì không? Diệp Phàm nói rõ ràng. Cậu cũng biết rồi à? Thiết Hậu Sơn cười ha hả nói. Vừa nghe nói, tôi nghĩ, nếu là điều chỉnh nhân sự của Đông Cống thì quyền bí thư như tôi cũng phải chú ý có đúng không? Tuy nhiên, nói thực lòng, Diệp Phàm tôi không phải độc quyền, mà chỉ là việc xây dựng Đông Cống vừa mới bắt đầu, cũng đã bước vào thời kỳ xây dựng tốt đẹp nhất. Tôi rất không muốn có một kẻ nào đến phá rối. Diệp Phàm nói ra tình hình thực tế. Đương nhiên. Thiết Hậu Sơn nói, những việc này sớm đã có dự định rồi, tuy nhiên, chưa hành động mà thôi. Cậu thân là chủ tịch thành phố kiêm bí thư mấy tháng, tuy nói cậu đi giúp ủy ban kỷ luật phá án đã 2 tháng rồi, nhưng cũng được tính là một nhiệm kỳ có đúng không? Cho nên, có những đồng chí có ý kiến, nói là không thể để một người nào đó nắm hết quyền hành, như vậy sẽ bất lợi cho công tác xây dựng Đông Cống, bất lợi cho việc xây dựng bộ máy thành ủy. Như vậy sẽ tạo thành một khoảng không quyền lực, dù sao bày ra đống này, thông qua các phương thức khác nhau để truyền những tin tức này. Lãnh đạo tỉnh ủy cũng chú ý đến sự ảnh hưởng này. Xuất phát từ đại cục toàn tỉnh, một đồng chí kiêm cả chủ tịch lẫn bí thư thì thực sự cũng có chút không thỏa đáng. Dù sao, chúng ta là một chính thể thống nhất, tập trung. Nếu một người độc tài, quyền lực tập trung vào một mối, thì cả bên đảng lẫn bên chính quyền sẽ lẫn lộn cả. Hơn nữa, việc này, bên hội nghị tỉnh ủy cũng thảo luận qua mấy lần. Tuy nhiên đều bị bí thư phó ép xuống. Nói là cậu đang hỗ trợ ủy ban kỷ luật trung ương phá. Tuy nhiên hiện tại cậu đã trở lại rồi, phỏng chừng, việc này không thể kéo dài mãi được nữa rồi. Vì thế cậu nên chuẩn bị tâm lý đi. Thiết Hậu Sơn cũng không giấu giếm nữa. Nói ra tin này, rõ ràng là thể hiện ý với Diệp Phàm. Một chủ tịch thành phố đến tôi chẳng làm sao cả. Cái này. Bí thư chủ tịch chọn, tôi cũng có chút mệt mỏi rồi. Nếu như đến một bang thủ tốt thì càng hay có đúng không? 2 tháng gần đây hỗ trợ ủy ban kỷ luật trung ương phá án. Tôi cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Diệp Phàm nói. Ha ha, việc này, nói thật, cậu và tôi nói đều không tính. Quan trọng là cấp trên, có đúng không? Hơn nữa, bí thư Tằng cũng là một nhân vật, dù sao ông ấy cũng quản việc nhân sự. Có những việc. Ngay cả bí thư phó và chủ tịch tỉnh Trúc đều phải cho chút gì đó, có đúng không?
đến chút nước canh cũng không có thì việc gì làm cho xuôi được. Thiết Hậu Sơn nói những lời này rất kín kẽ, nhưng Diệp Phàm cũng nghe ra được ý tứ. Chương 1975, là có chuyện như vậy. Thiết Hậu Sơn tự nói với mình, có lẽ, lần này việc chọn chủ tịch thành phố Đông Cống sẽ rơi vào tay Tằng Cửu Thiên, nhân vật số 3 của tỉnh ủy, bí thư đảng quần chúng. Tằng Cửu Thiên không phải là chỗ dựa của Y Cao Vân sao? Và việc Y Cao Vân trở thành chủ tịch thành phố Đông Cống đã trở thành kết cục đã định rồi sao? Xem ra, nếu không có lửa thì chắc sẽ chẳng có khói. Làm thế nào để quật ngã Y Cao Vân là một việc lớn đặt trước mặt Diệp Phàm. Hắn cân nhắc một hồi, cắn răng một cái, quyết định ra tay từ chỗ tư lệnh Quy, vì ông ta có ý kiến với Y Cao Vân, có lẽ sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực. Hơn nữa, tư lệnh Quy cũng là ủy viên thường vụ, cũng có tiếng nói. Tuy rằng năng lượng ít, nhưng để cho ông ta làm ầm ĩ lên một chút cũng là một việc không tồi. Vì vậy, Diệp Phàm lập tức gọi điện thoại, đem tin đồn đó nói cho tư lệnh viên Quy Hưng Thiên. Ông ta muốn lên thì phải qua cửa của tôi đã. Quy Hưng Thiên hừ một tiếng rồi cúp máy. Sức mạnh của Quy Hưng Thiên vẫn còn chưa đủ. Diệp Phàm thở dài một cái, lại suy nghĩ tiếp. Nếu như có thể tìm được một người phù hợp với vị trí này hơn, thì bối cảnh tốt hơn Y Cao Vân là được rồi. 8 giờ sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm tới phòng làm việc của Chủ tịch tỉnh Trúc. Chủ tịch Trúc dùng 15 phút trước khi họp để nói chuyện với Diệp Phàm. Thời gian cậu không có mặt, thành phố Đông Cống có chút loạn. Trúc Nham Phong giọng điệu có vẻ trách cứ, nói. Việc xây dựng thành phố được tiến hành toàn diện, thêm việc bao thầu vào nữa, cho nên cũng khiến không ít người đỏ mắt. Còn tôi lại bị điều đi thực hiện nhiệm vụ bí mật, Y Cao Vân cái gì cũng muốn nhúng tay vào, cho nên đương nhiên là loạn rồi. Diệp Phàm mượn cơ hội để lôi Y Cao Vân ra. Cái này chứng tỏ cái gì, chứng tỏ rằng lực ngưng tụ của cậu vẫn còn chưa đủ. Không ngờ Chủ tịch Trúc lại nói ra lời này, thiếu chút nữa thì khiến cho Diệp Phàm mắc nghẹn. Hắn ngượng ngùng nói. Cái này cũng là sự thực, từ tháng 7 năm ngoái tôi đến tỉnh Tây Lâm cho đến nay cũng chỉ có được gần nửa năm. Hơn nữa, trong đó 2 tháng lại đi hỗ trợ ủy ban kỷ luật phá án. Thời gian thực tế không quá 4 tháng, mà đảm nhiệm chủ tịch thành phố không lâu lại thêm quyền bí thư thành ủy nữa. Đương nhiên, tôi biết là tôi còn phải cố gắng nhiều hơn. Cậu cảm thấy mình còn có lý có đúng không? Có phải cậu thấy rằng việc Đông Cống thành ra như ngày hôm nay không phải là trách nhiệm của cậu không? Đương nhiên, thời gian cậu đến rất ngắn, cái này ai cũng biết cả. Tuy nhiên, đây không thể là lý do khiến cậu không ỉa nắm trong tay đại cục Đông Cống được. Cậu đến là tôi gửi gắm rất nhiều hy vọng ở cậu. Cậu không biết rằng, thời gian cậu không có mặt, tin cáo trạng bay về các đơn vị giống như tuyết rơi vậy, trên bàn của tôi và của bí thư phó cũng có một đống. Những vấn đề lớn, một là nhà việc bao thầu nhà máy đường quá chuyên quyền. Hai là việc xây dựng các công trình khác có quá nhiều thủ đoạn. Còn trong việc xây dựng công trình quá lãng phí, ví dụ như đường ở núi Ngũ Long, cần gì phải dùng đến 16 mét chiều rộng. Rộng như thế để làm cái gì? Tôi muốn nói với cậu một câu rằng, muốn làm công trình bộ mặt thì đừng có làm ở Đông Cống, nhân dân Đông Cống không gánh nổi đâu. Huống hồ, nhân dân Đông Cống cũng không cần công trình bộ mặt để làm gì. Họ cần cái gì thiết thực hơn, cậu có hiểu không? Đồng chí Diệp Phàm, nhân dân Đông Cống không gánh nổi khoản tiền lớn vậy đâu. Những lời của Chủ tịch tỉnh Trúc giống như những mũi rìu bổ thẳng vào người Diệp Phàm. Tôi mới trở về, còn rất nhiều chỗ chưa biết hết. Tuy nhiên, tôi xin rằng việc bao thầu nhà máy đường tuyệt đối công bằng. Bởi vì việc này là do đồng chí Lam Tồn Quân phụ trách. Diệp Phàm tin tưởng Lam Tồn Quân sẽ không bòn rút, bởi vì gã căn bản không thiếu tiền cho nên gã không có lý do để làm như vậy. Không điều ra mà cậu đã nói như vậy sao? Thật là thiếu trách nhiệm. Đồng chí Lam Tồn Quân này gần đây rất có vấn đề, trong việc bao thầu nhà máy đường rất độc đoán. Căn bản là không nghe lời người khác nói, trình tự đảo lộn cả. Cậu lập tức về điều tra cho rõ ràng, nếu tình hình đúng là như vậy thì tỉnh ủy sẽ lập tức có phản ứng ngay. Trúc Nham Phong nghiêm mặt nói. Vậy cảnh khu Ngũ Long Sơn có vấn đề gì vậy? Diệp Phàm chuyển đề tài. Biết nhất thời không nói rõ ràng được, nên để trở về hỏi cho rõ rồi tính sau. Không phải vừa rồi nói với cậu rồi sao? Công trình bộ mặt đừng nên để ở Ngũ Long Sơn, nhân dân Đông Cống không cần. Chủ tịch tỉnh Trúc hừ nói. Chủ tịch Trúc, điểm này, tôi nghĩ cấp trên có chút hiểm lầm rồi.
Diệp Phàm khôi phục lại bình tĩnh nói. Hiểu lầm ư, có ý gì vậy? Cứ tưởng là cậu không rõ, chẳng qua là trung đoàn phòng vụ muốn mượn đường thôi có đúng không? Trúc Nham Phong nói, Diệp Phàm cảm thấy giật mình, không ngờ người ta đều đã biết cả rồi. Vậy trong này, có con, chim lợn, nào đây? Cái này, lúc đầu quốc lộ Ngũ Long Sơn xây dựng theo tiêu chuẩn quân đội, cũng là để thể hiện sự ủng hộ của chính quyền thành phố Đông Cống với quân đội. Mà trung đoàn phòng vụ cũng khá vất vả, nhận nhiệm vụ bảo vệ mấy huyện thị của thành phố Đông Cống. Mà chỗ ở và nơi huấn luyện của bọn họ thì điều kiện quá là khổ cực. Cho nên mới quyết định làm đường để ủng hộ công tác của họ. Hơn nữa, ủng hộ quân đội cũng là việc mà địa phương chúng tôi nên làm. Huống hồ, trung đoàn phòng vụ dù gì cũng nằm ở thành phố Đông Cống. Diệp Phàm nói đến đây thì bị chủ tịch Trúc ngắt lời, nói. Bọn họ thuộc quân đội, còn nghèo đến độ cần phải nhờ đến sự bố thí của Ủy ban Nhân dân Đông Cống hay sao? Kinh phí của bên quân đội lúc nào chẳng dư giả, cái này, địa phương của các cậu căn bản không thể so sánh được với họ. Tôi nghĩ, nếu lãnh đạo quân đội đã quyết định rời trung đoàn phòng vụ, thì chắc chắn sẽ cấp kinh phí đầy đủ, cần gì các cậu phải nhúng tay vào. Can thiệp vào việc xây dựng quân đội là điều đại kỵ, cậu phải nhớ cho kỹ điều này. Tôi không biết chủ tịch Trúc nói những lời này là có ý gì. Diệp Phàm cũng có chút bực mình, hừ một tiếng, cảm thấy Trúc Nham Phong quá võ đoán. Không biết gì thì đừng nhúng tay lung tung, đi về nghiên cứu cho kỹ trung đoàn phòng vụ này rồi mới thảo luận với tôi. Có những chuyện, không phải đơn giản như cậu nghĩ. Trong đó rất phức tạp, các mặt liên lụy cũng rất nhiều. Cậu có thể đi đến ngày hôm nay, tôi tin rằng chỉ cần cân nhắc một chút là hiểu ngay. Trúc Nham Phong nói. Đây là Y Cao Vân nói phải không? Diệp Phàm thản nhiên hừ một tiếng. Đúng vậy, là ông ấy. Tuy nhiên trong chuyện này, tôi cảm thấy ông ấy đúng. Đồng chí Diệp Phàm à, cậu đừng để bị người nào đó dắt mũi, đây là đang phạm sai lầm đó. Cậu nhất định phải chú ý. Trúc Nham Phong nói. Chỉ hợp tác với quân đội để làm đường cũng phạm sai lầm ư. Tôi thật sự không hiểu sai ở chỗ nào. Xây dựng quốc phòng chẳng lẽ chỉ là việc của mỗi của quân đội sao? Giúp một chút cũng không được ư. Diệp Phàm nóng nảy, ngữ khí cũng mạnh lên không ít. Cậu còn không nhận thức được sai lầm của mình sao? Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Đi về nghiên cứu kỹ lai lịch của họ rồi mới đến thảo luận với tôi. Trúc Nham Phong nói. Được rồi, tôi sẽ về điều tra rõ ràng sau đó sẽ báo cáo với ông. Tuy nhiên, tôi nghe tin Y Cao Vân sẽ đảm nhiệm chủ tịch thành phố Đông Cống, có đúng không vậy? Diệp Phàm hỏi thẳng vào vấn đề. Cái này thì có liên quan gì đến cậu? Việc lựa chủ tịch thành phố Đông Cống là do tập thể lãnh đạo tỉnh ủy quyết định, chẳng lẽ cậu còn muốn điều khiển cả lãnh đạo sao? Đồng chí Diệp Phàm, tôi thực sự có chút nghi ngờ, cậu đi giúp Ủy ban Kỷ luật Trung ương phá án về bị hồ đồ rồi sao? Tôi nghĩ, cậu phải tỉnh táo rồi đấy. Chủ tịch tỉnh Trúc nghiêm túc nói. Tôi đương nhiên không có ý đó, chỉ có điều, nếu có một đồng chí tốt đến phối hợp với tôi thì công tác sẽ thuận lợi hơn. Hơn nữa, trước kia Bí Thư Vĩ đã nói rồi, tôi muốn hoàn thành di nguyện của ông ấy, sẽ xây dựng Đông Cống trở thành một thành phố trung tâm phía tây nam của tỉnh chúng ta. Nếu có một người cộng tác không thuận lợi, đến lúc đó, tôi e là tâm nguyện của lão Vĩ khó mà thành được. Diệp Phàm nói, ngầm thể hiện không muốn để Y Cao Vân lên đài. Đúng, chính phủ quản đảng hay đảng quản chính phủ? Đồng chí Diệp Phàm, cậu vẫn chưa hiểu rõ vấn đề này. Lúc nãy tôi đã làm rõ với cậu rồi. Cậu nắm chắc công tác tức là đang dẫn dắt người dân đi đến ấm no. Những cái này, không cần cậu phải dạy tôi. Mối quan hệ giữa đảng và chính phủ phải điều tiết thế nào cho tốt, đó là nhiệm vụ của tôi. Anh quay về suy nghĩ lại đi. Chủ tịch tỉnh Trúc nói đến đây, nhìn đồng hồ, nói là đã đến giờ họp rồi. Diệp Phàm chỉ còn biết buồn rầu rời khỏi văn phòng của chủ tịch tỉnh Trúc, Diệp Phàm cảm thấy hơi nghi ngờ, mình mất. Tích chưa đến 2 tháng trời. Mà sao chủ tịch Trúc đã có ý kiến với mình như vậy rồi? Trước kia đâu có thái độ này, đặc biệt vừa nãy, chủ tịch Trúc giống như đang nhịn cơn tức vậy. Bằng không, với tính khí của ông ấy, đã sớm đập bàn đập ghế rồi. Đi ra khỏi ủy ban tỉnh, Diệp Phàm lập tức gọi điện thoại cho Trương Hùng, hỏi. Trương Hùng, cậu tìm hiểu cho tôi trung đoàn phòng vụ đóng quân ở Đông Cống từ khi thành lập đến nay nhé. Diệp Phàm nói sơ qua tình hình cho Trương Hùng. Sau đó dặn dò lại một lần nữa. Anh Diệp,
Căn cứ những gì anh vừa nói, em nghĩ, liệu có phải vấn đề thuộc quyền của trung đoàn này đã dẫn đến tranh chấp giữa lãnh đạo quân khu với một lãnh đạo nào đó trong tỉnh ủy hay không? Hơn nữa, liệu có khả năng chủ tịch tỉnh Trúc không qua lại với tư lệnh quân khu tỉnh Quy Hưng Thiên không? Mà anh ủng hộ công tác của Quy Hưng Thiên nên chủ tịch Trúc mới vảy ngược lên như vậy không? Trương Hùng phân tích nói. Việc này tôi cũng đang cân nhắc, nếu đúng như vậy thì thành kiến của chủ tịch Trúc với Quy Hưng Thiên quá sâu rồi. Có lẽ hai người này còn có chuyện gì đó, mà Y Cao Vân lợi dụng điều này mới làm được một số việc. Tuy nhiên, cũng không loại trừ những nguyên nhân khác, bởi vì, chủ tịch Trúc thường xuyên nhấn mạnh yêu cầu tôi về nghiên cứu cho kỹ lai lịch của trung đoàn này. Chẳng lẽ có điều gì liên quan ở đây sao? Diệp Phàm nói. Chương 1976, lúc nên phạm sai lầm thì nên phạm sai lầm. Không thành vấn đề, tôi lập tức đi thăm dò một chút, sau khi tra ra sẽ lập tức báo lại cho anh. Tuy nhiên, anh Diệp, sao chuyện của Thứ trưởng Thiết Chiêm Hùng chưa giải quyết xong vậy? Cũng sắp đến Tết rồi, hôm qua tôi tình cờ gặp bà xã của anh ta, sắc mặt có chút khó coi. Cái này, Thứ trưởng Thiết vẫn bị ép ở trường Đảng Trung ương, đây là chuyện gì chứ? Có phải là ức hiếp người quá đáng rồi không? Việc này, nói thật, khả năng của chúng ta đều quá nhỏ, căn bản không thể giúp. Gần đây tôi phát hiện Thứ trưởng Thiết uống rất nhiều rượu, phỏng chừng, trong lòng không dễ chịu gì. Trương Hùng nói, tôi biết rồi. Sau khi gác điện thoại xuống, lửa giận trong lòng Diệp lão đại bốc lên ngút trời. Tên này chạy vào buồng vệ sinh hét thật to để giải phóng tất cả ra. Thái độ của Trúc Nham Phong thay đổi quá nhiều khiến tâm tình Diệp lão đại rất khó chịu. Tuy nhiên, nhưng thật ra bí thư tỉnh ủy Phó Quốc Vân cũng không tệ lắm. Đúng lúc này, điện thoại vang lên. Vừa nhấc lên, không ngờ nghe thấy giọng của Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Vinh Quang Cam Vũ Thuần, nói. Bí thư Diệp, đã lâu không gặp, tôi còn tưởng anh đã mất tích rồi chứ. Mất tích ấy à, không đâu, lúc trước tôi đi giúp Ủy ban Kỷ luật phá án thôi. Chuyện khổ sai này làm ầm ĩ đến nỗi rất nhiều đồng chí cho rằng tôi bị bệnh hoặc sao đó. Không ngờ có người còn đồn là tôi bị ung thư, thật là. Diệp Phàm nói. Vừa rồi gọi điện cho xưởng trưởng Tồn Quân, anh ấy nói hiện giờ anh đang ở tỉnh thành, có phải không? Cam Vũ Thuần nói. Tôi đang ở tỉnh thành, có chút việc phải làm, có lẽ ngày mai ngày kia sẽ trở lại Đông Cống. Sao thế, Vinh Quang vẫn ổn chứ? Diệp Phàm hỏi. Tôi cảm thấy dường như tâm tình của anh không được tốt lắm, có phải không, hay là, tôi mời anh ăn điểm tâm. Cam Vũ Thuần cười khanh khách, nói. Cô, đang ở tỉnh thành sao? Diệp Phàm hơi sửng sốt, hỏi. Anh đang ở đâu, không phải là văn phòng thường trú của thành phố Đông Cống ở tỉnh đấy chứ? Cam Vũ Thuần không đáp, hỏi ngược lại. Không, tôi không ở đó, hiện đang ở khách sạn Tây Quế. Diệp Phàm nói. Ha ha ha, Cam Vũ Thuần không ngờ lại cười như điên. Này, gì thế, Chủ tịch Cam, cô cười gì thế, chuyện này buồn cười lắm sao? Diệp lão đại bị cô làm cho không hiểu gì hết. Anh ở phòng bao nhiêu? Cam Vũ Thuần hỏi. 808. Diệp Phàm nói. Tôi ở ngay trên đầu anh, 1888. Cam Vũ Thuần nói, kỳ thực chính là phòng số 88 tầng 18. Ha ha. Đúng là làm phản rồi. Diệp lão đại cười gượng một tiếng, bởi vì, trong lòng buồn bực, cũng muốn nói đùa với Cam Vũ Thuần. Ý anh là gì thế? Cam Vũ Thuần không ngờ hơi có chút yếu ớt. Cô nói xem. Diệp lão đại rõ ràng giả ngu. Vậy anh lên đi, trong phòng tôi còn có một chai tiểu vũ, chúng ta uống vài chén, thế nào? Cam Vũ Thuần cười khanh khách nói. Vậy tôi lên đấy rồi liền trở thành tôi lên rồi. Diệp Phàm nói một câu hai nghĩa, trong lòng nghĩ, Cam Vũ Thuần nghe thấy nhất định sẽ đỏ mặt. Anh có gan thì lên đi. Tâm tình Cam Vũ Thuần gần đây khá tốt, công ty khôi phục lại nguyên khí. Không ngờ lại nói chuyện có chút lả lơi với Diệp lão đại. Vậy tôi, lên thật đấy. Diệp lão đại trong đầu chợt nhớ đến cái mông tròn trịa vỉnh cao của Cam Vũ Thuần, lập tức, phía dưới không ngờ có phản ứng. Ma xui quỷ khiến. Hắn đi thang máy lên đến phòng 1888. Tuy nhiên, Diệp lão đại vẫn coi như tỉnh táo. Đứng trước phòng Cam Vũ Thuần cân nhắc, suốt 5 phút đồng hồ vẫn chưa ấn chuông cửa. Hay là quay về nhỉ, bằng không, cô nam quả nữ có lẽ sẽ thực sự xảy ra chuyện.
Diệp lão đại ta từ khi nào lại vô dụng như vậy chứ? Không không không, không phải vấn đề vô dụng hay không, đây là vấn đề về đạo đức phẩm hạnh. Diệp lão đại lẩm bẩm một mình mấy câu, cảm thấy bản thân cao thượng vô cùng, cho nên, quay người đi về phía thang máy. Sao thế, đến cửa rồi lại không dám vào. Lúc này, cửa phòng cọt kẹt một tiếng, mở ra. Một cô gái toàn thân khoác một tấm áo lụa màu đỏ tươi, mái tóc lượn sóng xõa dài, thanh lịch đứng bên khung cửa. Không phải Cam Vũ Thuần thì là ai? Cô ta đêm nay quá mê người. Kiểu tóc công chúa cao quý trước kia đổi thành mái tóc xõa ngang vai dịu dàng, trang phục tri thức trước kia đổi thành áo lụa đỏ tươi. Kiểu áo lụa đỏ này không có cúc áo, phần eo chỉ có một cái đai. Mà trước ngực cũng có một dải băng bó ngực nhẹ nhàng bó lại hai ngọn đồi. Chỉ có điều, dải băng này bó quá lỏng. Lúc ở trước mặt Diệp Phàm, bộ ngực cỡ trung của Cam Vũ Thuần gần như hơn một nửa đều lộ ra trước mặt Diệp lão đại. Trắng đến nỗi khiến tim người ta đập loạn, huống chi, giờ phút này, Cam Vũ Thuần có lẽ cũng hơi chút kích động, bộ ngực phập phồng cũng rõ hơn. Cho nên, ngọn đồi kia cũng run rẩy, như có chút mời gọi. Cô, đã nhìn tôi từ lâu rồi phải không? Diệp Phàm khẽ sửng sốt, hơi cà lăm, nói. Tôi không phải đang nhìn anh, tôi chỉ đang đánh giá dũng khí của bí thư thành ủy một thành phố cấp 3 thôi. Cam Vũ Thuần thản nhiên nói. Khiến cô thất vọng rồi ư. Diệp Phàm thản nhiên cười, cuối cùng cũng khôi phục được bình tĩnh, ánh mắt rời khỏi khe ngực của Cam Vũ Thuần. Không hề. Cam Vũ Thuần rất thành thực lắc đầu. Ồ. Diệp lão đại nhìn cô. Anh rất đặc biệt. Cam Vũ Thuần chớp mắt một chút, nói. Đặc biệt, rất thú vị. Diệp Phàm cảm thán, lắc đầu như đang tự giễu. Bước chân vào phòng 1888, đưa tay ra kéo, nói. Chúng ta vào thôi. Anh vào trước đi. Cam Vũ Thuần không ngờ mặt lại khẽ đỏ lên, dựa vào vách tường theo phản xạ có điều kiện. Lúc tôi muốn đi thì cô nói tôi nhát gan. Lúc tôi đưa tay ra thì cô bảo tôi vào trước. Phụ nữ các cô, có phải đều khiến người ta cảm thấy khó hiểu như vậy hay không? Diệp Phàm mỉm cười nói, nghiêng người sát lại, cả khuôn mặt khẽ kề sát lên gương mặt còn thở ra khí nóng kia của Cam Vũ Thuần. Hai bên, có lẽ chỉ cách nhau khoảng cách vài cm. Bên kia chân duỗi ra, móc lấy, cửa loảng xoảng một tiếng đóng lại. Tôi không phải phụ nữ, tôi vẫn là một cô gái. Mặt Cam Vũ Thuần càng đỏ hơn, có điều, cô không hề tránh né. Lông mi của cô khẽ chớp vài cái, không ngờ có một chút lên chóp mũi của Diệp lão đại. Bởi vì, Cam Vũ Thuần thấp hơn Diệp lão đại mấy cm. Trong chốc lát, chút ngứa ngáy trên chóp mũi khiến cho Diệp lão đại rốt cuộc không kìm nổi. Đưa tay ra, cong thành hình số 9, khẽ vuốt qua chóp mũi Cam Vũ Thuần, bất ngờ, cực kỳ khí phách, nói. Vậy vừa khéo. Anh sẽ cho cô em biết cảm giác của phụ nữ là như thế nào. Tuy nhiên, Diệp lão đại vừa nói xong, thu tay lại nhanh như chớp. Thân thể lướt đến trước một chiếc ghế sofa trong phòng khách nhỏ. Thân hình nam tính ngồi nghiêng, nhìn Cam Vũ Thuần, lại nhìn một chai rượu vang đã mở nút, hai ly rượu đặt ngay ngắn trên bàn trà. Tên này vẫn hết sức vô lại nói. Rượu đã mở sẵn rồi, chúng ta uống mấy ly đi. Cam Vũ Thuần từ tốn đi đến. Cô nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, rót rượu cho Diệp lão đại, tuy nhiên, có lẽ là vì giải bó ngực không được thắt chặt, giờ phút này không ngờ lại quỷ dị bung ra. Lập tức, một đôi thỏ trắng mềm mại hoàn mỹ lộ ra trước mặt người nào đó, thiếu chút nữa đến tận rốn. Cô đỏ mặt, có lẽ không nghĩ đến sẽ xảy ra tình huống như thế này. Vội vàng giơ tay sửa lại giải bó ngực, định bó lại. Tuy nhiên, Diệp lão đại lại đưa tay cản tay cô lại, nói. Như thế này rất tuyệt. Khanh khách, tôi sợ anh sẽ phạm sai lầm. Cam Vũ Thuần thốt ra một câu suýt nữa khiến Diệp lão đại nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc nên phạm sai lầm thì nên phạm sai lầm, nhân sinh khó có được mấy lần sai. Diệp lão đại nhấc ly rượu lên, bất ngờ hào hứng, sau khi uống cạn ly liền nói. Thêm ly nữa nào. Uống như thế sẽ chóng say lắm. Cam Vũ Thuần cũng không tiếp tục bó lại ngực nữa, mà khuyên Diệp lão đại một câu. Ha ha ha, nhân sinh khó được mấy lần say, đừng để chén rượu đơn độc ngắm nhìn trăng. Diệp lão đại không ngờ lại ngâm thơ. Giờ phút này, người này sổ ra một tràng thơ rõ vớ vẩn. Cam Vũ Thuần không ngờ lại sững sờ, cô ngơ ngác nhìn Diệp Phàm. Một người ngồi trên sofa, một người ngồi xổm trước bàn trà ngây ngẩn.
hai bên đều nhìn đối phương chăm chăm. Một luồng hơi thở khác thường dâng lên trong phòng, lắng đọng, lên men, bốc lên, cuối cùng là bùng nổ. Ừng ực. Một tiếng động nuốt nước bọt bất nhã rốt cuộc khiến sự bùng nổ lên tới cực điểm. Một đôi bàn tay mạnh mẽ ôm lấy người con gái nào đó. Cùng với tiếng kêu lên của người con gái, song song ngã xuống chiếc sofa tương đối cao cấp, mềm mại kia. Đôi bàn tay to lớn đó có chút run rẩy, trượt từ trên mặt, xuống cổ, nhẹ nhàng lôi kéo giải bó ngực còn vương, duỗi hai ngón tay gảy giải bó ngực ra, lập tức, hai ngọn đồi cỡ trung đang phập phồng đầy kịch liệt, lõa lổ trước mặt người nào đó. Bởi vì, không mặc bra, cho nên, bắt đầu khá dễ dàng. Ngực của Cam Vũ Thuần cũng không quá lớn, tất nhiên, so với ngực của đa số phụ nữ có thể xem là lớn. Bàn tay to của Diệp Phàm vừa vặn nắm trọn, cảm giác trong bàn tay rất tuyệt, có lẽ do là một cô gái trẻ, cho nên, khá chắc chắn và rất đàn hồi. Sau khi nắm rồi thả, lập tức có thể hồi phục nguyên trạng. Trong phương diện này, Diệp Lão Đại là cao thủ rồi. Sau mấy lượt xoa bóp, khuôn mặt Cam Vũ Thuần đã sớm đỏ hồng, tiếng hít thở nặng nề, cho biết đã có thể tiến hành bước tiếp theo. Sốt cục, miệng lưỡi hai bên dây dưa với nhau, lập tức, có loại cảm giác trời đất u ám. Khẽ cởi đai áo. Không ngờ, điều khiến Diệp Lão Đại cực kỳ hưng phấn chính là, Cam Vũ Thuần không ngờ cũng là một con bạch hổ. Trước mắt Diệp Lão Đại trong chốc lát liền hiện lên hình ảnh bà chủ quán cơm Xuân Hương của Trấn Lâm Tuyển Phạm Xuân Hương. Hơn nữa, lại vì thế mà thất thần, tay Diệp Lão Đại cũng ngừng lại, bởi vì, tên này lập tức nhớ lại những ký ức điên cuồng cùng Phạm Xuân Hương năm đó khi vừa tốt nghiệp. Anh, người con gái nào đó đã bị châm lửa tà lên từ lâu, khẽ cọ lên người Diệp Lão Đại, nhẹ giọng thì thầm. Tôi đi đây. Diệp Lão Đại đột nhiên rụt tay lại, lưu luyến vuốt ve bộ ngực đó một chút. Lập tức xoay người, dứt khoát, rõ ràng đi mất. Nơi đây, chỉ còn lại một người con gái. Anh đồ nhát gan, khốn khiếp. Người con gái nào đó vừa tắm rửa vừa la hét như điên trong nhà tắm. Có mấy tiếng rầm rầm vang lên, có lẽ là dụng cụ gì đó trong nhà tắm gặp xui xẻo rồi. Tên này sau khi trở về lập tức tắm rửa, tuy nói chưa làm được gì, nhưng tâm tình tên này lập tức tốt lên. Một Diệp Phàm tràn đầy ý chí chiến đấu, không cúi đầu trước bất kỳ ai đã trở lại. Tên này nằm trên giường ngẫm nghĩ một chút, Diệp Phàm gọi cho Thiết Chiêm Hùng một cuộc. Anh Thiết, xin lỗi anh, bởi vì chuyện của tôi mà khiến anh bị liên lụy. Diệp Phàm hơi có vẻ áy náy, nói. Chương 1977, Chủ tịch Trúc có vảy ngược. Ha ha, chúng ta là anh em, là loại anh em thân thiết không thua kém gì anh em ruột thịt, là anh em vào sinh ra tử cùng nhau mà. Cậu nói như vậy là coi tôi như người ngoài rồi đấy. Thiết Chiêm Hùng ha ha cười nói. Tuy nhiên, Diệp Phàm cảm thấy trong lời anh ta nói có chút chua xót. Chuyện này, cũng là tất nhiên, Thứ trưởng Bộ Công an quyền cao chức trọng hiện giờ lại rớt xuống làm một huấn luyện viên quèn, hoàn toàn không quyền không thế ở trường đảng Trung ương, Thiết Chiêm Hùng không buồn bực mới là lạ. Việc này, có lẽ chị dâu cũng đã trách cứ vài câu. Diệp Phàm hỏi, cô ấy không sao, tôi hiện giờ sống rất thoải mái tự do, cô ấy còn có thể nói gì? Thiết Chiêm Hùng lại cười nói, anh Thiết, cho tôi thêm mấy tháng nữa. Đợi sau khi có cơ hội thuận lợi rồi lại chờ mình. Diệp Phàm nói. Không vội, tôi tin rằng, trưởng đảng Trung ương này không phải là trạm dừng chân cuối cùng của Thiết Chiêm Hùng tôi. Có một số chuyện không thể vội vàng được, người ta đang nhìn rất chăm chú. Hiện giờ lại đi chờ mình người ta sẽ không vừa lòng. Cho nên, đợi mấy tháng nữa, con người ấy mà, tức giận rồi sẽ vơi bớt một chút, đến lúc đó hãy ra tay, nước đến đầu cầu ắt sẽ thẳng thôi. Thiết Chiêm Hùng nói, anh Thiết hiểu được như thế tôi rất mừng. Diệp Phàm nói, chúng ta là anh em mà. Thiết Chiêm Hùng lại nhấn mạnh câu này. Còn nữa, anh Thiết, Vương Triều bây giờ còn kiêm nhiệm chức bí thư đảng ủy công an của tập đoàn đường nghiệp thành phố Đông Cống. Qua loa cũng lên được chức phó giám đốc sở. Tôi nghĩ, chờ anh trở về bộ công an, nên đưa Vương Triều về. Đến lúc đó, nên giữ vững chức phó giám đốc sở này. Diệp Phàm nói. Việc này nếu tôi có thể trở về, hẳn là không khó. Anh ta vốn là xuống dưới tạm giữ chức, sau khi trở về cũng sẽ lấy lại chức về. Người này, thật là kiếm quá nhiều rồi. Cậu xem Lam Tồn Quân cũng thơm lây từ cậu. Cậu ấy á, là một vị phúc soái đấy. Thiết Chiêm Hùng cười ha ha, nói.
tin rằng, Thiết Chiêm Hùng tôi cũng sẽ thơm lây từ cậu thôi. Điều đó là tất nhiên rồi. Diệp lão đại lại ra vẻ vô lại. Thành phố Đông Cống gần đây rất bẩn rất lộn xộn, bởi vì, nơi nơi đều đang xây dựng. Công xưởng mới của tập đoàn đường nghiệp thành phố Đông Cống. Đường dành riêng cho người đi bộ lư thị cùng với sân thể dục, tòa nhà thành ủy, còn có Ngũ Long Sơn mở ra khu thức cảnh. Nhiều công trình quy mô lớn như vậy đều tập trung cả một chỗ. Cho nên, thành phố Đông Cống gần đây khói bụi đầy trời, nhìn qua nơi nơi đều là tiếng quấy trộn chói tai của máy trộn bê tông. Tuy nhiên, Diệp lão đại lại cảm thấy rất tự hào. Đặc biệt bảo taxi đi chậm lại, Diệp lão đại muốn thị sát địa bàn của mình một chút. Bởi vì tòa nhà thành ủy phải sửa thành khách sạn chiêu đãi thành ủy, mà ủy ban nhân dân thành phố lại đang kiến thiết toàn diện. Cho nên, tạm thời, các phòng ban của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đều tập trung tại một địa điểm làm việc tạm thời. Đương nhiên, điều kiện làm việc kém hơn, ngay cả quyền bí thư thành ủy như Diệp Phàm cũng chỉ được phân cho một văn phòng, không giống như trước kia bên ngoài vẫn còn một gian phòng khách. Mà những nhân viên khác đều phải chen chúc làm việc cùng nhau. Ngay cả phó chủ tịch thành phố cũng không được phân riêng một văn phòng. Hai phó một văn phòng, thành ra làm việc gần gũi hơn. Tuy nhiên, vừa vào văn phòng, Lam Tồn Quân đã đến. Tồn Quân, chuyện gì thế? Gần đây hành động gây chú ý thế. Diệp Phàm vừa mời Lam Tồn Quân ngồi, vừa hỏi. Tôi biết việc này cấp trên đã chú ý đến, chắc là, anh lên tỉnh bị phê bình rồi phải không? Lam Tồn Quân hỏi. Phê bình, cũng có chút. Có điều, nhiều kẻ lắm mồm như vậy, có phải anh có chỗ nào xử lý không ổn thỏa rồi phải không? Diệp Phàm uyển chuyển hỏi. Căn bản là không cách nào xử lý ổn thỏa được, tôi biết, nhất định có rất nhiều người đang kiện tôi. Nói Lam Tồn Quân tôi cầm quyền độc tài, công trình bao thầu không làm theo trình tự và quy hoạch, có phải không? Lam Tồn Quân nhìn Diệp Phàm một cái, hỏi. Có phải anh bị buộc phải làm thế không? Diệp Phàm như thoáng hiểu ra điều gì, gật gật đầu. Đúng. Lam Tồn Quân gật đầu, nói. Sau khi anh đi rồi, anh xem. Người tạm thời đứng đầu thành ủy Y Cao Vân muốn cắm một gậy vào. Mà Thái Phi và Quách Tắc Quân mới được điều tới cũng không lề mề. Cả một đám bê lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố ra áp chế tôi. Yêu cầu tôi đưa tất cả một loạt kế hoạch kiến thiết các công trình của nhà máy đường, và số tiền đầu tư kiến thiết mấy tỷ kia giao lại toàn bộ cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố thống nhất quản lý. Thống nhất quản lý cũng chẳng vấn đề gì, trong nhà Lam Tồn Quân tôi còn có tiền. Cũng chẳng muốn mỏ thêm chút tiền làm gì. Chỉ có điều, bọn họ quá đáng quá rồi. Đầu tiên là phủ định toàn bộ quy hoạch, phương án kiến thiết nhà máy đường. Nhà máy đường mà sau khi chúng ta quy hoạch là phải lớn mạnh, toàn bộ nhà máy đều được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế. Sau khi bị bọn họ đùa nghịch, chỉ thay đổi chút ít so với nhà máy cũ. Quy mô mở rộng ra một chút, đúng kiểu bình mới rượu cũ. Một nhà máy đường mới được xây dựng như vậy căn bản không phù hợp với yêu cầu chấn hưng nhà máy đường lớn mạnh của chúng ta. Trong lúc họp tôi vẫn kiên trì không đồng ý với phương án này. Bọn họ chuyển sang lấy danh nghĩa tập thể bộ máy thành ủy và bộ máy ủy ban nhân dân thành phố ra áp chế tôi. Sau đó tôi rất tức giận, lấy ra thư bổ nhiệm mà anh đã để lại trước khi đi, bọn họ cũng tức giận. Cứ như vậy, tự nhiên, mâu thuẫn liền bùng nổ. Thư cáo trạng có. Lời đồn thổi vớ vẩn nói tôi này nọ cũng nhiều. Tôi nghĩ, mặc kệ thế nào, tôi vẫn phải đứng vững, ít nhất cũng phải chờ được anh trở về giải quyết. Lam Tồn Quân cũng tức tối đầy bụng mà không chỗ giải phóng. Tôi cũng đoán được rồi, con người ấy mà, toàn mắc phải bệnh ghen ghét đố kỵ thôi. Trong tay anh cầm mấy tỷ, người ta thì không được một chút nào, sao có thể buông tha cho anh được. Diệp Phàm gật gật đầu, xoay sang nói. Chỉ có điều, việc này... Anh hãy viết một văn bản tỉ mỉ trình lên, chứng cứ phải đầy đủ, có sức thuyết phục. Phải tỉ mỉ xác thực chút, tôi chuẩn bị báo cáo với Chủ tịch Trúc và Bí thư Quốc Vân. Tôi nghĩ, bọn họ là chủ chốt ở tỉnh. Cũng không có thời gian quản mấy chuyện cụ thể ở thành phố Đông Cống chúng ta. Lúc anh hành động quá ầm ĩ, bọn họ tất nhiên cũng nghe được phong thanh. Cho nên, sinh ra một chút hiểu lầm cũng là bình thường. Tồn Quân, cứ thoải mái mạnh dạn mà làm. Bây giờ tôi trở về rồi, nhân vật số một nhà máy đường là tôi. Tôi ủng hộ anh cứ mạnh dạn mà làm. Tôi muốn xem, mấy người đó còn có thể dở trò gì. Tôi đã viết xong xuôi cả rồi,
lúc đầu bọn họ đã áp chế tôi bằng hình thức hội nghị như thế nào, vân vân, tôi đều đã sửa sang xong tài liệu rồi, chính là đây, anh xem qua trước đi. Lam Tồn Quân nói xong đưa tài liệu ra. Sau khi Diệp Phàm nhận lấy, lật qua, thuận tay đặt lên bàn, hỏi. Việc xây dựng nhà máy đường không bởi vậy mà dừng lại chứ? Không, tôi nổi trận lôi đình. Sau đó, tôi không thèm để ý đến bọn họ nữa. Bọn họ muốn nhúng tay tôi liền bê thượng phương bảo kiếm anh đưa ra. Bọn họ tất nhiên rất tức giận, nhưng chỉ có thể dương mắt nhìn. Lam Tồn Quân không ngờ mỉm cười. Có lẽ, bọn họ hận tôi tận xương rồi. Diệp Phàm cười nói, lúc trước khi rời khỏi thành phố Đông Cống đến thủ đô, Diệp Lão Đại có để lại một quyết định. Cũng chính là trong thời gian hắn không ở đây, tất cả sự vụ của nhà máy đường đều do xưởng trưởng Lam toàn quyền phụ trách. Bất cứ ai cũng không được can thiệp. Giữa trưa, lúc hai người đang ăn cơm cùng nhau thì Trương Hùng gọi điện thoại đến, nói. Anh Diệp, đã điều tra xong rồi. Mau nói đi. Diệp Phàm thúc giục, nói. Trước khi nói việc này vẫn phải nói một chút về nguyên chủ tịch tỉnh Tây Lâm Trần Dũng. Trần Dũng cái lão này cũng là một tay hống hách đấy. Tính tình cũng tương đối tệ, lúc đầu cũng là xuất thân từ quân đội. Hơn nữa, Trần Dũng cũng có bối cảnh nhất định ở thủ đô. Sau đó bởi vì chuyện đội phòng ngự thành phố Đông Cống các anh cùng đồng chí phó tư lệnh thứ nhất của quân khu Việt Đông lúc bấy giờ là Tăng Cương gây ầm ĩ. Đội phòng ngự cũng rất phức tạp, với lại lúc đó xây dựng đội có một chút căn do, có một chút liên hệ. Về phần căn do cụ thể thế nào, tôi cũng không rõ ràng lắm. Tuy nhiên ít nhất cũng lấy được một chút tin tức, Trần Dũng có mâu thuẫn với Tăng Cương. Hơn nữa, bọn họ cũng đã đối đầu với nhau từ lâu. Trước kia Trần Dũng đã từng làm ở quân đội, năm đó còn từng là chiến hữu với Tăng Cương. Hơn nữa cùng cấp bậc, chỉ vì một lần đề bạt mà hai người trở thành đối thủ cạnh tranh. Kết quả, Tăng Cương thăng cấp, Trần Dũng lần đó mất cơ hội. Cho nên, Trần Dũng chuyển nghiệp luôn. Tuy nhiên người này cũng rất ghê gớm, không ngờ có thể kết giao với mấy ông tai to mặt lớn ở thủ đô. Trần Dũng nản lòng trong quân đội, không ngờ trên quan trường lại như cá gặp nước. Đi lên một mạch đến cái ghế chủ tịch tỉnh tỉnh Tây Lâm mới lui về. Mà chủ tịch tỉnh tỉnh Tây Lâm đương nhiệm Trúc Nham Phong chính là môn sinh đắc ý của Trần Dũng. Vẫn luôn đi theo Trần Dũng đến tận bây giờ, ngồi trên ngai vàng chủ tịch tỉnh tỉnh Tây Lâm. Đối với mâu thuẫn giữa Tăng Cương và Trần Dũng, trong lòng Trúc Nham Phong cũng rất rõ ràng. Cho nên, ông ta muốn bỏ ra mấy chục triệu để giúp đội phòng ngự di rời, tự nhiên đã chọc vào vết sẹo cũ của Trần Dũng. Tuy nói hai người Trần Dũng và Tăng Cương đều đã về hưu. Nhưng lòng người, chữ hận viết lên thì dễ, muốn xóa đi thì rất khó. Hơn nữa, theo tôi được biết, tư lệnh quân khu tỉnh đương nhiệm Quy Hưng Thiên cũng là một tay Tăng Cương nâng đỡ. Như thế cũng tốt, thân tín của hai người đối đầu nhau đều va chạm. Tôi nói chuyện gì đây chứ, Y Cao Vân tự ý sửa lại phương án xây dựng quốc lộ quân dân dùng chung Ngũ Long Sơn. Ủy viên thường vụ tỉnh ủy Quy Hưng Thiên này không ngờ một chút cũng không thân thiết, có lẽ, việc này Quy Hưng Thiên đã nhắc đến trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy lâu rồi. Kết quả hẳn là bị đám người tỉnh ủy bí thư Tăng Cửu Thiên liên kết với chủ tịch tỉnh Trúc Nham Phong đàn áp. Sau khi gác điện thoại, Diệp Phàm nói lại việc này cho Lam Tồn Quân. Nếu như đúng là như vậy, thì phiền toái thật rồi. Nếu như anh muốn ủng hộ quốc lộ chung Ngũ Long Sơn của quân đội, vậy nhất định sẽ động phải vảy ngược của Chủ tịch Trúc rồi. Điều này, thật ra lại là kết quả mà Y Cao Vân và đám người Thái Phi rất muốn nhìn thấy. Vốn thái độ của Chủ tịch Trúc đối với anh tương đối tốt. Giống như chuyện nhà máy đường ông ta cũng ủng hộ rất mạnh mẽ. Mà gần đây tốc độ xây dựng khu vực trung tâm của thành phố Đông Cống chúng ta cũng nhanh hơn rất nhiều. Nếu mọi việc có thể thuận lợi thì sẽ để lại cho Chủ tịch Trúc ấn tượng tốt về anh. Mà hiện tại chỉ cần một quốc lộ Ngũ Long Sơn, là có thể phủ định toàn bộ mọi công lao và ấn tượng của anh trong lòng Chủ tịch Trúc. Anh Diệp, anh phải nghĩ cho kỹ. Đâu nặng đâu nhẹ, Quy Hưng Thiên chẳng qua chỉ là một tư lệnh quân khu tỉnh thôi mà. Lam Tồn Quân có chút lo lắng, nói. Ý của anh là không để ý đến chuyện của bên quân đội nữa ư. Diệp Phàm liếc nhìn Lam Tồn Quân một cái, nói. Chúng ta muốn để ý cũng không để ý nổi. Chỉ có thể bỏ việc nhỏ mà nắm lấy việc lớn thôi. Dù sao, Chủ tịch Trúc phân lượng quá nặng, tôi nghĩ, cho dù là người vĩ đại cỡ nào cũng có điều bản thân phải tránh. Mà đội phòng ngự chính là vảy ngược của Chủ tịch Trúc.
Trần Dũng có ơn tri ngộ đối với ông ta, mặc cho việc này là đúng hay sai, Chủ tịch Trúc nhất định sẽ cứng rắn đàn áp Ủy ban Nhân dân thành phố không ủng hộ phương án quốc lộ Ngũ Long Sơn của quân đội. Nếu như ông ta muốn nhúng tay can thiệp, trong tỉnh chúng ta còn ai có thể ngăn cản được ông ta? Ngoại trừ Bí thư Phó Quốc Vân còn ai có thể chống đỡ với Chủ tịch Trúc? Hơn nữa, cho dù có là Bí thư Phó Quốc Vân, cũng chưa chắc đã đồng ý đứng ra mạo hiểm đắc tội với nguyên Chủ tịch Trần Dũng và Chủ tịch đương nhiệm Trúc Nham Phong mà làm chuyện này. Tôi nghĩ, người khôn khéo như Bí thư Phó, nhất định sẽ không phạm phải sai lầm còn con như thế này đâu. Còn chúng ta, căn bản không có khả năng chống lại Chủ tịch Trúc. Hơn nữa, về việc này, còn phải thêm nhân vật đứng thứ ba của tỉnh ủy Tăng Cửu Thiên nữa. Lam Tồn Quân vừa húc canh vừa phân tích.